Rể quý trời cho. Chương 1281, kẻ thù đến rồi. Nếu như mình đoán không sai, vậy thì lần này Tiểu Nguyệt đến Dược Thần Cốc chắc chắn là đã đến khu rừng sương mù. Điền Nguyên lo lắng nói. Khóe miệng của Lâm Thanh Diện nở nụ cười, đúng là trải qua chế đan cùng với việc chiến đấu với Thanh Trúc vào ngày hôm nay, thần hồn của mình đã hoàn toàn mất sạch rồi. Thân thể cảm thấy rất mệt mỏi, ngay cả khí lực để anh đứng dậy cũng không có. Nhưng mà sao Lâm Thanh Diện có thể trốn tránh trách nhiệm mang trên lưng được cơ chứ? Ông yên tâm đi, chỉ cần cô ta có thể bước vào khu rừng sương mù, tôi chắc chắn có thể để cô ta phải trả một cái giá đắt. Dứt lời, Lâm Thanh Diện ném cho bọn họ một ánh mắt yên tâm rồi chậm rãi đi đến khu rừng sương mù. Sở dĩ anh có lòng tin như vậy đó là bởi vì hiện tại khu rừng sương mù đã hoàn toàn là sân nhà của Lâm Thanh Diện anh. Đi thôi Lão Điền, chúng ta vẫn nên đi tìm Tiểu Điêu thôi, Triệu Ất nói. Việc đã đến nước này rồi, Điền Nguyên đành phải đồng ý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai người già ngày hôm nay đã gặp được hai chuyện làm cho người ta phải kinh ngạc nhất trong cuộc đời. Mà người tạo ra hai chuyện thần tích này đều là Thiên Chỉ Kiêu Tử Lâm Thanh Diện. Tiểu Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà lúc cô ta nhìn thấy một mảnh đen kịt ở phía trước là một khu rừng rậm hơi âm trầm, ít nhiều gì trong lòng vẫn có chút do dự. Thanh Trúc đang làm cái gì vậy chứ, sao lâu như vậy rồi mà cũng không đến đây gặp mình. Tiểu Nguyệt thấp giọng mắng chửi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đợi khoảng 30 phút Tiểu Nguyệt thật sự đã đợi không được nữa rồi. Vì thương nguyên giới, vào xem một chút thôi, nếu như thật sự giống như mình phỏng đoán thế thì lập tức báo cáo cho trưởng bối. Quyết định xong, ánh mắt của Tiểu Nguyệt kiên định bước đi bước đầu tiên vào khu rừng sương mù. Mà cô ta không biết rằng cũng bởi vì nửa tiếng đồng hồ chờ đợi đã làm cho Lâm Thanh Diện đuổi kịp cô ta. Lúc cô ta đặt chân bước vào trong khu rừng sương mù, Lâm Thanh Diện cách nơi đó không xa. Đã bước vào trong rừng rậm, sương mù ở đây tràn ngập, đêm đã khuya, côn trùng và thú trong rừng rậm kêu vang, hiện tại nghe thấy làm cho người ta càng sợ hãi hơn. Cũng may là Tiểu Nguyệt đã chuẩn bị đầy đủ đèn pin được mở lên, dưới chùm sáng sương mù dày. Đặc như là hạt trôi, ngược lại có một cảm giác như đang trên tiên cảnh. Nơi này thật là thần kỳ. Tiểu Nguyệt hương phấn nói. Giống như lần đầu tiên Lâm Thanh Diện bước vào khu rừng sương mù, cô ta phát hiện ven rừng rậm những dược liệu sinh trưởng trên mặt đất đều chân quý hơn rất nhiều so với ở bên ngoài. Xem ra là không sai rồi, nơi này chắc chắn là vị trí của nguồn linh nguyên cuối cùng trên thế giới này. Tiểu Nguyệt hương phấn nói, lòng hiếu kỳ đã bao trùm cô ta tiếp tục tìm kiếm vào bên trong. Giờ phút này cách trung tâm của khu rừng sương mù không xa, linh tê trong hang động khổng lồ ở trong cốc trong đêm tối, cái đầu đang ngủ say của tê giác cổ đột nhiên mở mắt ra. Thương nguyên giới đến rồi. Trong nháy mắt một tiếng gào thét to lớn vang vọng toàn bộ rừng rậm trong lúc nhất thời trong các ngõ ngách của khu rừng này, tất cả linh thú đã đồng thời tỉnh táo, sắc mặt ngưng trọng. Là thú cưỡi của ma thần Tula, đối với khí thức của người thương nguyên giới, tê giác cổ vô cùng bén nhạy. Cho dù là trôi qua mấy trăm năm nhưng mà sau khi Tiểu Nguyệt đặt chân vào, loại khí thức này liền lập tức thức tỉnh tê giác cổ đang ngủ say. Đuổi cùng giết tận người của thương nguyên giới. Năm đó ma thần Tula đã làm như vậy, tê giác cổ đã phụng mệnh bảo vệ linh nguyên, đương nhiên cũng sẽ làm theo không sai sót. Nhưng mà tiếng gầm gừ lúc nãy cũng không làm Tiểu Nguyệt sinh ra lòng nghi ngờ, cô ta cảm thấy rằng nếu như nơi này là rừng rậm cho dù là ban đêm thì cũng có thú dữ xuất hiện cũng là chuyện nên có. Tiếp tục đi vào bên trong, không lâu lắm liền đi đến suối nước sâu mà Lâm Thanh Diện đã đến lúc trước. Giờ phút này Tiểu Nguyệt đã bị linh khí tràn ngập xung quanh hấp dẫn, trong lòng lại càng quyết tâm hơn. Có được linh nguyên cuối cùng này, thương nguyên giới của chúng ta chắc chắn có thể chinh phục thế giới một lần nữa. Cô ta kiên định nói, tiếp tục đi vào bên trong. Đúng lúc này sau lưng của cô ta truyền đến âm thanh xào xạc. Một con chăn đang le lưỡi theo sát sau lưng cô ta. Lúc con chăn và Tiểu Nguyệt cách xa nhau chỉ có mấy mét, Tiểu Nguyệt bỗng nhiên quay đầu lại, là ai? Con chăn không hề do dự một chút nào bật lên khỏi mặt đất, cái miệng lớn chuẩn bị cắn xé Tiểu Nguyệt ở trước mặt. Đáng chết, hóa ra là một con mãng xà. Tiểu Nguyệt nhìn thấy con chăn to lớn như vậy, dường như là cô ta cũng không hề bối rối. Một sợi dây xích màu đen xuất hiện trong tích tắc, tiếp theo đó trực tiếp quấn lên trên người của con chăn. Không ngờ là ở đây cũng có yêu thú tồn tại, xem ra lần này đến đúng rồi. Tiểu Nguyệt vừa cười vừa nói. Linh thú trên địa cầu này ở thương nguyên giới được gọi là yêu thú.
Mà Tiểu Nguyệt sở dĩ nhìn thấy con chăn với thân hình to lớn như thế mà cũng không sợ hãi, đó là bởi vì trong thương nguyên giới cướp đoạt linh nguyên khắp nơi trên thế giới này, linh khí quá nhiều, có rất nhiều người chăn nuôi động vật bởi vì hấp thu linh khí mà trông có vẻ không khác gì so với con chăn này. Bởi vậy, Tiểu Nguyệt cũng đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Dù sao thì với thực lực hóa cảnh đỉnh phong, dây xích của Tiểu Nguyệt vừa mới quấn lại, trong lúc nhất thời, con chăn liền cảm thấy không thể thở được. Hừ, chỉ bằng dựa vào mày mà cũng dám đánh lén tao nữa hả, mày nằm mơ đi. Tiểu Nguyệt cười lạnh rồi nói, đột nhiên sau lưng lại truyền đến một luồng ánh sáng đen. Cô ta hạ eo xuống theo bản năng, chất lỏng màu đen trực tiếp hòa tan cây cối ở phía đối diện. Có một con cóc to lớn đang lượn, Tiểu Nguyệt ở bên đây nhận được mệnh lệnh của Tê Giác Cổ, những linh thú đang chạy đến nơi của Tiểu Nguyệt từ bốn phương tám hướng. Con ếch thật là xấu xí. Tiểu Nguyệt nói như vậy, nhưng mà cũng không dám lạnh nhạt. Con cóc trực tiếp bật nhảy lên trên không, răng nanh ở phía trước tương đối bén nhọn, rất có tính công kích, cùng lúc đó trong miệng của nó cũng phun ra độc giống như mưa. Tốc độ của Tiểu Nguyệt cực kỳ nhanh, dây xích ở trong tay biến mất nhanh chóng di chuyển tránh được sự tấn công của nọc độc. Hai con yêu thú này làm sao thế, đều không phải là đối thủ của mình. Lúc nói chuyện khí thế của Tiểu Nguyệt đột ngột tăng lên, mà trên bầu trời có một bóng đen to lớn lao xuống còn nhanh hơn là mũi tên. Tiểu Nguyệt dương mắt nhìn lên con chim ưng đang nhìn chằm chằm xuống dưới. Móng vuốt đại bàng to lớn giống như là một cái kìm có lực và mạnh mẽ. Ngày hôm nay làm sao vậy chứ, chẳng lẽ là mình đã xông vào trong xào huyệt của yêu thú rồi. Tiểu Nguyệt suy nghĩ ở trong lòng. Hiện tại ba con linh thú đồng thời tấn công Tiểu Nguyệt làm cho Tiểu Nguyệt có hơi bị động, lấy một tư thế cực kỳ thê thảm. Tiểu Nguyệt lăn qua bên cạnh hai vòng né tránh đòn tấn công móng vuốt của chim ưng. Hai móng vuốt to lớn của nó đúng lúc chụp vào một khối nham thạch to, trong khoảnh khắc đó nham thạch biến thành bột mịn. Két két, Tiểu Nguyệt kêu to một tiếng. Lập tức nước suối kịch liệt chuyển động, giống như là nghe lời của Tiểu Nguyệt hiện lên một cột nước, cả ba được phân biệt xông về phía của ba con linh thú. Con chim ưng bay lên trên trời tùy tiện né tránh, mà con cóc đó thì dứt khoát chui vào một lùm cây tùm ở bên cạnh. Con chăn cũng không sợ, vốn dĩ đã sống trong suối nước, đối với nước đó căn bản không hề sợ hãi, một chiêu cũng không trúng, nằm đấm của Tiểu Nguyệt âm thầm nắm chặt lại. Ba con linh thú tấn công cô ta đã không thể chống đỡ được rồi. Dù sao thì mình cũng đã điều tra không sai lắm, không bằng bây giờ rời khỏi nơi này, chờ một lát nữa giao cho trưởng bối đến đây thu thập. Trong lòng của Tiểu Nguyệt đưa ra quyết tâm, quay người lại chuẩn bị đi khỏi. Cơ thể của Tiểu Nguyệt vốn rất nhẹ nhàng, tốc độ lại cực nhanh. Duy chỉ có con chim ưng ở trên không mới có thể một mực đi theo cô ta. Nhưng mà chỉ dựa vào một mình linh thú nó sao lại có thể là đối thủ của Tiểu Nguyệt được chứ? Sợi dây xích màu đen được ném ra thật dài, lập tức phung về phía con chim ưng trên không. Con chim ưng khổng lồ bị đánh trúng, chỉ sợ là nửa cái mạng cũng không còn. Nhưng mà nó không hề suy nghĩ một chút nào, lại bay lên cao mấy trăm mét một lần nữa, có vài cái lông cánh chim rơi xuống, lúc này mới may mắn né tránh được. Nhưng mà vì thế đã cho Tiểu Nguyệt có thời cơ để rời khỏi khu rừng sương mù. Trên mặt của cô ta hơi có chút đắc ý, trong lòng tự nhủ đợi sau này dẫn theo trưởng bối đến đây, vậy thì tất cả những thứ ở nơi này cũng đã thuộc về thương nguyên giới rồi. Đột nhiên trước mặt của cô ta lại có một bóng dáng màu đen đang đứng đó. Cái bóng màu đen không hề nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn Tiểu Nguyệt. Lông mày xinh đẹp của Tiểu Nguyệt nhíu lại, trong sương mù cô ta căn bản không nhìn thấy rõ đối phương là ai. Là người hay là quỷ, mau nhường đường. Nào biết được đối phương đã không hề động đậy, lại càng trực tiếp chậm rãi đi về phía của mình. Tiểu Nguyệt cầm lấy cây đèn pin, nương theo ánh đèn, ánh mắt của cô ta trở nên hốt hoảng. Lâm Thanh Diện, tại sao anh lại ở đây? Chương 1282, con rể tốt. Kéo lấy bước chân mệt mỏi, Lâm Thanh Diện đi đến trước mặt của Tiểu Nguyệt. Cô đi vào khu rừng sương mù rốt cuộc là có ý đồ gì? Ánh mắt của Tiểu Nguyệt sắc bén, xem ra là Thanh Trúc không thể khống chế được anh rồi, chẳng lẽ là nhiều ngày không gặp thực lực của anh lại tăng thêm. Cô nói chính là cái người quái dị đó à, anh ta đã bị tôi giết rồi. Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói. Khóe miệng của Tiểu Nguyệt không tự chủ mà giật giật một chút. Thực lực của Thanh Trúc đã gần đến thần cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ thực lực như vậy mà cũng không có cách nào có thể khống chế được Lâm Thanh Diện, ngược lại còn bị cô hồn dưới thanh đao. Hiện tại đến lượt cô, Lâm Thanh Diện âm trầm nói, trong tay xuất hiện một cây trường đao. Anh muốn giết tôi? Tiểu Nguyệt híp mắt lại nhìn đối phương, trong tay nắm chặt cái dây xích.
Linh khí ở bên trong khu rừng sương mù là của thế giới chúng tôi, nếu như cô muốn cướp đi thì căn bản không có khả năng đâu. Lâm Thanh Diện thấp giọng nói, lại bước lên một bước. Xem ra là anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Tiểu Nguyệt nhỏ giọng nói, lập tức ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lâm Thanh Diện, nơi này rất giàu có linh khí, nếu như được thương nguyên giới chúng tôi sử dụng vậy thì lợi ích vô tận, đặt ở thế giới của các người thật sự phung phí của trời. Bớt nói nhảm. Lâm Thanh Diện tức giận chỉ vào đối phương, linh nguyên trên địa cầu này đã bị các người đoạt đi hơn phân nửa rồi, hiện tại còn ngấp nghé chút linh nguyên còn sót lại, ngày hôm nay có tôi ở đây tuyệt đối sẽ không để cho các người làm sằng làm bậy. Ha ha, chỉ dựa vào anh. Tiểu Nguyệt cười lạnh một tiếng, thực lực của thương nguyên giới chúng tôi rất mạnh, căn bản cũng không phải là thứ mà anh có thể hiểu được, huống hồ gì linh nguyên đối với chúng tôi mà nói có rất nhiều lợi ích, về phần chỗ của các người biến thành như thế nào, cái đó có liên quan gì tới tôi cơ chứ? Đồ tốt chỉ xứng để cho cường giả có được. Logic chó má gì thế? Lâm Thanh Diện kêu to lên một tiếng, trường đao ở trong tay lập tức phun ra. Lông mày của Tiểu Nguyệt nhíu chặt lại, cô ta biết rằng nếu như mình đơn độc chiến đấu với Lâm Thanh Diện chỉ sợ không phải là đối thủ của anh. Nhưng mà lần này cô ta kinh ngạc phát hiện đòn tấn công của Lâm Thanh Diện chậm hơn trước đó rất nhiều, đồng thời lực đạo trên lưỡi đao cũng suy yếu không ít. Nhìn thấy quần áo ở trên người của Lâm Thanh Diện bị tổn hại, trong phút chốc Tiểu Nguyệt liền hiểu ngay. Xem ra là Thanh Trúc và Lâm Thanh Diện chiến đấu với nhau đã tiêu hao quá nhiều sức lực của Lâm Thanh Diện, hiện tại Lâm Thanh Diện mệt mỏi rất rõ ràng, thực lực cũng đã giảm hơn rất nhiều. Tiểu Nguyệt nhếch miệng lên, dây xích ở trong tay đồng thời đánh về phía cây trường đao. Hai loại vũ khí va chạm tạo ra tia lửa trực tiếp xé tan đêm tối. Vết thương của Lâm Thanh Diện hơi rát, thân thể lùi về phía sau mấy bước. Ha ha, Lâm Thanh Diện, bây giờ anh đứng không vững nữa rồi, làm sao đánh với tôi đây? Nói xong, Tiểu Nguyệt lại xuất một chiêu nữa, đánh thẳng vào trong mặt của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cưỡng chế chút hồn lực còn sót lại, lúc dây xích của đối phương sắp đánh trúng mình, mũi chân chỉa xuống đất ra sức tránh thoát. Thật sự không nghĩ tới thế mà anh cũng có một ngày thê thảm như vậy. Khóe miệng của Tiểu Nguyệt mang theo ý cười, linh khí trong tay lại càng đậm hơn. Lông mày của Lâm Thanh Diện nhíu chặt lại, lúc này trong lòng của anh mới hiểu được xem ra cho dù là thần hồn trời sinh thì cũng không thể sử dụng vĩnh viễn. Mấy ngày nay Lâm Thanh Diện đã ý thức được thời gian gấp rút, chính vì vậy mà anh không ngừng dung hợp đan dược cấp bậc hoàn mỹ, lại cộng thêm tất cả những chuyện xảy ra vào tối ngày hôm nay, bây giờ anh cần phải nghỉ ngơi. Nhưng mà hiện tại Lâm Thanh Diện đang yên lặng chờ đợi, lúc mấy bóng đen to lớn xuất hiện ở sau lưng của Tiểu Nguyệt, khóe miệng của Lâm Thanh Diện nâng nhẹ lên, lộ ra một nụ cười. Hóa ra là lúc hai người đang đánh nhau, con cóc cùng với con chăn đã đuổi theo tới. Không chỉ có như thế, con chim ưng trên bầu trời gọi mọi người tới giúp đỡ, một con vượn to lớn nắm dây leo ở trong tay, ánh mắt lom lom nhìn Tiểu Nguyệt. Lúc này Tiểu Nguyệt mới cảm nhận được tất cả những chuyện xảy ra ở sau lưng. Cô ta lập tức quay đầu lại, trước mắt tất cả đều là những linh thú với thân hình khổng lồ. Euro sắc nhiều linh thú như vậy, Tiểu Nguyệt biết rõ là mình không có cách nào đối phó, thế là lớn tiếng nói với Lâm Thanh Diện, này, cái anh kia, không muốn bị những con yêu thú này xé nát thì đối phó với tôi đi, nếu không thì anh và tôi đều phải chết. Lời này vừa mới nói xong, con vượn cổ với thân hình to lớn thả người nhảy lên trên. Tiểu Nguyệt không dám lơ là lui ra phía sau mấy chục bước như người né tránh. Con vượn cổ đánh một chiêu không trúng, nó đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện. Nhưng mà để Tiểu Nguyệt cảm thấy kinh ngạc đó chính là con vượn cổ đi đến trước mặt Lâm Thanh. Diện gần như là một bàn tay liền có thể đánh cho Lâm Thanh Diện một cái, nhưng mà nó lại quay người lại nhào về phía Tiểu Nguyệt một lần nữa. Đôi lông mày xinh đẹp của Tiểu Nguyệt nhíu chặt lại, vừa lui ra phía sau vừa la lớn lên, xúc sinh chết tiệt tại sao lại cứ nhằm vào tao không chịu buông. Nhưng mà linh thú này căn bản cũng không quan tâm Tiểu Nguyệt đang nói cái gì, một bộ dạng như đang liều mạng. Cùng lúc đó, những linh thú khác cũng không ngừng hùng hồn lao về phía Tiểu Nguyệt mà ở bên phía của Lâm Thanh Diện căn bản không hề phải chịu đựng sự công kích của linh thú. Có chuyện gì vậy chứ? Lưng của Tiểu Nguyệt dựa vào một cây đại thụ che trời, dây xích ở trong tay không ngừng cuộn loạn. Trong mắt của Lâm Thanh Diện mang theo ý cười, khu rừng sương mù chính là địa bàn của tôi, ở địa bàn của tôi mà muốn đấu với tôi, cô chẳng phải là muốn chết rồi à? Bởi vì đã nhận được toàn bộ kế thừa của ma thần Tula, chủ của linh thú là Tê Giác Cổ đã hoàn toàn thừa nhận địa vị của Lâm Thanh Diện, hơn nữa nó cũng đã thông báo cho toàn bộ linh thú của khu rừng sương mù bằng một phương pháp đặc biệt.
Chính vì vậy, những con linh thú này đều biết rằng tiếp theo đây Lâm Thanh Diện sẽ chiến đấu với toàn bộ Thương Nguyên giới, đương nhiên cũng sẽ không làm gì với Lâm Thanh Diện. Phốc! Nọc độc của con cóc không hề lưu tình một chút nào mà phun ra. Tiểu Nguyệt bị công kích với mật độ cao như thế này, dần dần thế lực đã không còn nữa. Phải biết là trong số những linh thú thực lực kém nhất cũng đã đạt đến hóa cảnh, huống hồ gì nơi này có khoảng mấy chục loại linh thú khác biệt nhau. Tiểu Nguyệt ư một tiếng, thân thể của cô ta né qua một bên, nhưng mà động tác của cô ta đã chậm hơn rất nhiều so với lúc nãy. Nọc độc trực tiếp ăn mòn sạch sẽ, vải áo của Tiểu Nguyệt lộ ra đôi vai trắng như tuyết của Tiểu Nguyệt. Súc sinh đáng chết. Tiểu Nguyệt mắng chửi ở trong miệng, mà lúc này con chăn vẫn luôn ẩn nấp ở trên cành cây phun ra cái lưỡi dài, mở cái miệng to lớn trực tiếp lao xuống. AI lần này đánh lén đã có tác dụng, Tiểu Nguyệt không kịp phòng bị, ở trên vai của cô ta bị cái răng nanh của con chăn kéo ra hai vết thương đầy máu, xung quanh vết thương nhanh chóng sưng lên. Tiểu Nguyệt ngã trên mặt đất, giờ phút này toàn bộ linh thú đều tụ tập tới đây bao vây xung quanh Tiểu Nguyệt. Cái đám súc sinh này, mau tránh ra cho tao. Tiểu Nguyệt bị ngã trên mặt đất la lớn lên, nhưng mà những con linh thú này lại không thấy động đậy. Mấy trăm năm trôi qua, bọn nó vẫn luôn bảo vệ cho Linh Nguyên ở bên trong khu rừng sương mù, mục đích là vì để phòng ngừa người của Thương Nguyên giới đến đây xâm lấn. Hiện tại Tiểu Nguyệt là người của Thương Nguyên giới, những con linh thú này sao có thể bỏ qua cho cô ta? Lúc tất cả linh thú đang chuẩn bị tiến lên tấn công một lượt, đột nhiên âm thanh của Lâm Thanh Diện lại truyền đến từ đằng sau linh thú. Chờ đã! Chỉ là một tiếng nhẹ nhàng, những con linh thú này liền dừng động tác cũng tự động né ra một con đường. Lâm Thanh Diện nhẹ bước đi đến đứng trước mặt của Tiểu Nguyệt, giọng nói lạnh lùng, hiện tại cô có còn gì để nói không? Vết thương trên bả vai làm cho Tiểu Nguyệt nhíu chặt lông mày, tại sao những con linh thú này chỉ công kích mình mà đối với Lâm Thanh Diện thì lại không có suy nghĩ muốn làm tổn thương? Chắc là những linh thú này nhận ra anh. Lâm Thanh Diện lắc đầu, những linh thú này không những không quen biết với mình, ngược lại là lần đầu tiên mình bước vào khu rừng sương mù còn đã từng chiến đấu với mấy con linh thú trong số bọn nó. Vậy thì tại sao nó chỉ tấn công tôi, lại không tấn công anh? Tiểu Nguyệt nói, đây là nghi vấn và điều không cam lòng lớn nhất ở trong lòng của cô ta vào thời điểm hiện tại, đơn giản thôi, bởi vì chuyện mà tôi và những con linh thú này làm đều giống nhau, đó chính là bảo vệ cho Linh Nguyên không bị những người Thương Nguyên giới các người cướp đi. Dứt lời, kiếm trảm thiên ở trong tay của Lâm Thanh Diện bản ra ánh sáng khắp nơi. Sau khi đám linh thú nhìn thấy thần kiếm ở trong tay của Lâm Thanh Diện, đồng loạt quỳ gối bái lạy. Nhìn thấy cảnh tượng kinh dị này, Tiểu Nguyệt sợ đến nỗi nói không nên lời. Mũi kiếm của Lâm Thanh Diện chỉ ở cổ họng của Tiểu Nguyệt, cô có thể nói với tôi, rốt cuộc cô là ai? Đây chính là thắc mắc của Lâm Thanh Diện cho đến bây giờ, chẳng biết là tại sao trong gương mặt của Tiểu Nguyệt anh luôn có thể tìm được một cảm giác như từng quen biết, hơn nữa anh chắc chắn rằng Tiểu Nguyệt có liên quan gì đó đến Sở Nguyệt. Nào biết sau khi Tiểu Nguyệt nghe thấy lời nói này xong, tuy là bị kiếm trảm tiên chỉ vào người, nhưng mà trong mắt lại mang theo ý cười. Con rể tốt của tôi, tại sao lại quên tôi rồi? Chương 1283, làm việc quả quyết. Lâm Thanh Diện nghe thấy giọng điệu và cái tên quen thuộc, lúc nhìn đến biểu cảm quen thuộc đó, một gương mặt chanh chua hiện lên trong đầu anh. Trong lòng giật mình, kiếm trảm thiên ở trong tay thiếu chút nữa đã rơi xuống đất. Cô chính là Sở Nguyệt. Lâm Thanh Diện nghẹn giọng nói. Tiểu Nguyệt có bộ dạng như thiếu nữ ở trước mắt, có làm như nào cũng không có cách liên kết cô ta và Sở Nguyệt 50 tuổi lại với nhau. Ha ha, thằng nhóc thối, gặp tôi ngay cả tiếng mẹ cũng không chịu gọi à. Tiểu Nguyệt vừa cười vừa nói, hiển nhiên là phản ứng của Lâm Thanh Diện chính là thứ mà cô ta chờ mong. Bà, tại sao bà lại biến thành bộ dạng này, rốt cuộc khuôn mặt nào mới là khuôn mặt thật của bà? Lâm Thanh Diện hỏi. Khóe miệng của Tiểu Nguyệt cong nhẹ, sao vậy, không phải là cậu thích dung mạo 50 tuổi đó chứ, dung mạo này của tôi cậu không thích à? Yêu nữ này, ít nói mấy lời này với tôi đi. Cổ tay của Lâm Thanh Diện di chuyển, kiếm trảm tiên đè vào trong cổ họng của đối phương. Mặc dù trước đó Lâm Thanh Diện đã đoán ra Tiểu Nguyệt với Sở Nguyệt có mối quan hệ nào đó, nhưng mà không ngờ đến bọn họ lại là một người. Chuyện này cũng chính là đang nói mấy tháng trước đó Tiểu Nguyệt của Thương Nguyên giới đã để ý đến mình, sau đó còn cố ý tiếp cận mình. Nói như vậy, cô gả cho Hứa Quốc Hoa tất cả những thứ này cũng là vì để tiếp cận tôi, có đúng không? Lâm Thanh Diện hỏi. Tiểu Nguyệt cười lạnh nói. Hứa Quốc Hoa là cái thá gì cũng chỉ là một con rối cho tôi giật dây mà thôi, về phần anh, thật ra thì tôi cảm thấy hứng thú hơn. Trong mắt của Lâm Thanh Diện mang theo sát khí, không ngờ đến là tâm tư của người phụ nữ này lại kinh khủng đến mức độ đó.
Nói đến đây, ánh mắt của Tiểu Nguyệt hơi ảm đạm một chút, có điều là tôi vẫn đã xem thường anh rồi, anh vẫn biết hết tất cả mọi chuyện, nhưng mà cũng không sao hết, tôi đã tìm được vùng đất linh nguyên rồi, thế giới của các người rốt cuộc cũng đã không giấu được nữa. Dứt lời, trong mắt của Tiểu Nguyệt mang theo ý cười. Đây là nơi chú linh nguyên cuối cùng trên địa cầu cũng đã bị tìm thấy, chỉ cần có thể cướp đoạt hết toàn bộ linh nguyên giạt rào ở đây, thế thì thực lực của thương nguyên giới sẽ tăng vọt. Các người là tên cướp bóc. Lâm Thanh Diện tức giận la lên, cổ tay run lên, kiếm chảm thiên liền làm cánh tay của đối phương bị thương. Cái tên thối tha này, anh lại dám làm như vậy với tôi, trong mắt của Tiểu Nguyệt bốc hỏa, nói với Lâm Thanh Diện. Đối với cái loại người không biết xấu hổ như các người, tôi có đối xử như thế nào cũng không quá đáng. Lâm Thanh Diện cất cao giọng nói, kiếm chảm thiên xoay chuyển chỉ vào đối phương. Ngày hôm nay là ngày chết của cô. Lâm Thanh Diện nói. Trong lòng của anh biết rất rõ ràng ngày hôm nay thừa dịp Tiểu Nguyệt vẫn còn chưa báo cáo tin tức của Linh Nguyên cho Thương Nguyên giới biết nhất định phải giết chết cô ta, nếu không thì một khi tin tức Linh Nguyên bị lộ ra tất cả đã trễ rồi. Tôi không quan tâm cô là Sở Nguyệt hay là Tiểu Nguyệt, cô nhất định phải trả một cái giá đắt cho hành động của mình. Lông mày của Lâm Thanh Diện cau chặt lại, chút hồn lực còn sót lại phát ra trên thân của kiếm chảm tiên. Lâm Thanh Diện. Tiểu Nguyệt la lớn lên, tôi làm tất cả những chuyện này cũng đều là vì thương nguyên giới, có lỗi gì chứ? Cô sai là sai ở đây, cô không nên đến mảnh đất của chúng tôi. Dứt lời, ánh sáng của kiếm chảm thiên hiện lên, Lâm Thanh Diện trực tiếp đâm vào yết hầu của đối phương. Tất cả đều kết thúc rồi. Lúc Lâm Thanh Diện cảm thấy một kiếm này chắc chắn trúng rồi, đột nhiên anh lại thấy khóe miệng của Tiểu Nguyệt có nụ cười tàn ác. Chuyện này... Lâm Thanh Diện hoảng hốt lúc kiếm chảm tiên của mình đang hành động, thế mà Tiểu Nguyệt lại trực tiếp bản lên từ dưới đất, cùng lúc đó có một cái khiên đen ma quái ngăn chặn cả người của cô ta lại. Kiếm chảm tiên cũng không thể đâm xuyên thấu qua cái khiêng, ngược lại Lâm Thanh Diện đã cạn kiệt thần hồn lại bởi vì sử dụng chút hồn lực cuối cùng mà trở nên suy yếu. Lúc này người nhỏ màu vàng ở trong đầu của Lâm Thanh Diện đã ngủ thật say, có làm như thế nào cũng không tỉnh lại được. Mà đúng vào lúc này một con dao ngắn xuất hiện ở trong tay của Tiểu Nguyệt với tốc độ cực kỳ nhanh chóng tiến đến sau lưng Lâm Thanh Diện, theo đó cây đao ở trong tay đảo một cái liền kề lên trên cổ của Lâm Thanh Diện. Linh thú ở xung quanh nhìn thấy sự việc đột nhiên thay đổi như thế, lập tức tiến lên. Cái đám xúc sinh này ngừng lại cho tao, nếu không thì tao sẽ lập tức giết chết anh ta. Linh thú nghe xong, dừng bước chân lại. Yêu nữ, cô quả nhiên hèn hạ. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Ha, nói tới thì cũng là bởi vì do anh lơ là sơ suất, nếu như anh giết tôi sớm một chút thì tốt biết bao nhiêu, nhưng mà tôi cũng biết anh thấy tôi xinh đẹp như vậy không nỡ giết tôi có đúng không hả? Cút đi! Lâm Thanh Diện giận dữ hét lên. Tiểu Nguyệt không thấy bực mình chút nào hết, nói thử xem tôi với lại người vợ đó của anh cảm thấy ai là người đẹp hơn? Nếu như anh ở thương nguyên giới thì có lẽ dựa vào thực lực và thiên phú của anh, nói không chừng có thể lọt vào mắt xanh của tôi đó. Cô nằm mơ đi! Lâm Thanh Diện giận dữ nói, chỉ dựa vào cô mà cũng có thể đánh đồng với Bích Hoài, cô và cô ấy so sánh với nhau giống như là một trời một vực, còn nữa cô đừng có quên độc trong người của Bích Hoài là do cô đã tạo thành, thù này tôi nhất định sẽ tính toán với cô. Hay lắm, Lâm Thanh Diện quả nhiên là có đủ cốt khí. Ánh mắt của Tiểu Nguyệt trở nên lạnh lùng, hiện tại nghe lời tôi kêu những con xúc sinh đó cút đi, tôi muốn rời khỏi nơi này. Nằm mơ đi. Lâm Thanh Diện biết rõ ngày hôm nay nếu như thả Tiểu Nguyệt đi rồi, chỉ sợ là sau này sẽ không yên bình. Tốt, xem ra tôi không cho anh một bài học thì anh không chịu. Lúc nói chuyện, trên tay của Tiểu Nguyệt bỗng nhiên dùng sức, cây dao sắc bén trực tiếp đâm vào yết hầu của Lâm Thanh Diện nửa tấc. Còn không nhanh kêu bọn nó lùi ra đi, Tiểu Nguyệt lạnh lùng nói. Lông mày của Lâm Thanh Diện nhíu chặt lại, tâm tư của người phụ nữ này rất chắc chắn, làm chuyện không hề do dự một chút nào, hơn nữa quan trọng nhất đó chính là cô ta làm việc chỉ vì thương nguyên giới, căn bản sẽ không cân nhắc tới bất cứ chuyện gì khác. Người như thế này tồn tại đối với thế giới này mà nói việc đó chính là uy hiếp lớn nhất. Tất cả linh thú nghe lệnh. Lâm Thanh Diện trầm giọng nói. Tiểu Nguyệt thấy Lâm Thanh Diện đã mở miệng, nhếch miệng lên, còn tưởng rằng cậu cứng đầu chứ, hiện tại xem ra cũng chỉ có như thế mà thôi. Lâm Thanh Diện căn bản không thèm để ý tới, ánh mắt sắc bén quét nhìn về phía đám linh thú. Tất cả linh thú nghe đây, không cần phải quan tâm tới ta, nhất định phải giết chết người phụ nữ này. Tiểu Nguyệt nghe xong, ánh mắt hoảng sợ. Cái tên này anh bị điên rồi hả, chẳng lẽ là anh, ha, so với linh nguyên thì tính mạng của tôi là cái gì chứ? Lâm Thanh Diện xem thường nói, lập tức hét lớn lên, linh thú, có thể công kích rồi. Anh!
Tiểu Nguyệt cắn chặt răng, quả thật là cô ta không thể nào tin được trên thế giới này còn có một vật tồn tại vượt qua mạng sống của mình, loại vật này được gọi là tín ngưỡng. Hơn nữa Tiểu Nguyệt cũng biết rõ cho dù hiện tại mình có giết chết Lâm Thanh Diện thế thì những linh thú này cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Euro sắc điều là nghĩ đến tài năng siêu phàm của Lâm Thanh Diện, trong lòng của Tiểu Nguyệt sinh ra suy nghĩ độc ác. Được lắm. Nếu như anh đã tuyệt tình như vậy thế thì tôi cũng sẽ không để cho anh dễ chịu. Lúc nói chuyện, linh lực của cô ta tụ hội lại vào trong tay. Tôi sẽ để cho anh biết chuyện mà anh có thể làm được thì tiểu công chúa thương nguyên giới như tôi cũng có thể làm được, cùng lắm thì ngày hôm nay chúng ta chết cùng. Nói xong, cô ta giơ con dao ngắn ở trong tay lên. Đột nhiên ở phía xa xa lại truyền đến tiếng bước chân ầm ầm. Dường như là ngay cả đất cũng đều đang rung chuyển. Giờ phút này Tê Giác Cổ lấy một tốc độ gần như là điên cuồng chạy băng băng qua bên đây. Lâm Thanh Diện, đừng sợ, tôi tới cứu người. Tê Giác Cổ mở miệng nói. Tiểu Nguyệt thấy hình dạng như vậy, khinh ngạc vô cùng, cái này, yêu thú này tại sao lại có thể mở miệng nói chuyện. Trong nháy mắt mà cô ta đang chần chừ, Tê Giác Cổ đã đi đến trước mặt của Lâm Thanh Diện và Tiểu Nguyệt. Va chạm dã man. Lâm Thanh Diện và Tê Giác Cổ chỉ đối mặt với nhau một chút, lập tức hiểu trong lòng đối phương đang nghĩ cái gì. Đừng đến đây. Tiểu Nguyệt kinh ngạc kêu lên một tiếng, va chạm không hề cố kỵ như thế này, cho dù Lâm Thanh Diện có ngăn cản ở trước người của mình thì cô ta căn bản cũng không chịu đựng được. Nhưng mà Tê Giác Cổ dường như không nghe thấy, ánh mắt kiên quyết. Là thống lĩnh của linh thú, Tê Giác Cổ làm việc rất quả quyết, tuyệt đối không dây dưa dài dòng. Lâm Thanh Diện, xin lỗi, Tê Giác Cổ thấp giọng nói. Tất cả phó thác cho trời. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, trong lòng đã chuẩn bị tốt. Vang ầm lên một tiếng. Tê Giác Cổ khổng lồ lập tức ủi vào hai người bọn họ bay tung lên trời. Đại não của Lâm Thanh Diện trong nháy mắt trở nên trống rông, tiếp theo đó khuôn mặt tươi cười của Nặc Nặc và Hứa Bích Hoài xuất hiện ở trong đầu của anh, thân thể của hai người nhẹ nhàng ngã ra đằng sau, ở phía sau của bọn họ chính là một vực sâu cao mấy chục mét. Đám linh thú cùng nhau đi đến bên cạnh vực sâu nhìn xuống dưới, nhưng mà sương mù dày đặc căn bản cũng không nhìn thấy rõ cái gì. Tê Giác Cổ dừng bước lại, nó cũng không biết là hành động ngày hôm nay của mình rốt cuộc là đúng hay là sai. Chương 1284, thức tỉnh. Ở giữa sườn núi Dược Thần Cốc, hầu tử cùng với đông đảo đệ tử Dược Thần Cốc đang chờ đợi. Những người khách quý đã được đưa xuống núi, nhưng mà những người ở bên phía công hội luyện kim cũng không rời đi. Bọn người hầu tử cũng lười phải để ý đến quá nhiều. Lúc này ánh mắt của bọn họ đều không thể khống chế được mà nhìn vào đêm tối trước mắt, hy vọng là bóng dáng của Lâm Thanh Diện sẽ xuất hiện từ trong đêm tối. Sư tỷ Tiểu Điêu, đã sắp đến giờ rồi. Hầu tử đứng ở trước mặt của Tiểu Điêu, lên tiếng hỏi, không, chờ một chút nữa đi. Giọng điệu của Tiểu Điêu nghiêm nghị, Lâm Thanh Diện đại ca cùng với cốc chủ tuyệt đối sẽ không có việc gì đâu. Hầu tử cắn môi, trong lòng của anh ta không phải là không hy vọng như thế, nhưng mà lúc gần đi lời nói của Điền Uyên vẫn còn đang vang lên ở bên tai, vì hy vọng của luyện đan sư anh ta không thể không nghe theo. Đã trôi qua hơn một giờ rồi, cốc chủ đã nói kêu chúng ta rời khỏi nơi này. Hầu tử lại nói một lần nữa. Không, tôi đã nói rồi, không đợi Lâm Thanh Diện đại ca cùng với cốc chủ thì tôi tuyệt đối sẽ không đi, muốn thì các người cứ đi đi. Tiểu Điêu lớn tiếng nói. Anh ta rút ra cây bảo kiếm, hầu tử nhảy lên trên một tảng đá. Tất cả mọi người của Dược Thần Cốc nghe cho kỹ đây, tôi đã đồng ý với cốc chủ nếu như thời gian trôi qua một tiếng đồng hồ tất cả nhất định phải đi xuống núi cùng với tôi. Đám người Dược Thần Cốc và công hội luyện kim ngước mắt lên nhìn hầu tử trên tảng đá, bao gồm cả Vương Thánh cùng với các trưởng lão khác của Dược Thần Cốc, trong lòng đều âm thầm tán thưởng. Không ngờ là hầu tử bình thường trông có vẻ ngang bướng nhưng vào thời khắc mấu chốt lực quyết đoán lại mạnh như thế. Cái này đã được nói rõ, ánh mắt của Điền Uyên không sai, giao bảo kiếm cho hầu tử là một hành vi vô cùng sáng suốt. Nếu như người nào không nghe theo thì đã chống lại mệnh lệnh của cốc chủ Điền, vậy thì sau này không còn là người của Dược Thần Cốc nữa. Hầu tử nói tiếp, mắt nhìn về phía Tiểu Điêu. Hiện tại đi theo tôi. Nói xong, hầu tử cầm theo cây bảo kiếm dẫn đầu đi xuống núi, những người còn lại phóng tâm mắt nhìn về phía đại sảnh Dược Thần Cốc rồi sau đó cũng chậm rãi đi xuống dưới núi. Trong mắt của Tiểu Điêu đong đầy nước mắt, nhưng mà trong lòng cũng rõ ràng hầu tử làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho mình và mọi người. Đi cuối cùng trong hàng ngũ, Tiểu Điêu đi được ba bước lại quay đầu lại. Đột nhiên có hai bóng dáng màu đen nhanh chóng đi về phía hàng ngũ bên đây. Mọi người chờ một chút đi, nhìn xem đó là ai kìa. Tiểu Điêu hưng phấn nói, trong mắt mang theo vui mừng, trực tiếp đón hai người bọn họ.
Cẩn thận đó sư tỷ tiểu điêu. Ánh mắt của hầu tử cảnh giác nhìn ra phía trước, cầm cây bảo kiếm ở trong tay nhanh chóng đuổi theo. Tâm tư của anh ta linh hoạt, hiện tại chính là thời điểm nguy hiểm nhất, hơn nữa ở phía trước là đêm tối mênh mông, căn bản cũng không nhìn thấy rõ đối phương là địch hay là bạn. Tiểu điêu lại tùy tiện tiến về phía trước, như thế là quá lỗ mãng. Người ở đằng trước là ai, xưng tên đi. Hầu tử hét lớn lên. Ha ha, tiểu hầu tử, ngay cả sư phụ mà con cũng không nhận ra nữa à. Giọng nói của Triệu Ất truyền đến từ phía trước, lúc này trái tim của hầu tử được đặt xuống. Sư phụ. Tiểu điêu rất là vui vẻ bước nhanh chạy ra phía trước. Bọn người hầu tử theo sát, quả nhiên hai người đối diện chính là Điền Nguyên cùng với Triệu Ất. Lúc này trên mặt của hai người bọn họ mang theo nụ cười, nhìn thấy toàn bộ đệ tử của mình đều bình yên vô sự, cái này làm cho bọn họ rất vui mừng. Điền Cốc chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vương Thánh bước lên phía trước chắp tay nói. Vương trưởng lão, Điền Nguyên đáp lễ lại, lập tức hỏi, không biết là tại sao người công hội luyện kim các người vẫn còn chưa đi, chẳng lẽ là... Nói xong, Điền Nguyên và ánh mắt của Triệu Ất trở nên lạnh lùng. Dự định lần này của công hội luyện kim đến Dược Thần Cốc bọn họ vô cùng rõ ràng, những người này đến bây giờ vẫn còn chưa chịu rời đi, chắc là vẫn còn đang nhớ thương những vật ở trong núi. Không phải, Điền Cốc chủ, ông hiểu lầm gì? Vương Thánh vội vàng nói, bọn người công hội luyện kim chúng tôi ở lại nơi này là cố ý chờ Điền Cốc chủ, để tỏ lòng cảm kích của chúng tôi đối với ông. Lòng cảm kích? Triệu Ất không có ý tốt mà cười nói, đám người công hội luyện kim của các người mà cũng hiểu cảm kích là gì à? Vương Thánh xấu hổ, lần này có thể may mắn trốn thoát hoàn toàn dựa vào tính toán của Điền Cốc. Chủ và mọi người rất chu toàn, chỉ là đại trưởng lão bất hạnh gặp nạn, nói tới người đàn ông đeo mặt nạ với Tiểu Nguyệt trước đó vẫn nhắc đến Dược Thần Cốc với chúng tôi, không ngờ đến là bọn họ lại lấy oán trả ơn, trong lòng công hội luyện kim chúng tôi rất hổ thẹn. Bây giờ hai vị đã bình an vô sự rồi, tôi cũng dễ chịu hơn một chút. Hừ, từ trước đến nay công hội luyện kim các người chỉ nhận tiền chứ không nhận người, đây không phải là tác phong nhất quán của các người đó à? Triệu Ất tức giận nói. Nói chuyện rất sắc bén, ngược lại làm cho Vương Thánh cũng không thể nói gì hơn. Được rồi. Vương trưởng lão, ông có thể nghĩ được như vậy thì tôi cũng đã được an ủi rồi, chỉ là lần này người chân chính mà các người cần phải cảm ơn không phải là chúng tôi mà là Lâm Thanh Diện, chính là cậu ấy mới có thể bảo vệ được chúng ta chu toàn. Ánh mắt của Điền Nguyên bình tĩnh, sau đó lại nói, các người đi xuống núi đi thôi, về phân thường sư đệ, đến lúc đó nếu như có tổ chức tang lễ thì lão phu nhất định sẽ có mặt. Được, mọi người bảo trọng. Vương Thánh chắp tay, lập tức dẫn theo đám người công hội luyện kim rời khỏi nơi này. Con nhóc này, nhìn cái gì ở khắp nơi đấy, có phải là tìm Lâm Thanh Diện đại ca của con không? Triệu Ất nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Điêu cứ nhìn quanh, cười nói. Đúng vậy à, sư phụ. Tiểu Điêu đến trước mặt Triệu Ất mở miệng nói, đại ca Lâm Thanh Diện đâu rồi, tại sao anh ấy lại không đi cùng với mọi người? Đúng vậy đó. Đại ca Lâm Thanh Diện đâu rồi? Hầu tử cũng hỏi câu y chang, sắc mặt của những người Dược Thần Cốc ngưng trọng. Sẽ không phải là người đàn ông đeo mặt nạ, ngoạc kép. Tiểu Điêu suy nghĩ mà thấy sợ. Yên tâm đi, người đàn ông đeo mặt nạ đó không phải là đối thủ của Lâm Thanh Diện, đã bị Lâm Thanh Diện đánh chết rồi. Triệu Ất cười nói. Quả nhiên là thần tượng của con mà con đã nói rồi, đại ca Lâm Thanh Diện chắc chắn có thể đánh được người đàn ông như mì chưa lên men. Hầu tử hương phấn nhảy dựng lên nói. Đệ tử của Dược Thần Cốc cũng rất kích động, nghe thấy Lâm Thanh Diện bình yên vô sự tâm trạng đã tốt hơn. Nhưng mà anh ấy đâu rồi, tại sao lại không đến đây với mọi người, chẳng lẽ là anh ấy chờ bọn con ở đại sảnh? Tiểu Điêu nghi ngờ hỏi. Ánh mắt của Điền Nguyên và Triệu Ất cũng cứng lại. Đừng quên là còn có Tiểu Nguyệt vẫn còn chưa giải quyết, Lâm Thanh Diện đã đến khu rừng sương mù rồi, khu rừng sương mù. Đám đệ tử kinh ngạc. Nói như vậy thì Tiểu Nguyệt đã vào khu rừng sương mù, nhưng mà tại sao cô ta lại phải làm như vậy chứ? Còn không phải là bởi vì Linh Nguyên nữa à? Điền Nguyên tức giận nói. Linh Nguyên, đám người đều không hiểu. Điền Nguyên nhìn về phía đám người Dược Thần Cốc thấp giọng nói. Tất cả mọi người nghe lệnh đây, lập tức tiến về khu rừng sương mù với Lâm Thanh Diện. Về phần chuyện Linh Nguyên sau này có thời gian thì tôi sẽ nói rõ với mọi người. Nói tóm lại là mọi người phải nhớ kỹ, khu rừng sương mù của Dược Thần Cốc chúng ta là một chỗ vô cùng quan trọng, đáng giá để chúng ta ở đây bảo vệ cả đời. Tuân mệnh cốc chủ. Đám người cùng đáp lời sau đó đồng loạt đi lên núi. Dưới vực sâu, Lâm Thanh Diện và Tiểu Nguyệt bị ngã trên mặt đất.
Lúc này Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy trước mắt có một tấm vải màu vàng, ở bên trên tấm vải màu vàng không ngừng xuất hiện những chuyện mà anh và Hứa Bích Hoài đã trải qua. Sau đó khuôn mặt tươi cười đáng yêu của Nặc Nặc cũng xuất hiện ở trước mắt, không ngừng mở miệng gọi, ba ơi, ba ơi. Cảnh tượng này vô cùng hạnh phúc làm cho Lâm Thanh Diện say mê vào trong đó. Đột nhiên hình ảnh trước mắt di chuyển, bầu trời u ám. Vùng đất Linh Nguyên ở bên trong khu rừng sương mù, lời nói châm biếm của Tiểu Nguyệt và Thanh Trúc đối với mình, trong một cái khe to lớn dưới mặt đất, linh lực cực kỳ lớn, từng chút bị bọn họ đoạt đi, mà ở trên mình lại giống như có một vật gì đó đang trói buộc lại, căn bản không có cách nào cử động được, chỉ có thể nhìn bộ dạng phách lối của hai người bọn họ. Không, không được, tôi tuyệt đối không để các người đạt được ý đồ. Hét lên giận dữ, Lâm Thanh Diện ngất xỉu ngã trên mặt đất mở mắt ra. Anh ngồi dậy, một cảm giác mệt mỏi vô cùng tràn ngập cả người. Ở phía trước là vực sâu dốc đứng, trong đầu của anh chỉ nhớ rõ hình ảnh đã xảy ra cuối cùng. Cách làm của Tê Giác Cổ có hơi thô lỗ, nhưng mà cũng mang đến cho mình một hy vọng sống. Mà rõ ràng anh nhớ đến trong nháy mắt mình bị ném xuống vách núi, người nhỏ màu vàng đang ngủ say ở trong đầu dường như cũng cảm thấy có nguy hiểm to lớn, thế mà lại tỉnh lại vào lúc đó. Đứng trước cái chết, thần hồn cảm giác được nó, cuối cùng tiềm năng được khai phát linh lực đã bao trùm cả người Lâm Thanh Diện lại, lúc này mới có thể làm cho Lâm Thanh Diện không bỏ mạng dưới vực sâu. Lâm Thanh Diện chậm rãi đứng dậy, anh cũng không biết suốt cuộc mình đã hôn mê bao lâu rồi, cũng không biết bọn người Điền Nguyên cùng với đệ tử Dược Thần Cốc đã gặp mặt nhau chưa. Xung quanh mình là một mảnh tăm tối, nhưng mà ở cách đó không xa lại có một luồng sáng truyền tới. Thuận theo ánh sáng, Lâm Thanh Diện chậm rãi đi tới. Là cô ta. Lông mày của Lâm Thanh Diện nhíu chặt lại, hóa ra người đang nằm trên mặt đất ở phía trước chính là Tiểu Nguyệt. Mà chùm sáng đó là do cái đèn pin lúc nãy Tiểu Nguyệt đã sử dụng phát ra. Lâm Thanh Diện đi đến trước mặt Tiểu Nguyệt ngồi xổm người xuống, lúc này vết thương ở trên đầu và vai của Tiểu Nguyệt đã bắt đầu kết vảy, nhưng mà bởi vì sự va chạm của Tê Giác Cổ cho nên trên người có mấy vết bầm. Hai ngón tay đặt ở chóp mũi của Tiểu Nguyệt, Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận được đối phương vẫn còn có hơi thở yếu ớt. Cần phải có thực lực hóa cảnh đỉnh phong thì mới có thể giống như Lâm Thanh Diện, trong nháy mắt Tiểu Nguyệt té xuống chắc là cũng đã dùng linh lực bảo vệ cơ thể, lúc này mới có thể giữ được tính mạng. Nhìn Tiểu Nguyệt đang mê mang nằm trên mặt đất, Lâm Thanh Diện biết rằng bây giờ cô ta không có bất cứ năng lực để phản kháng, cũng là cơ hội tốt nhất để giết chết đối phương. Kiếm Trảm Tiên chậm rãi ra khỏi vỏ, trong mắt của Lâm Thanh Diện bỗng nhiên lại hiện lên sát ý. Chương 1285, tàn hồn đã biến mất. Lúc Lâm Thanh Diện đưa tay chém xuống, chuẩn bị chém đứt tính mạng của Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt trên mặt đất bỗng nhiên lại cử động, lập tức đôi môi khế mở ra. Nước, nước. Sắc mặt của cô ta bỗng nhiên trở nên rất khó coi, trong lúc đó sắc mặt cũng rất khẩn trương. Ba ơi, chị ơi, mọi người đừng đuổi con đi mà, Nguyệt Nhi không đi đâu, Nguyệt Nhi muốn ở lại cái nhà này. Lập tức có một giọt nước mắt rơi xuống từ trong khóe mắt của Tiểu Nguyệt. Lông mày của Lâm Thanh Diện nhíu chặt lại, nhìn Tiểu Nguyệt đang hôn mê mà có chút thất thần. Chắc chắn là người phụ nữ này cũng giống như mình, hồi lúc nấy là đang nằm mơ. Chỉ là nhìn cô ta có vẻ như khá nhiều lời khó nói, thậm chí Lâm Thanh Diện còn hơi cảm nhận được. Thân thế của Tiểu Nguyệt rất giống với mình. Năm đó bởi vì ba mất tích, mẹ của mình lại đuổi mình ra khỏi nhà họ Lâm, đi ở rể 3 năm, khoảng thời gian đó phải chịu những lời nhục nhã và châm biếm. Nghĩ đến đây, biểu cảm của Lâm Thanh Diện dần dần kiên định hơn. Nếu như là ma thần Tu La của năm đó chỉ sợ là không hề do dự mà giết chết cô ta rồi. Lâm Thanh Diện tự hỏi ở trong lòng, đây là điều mà anh vừa mới hiểu được, so sánh khoảng cách của mình cùng ma thần Tu La năm đó một mình đối kháng với Thương Nguyên Giới, còn có một đoạn đường dài cần phải đi. Nơi này có thể được gọi là mộ địa của linh thú, cô đã xem thường những linh thú này rồi, thế thì an nghĩ làm bạn với bọn chúng luôn đi. Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói, trong mắt lóe lên sát ý. Ánh sáng lóe lên, kiếm Trảm Tiên bỗng chốc thoát ra khỏi vỏ đâm thẳng vào trong tim của đối phương. Trên gương mặt của Tiểu Nguyệt lộ ra biểu cảm đau đớn, cô ta tỉnh lại trong hôn mê bởi vì cơn đau dữ dội. Cô ta mở to hai mắt vừa vặn đối diện với biểu cảm quyết đoán của Lâm Thanh Diện. Biết hầu nghẹn lại, có vẻ là cô ta muốn nói cái gì đó nhưng mà rốt cuộc cũng không thể nói được rồi. Lâm Thanh Diện biết rõ một kiếm này của mình, đối phương tuyệt đối không còn có cơ hội để sống sót, hơi thở của Tiểu Nguyệt cũng giống như trong dự đoán, đang không ngừng trở nên yếu ớt. Làm xong hết tất cả, Lâm Thanh Diện cất kiếm Trảm Tiên vào.
Ánh mắt của anh thâm thúy nhìn bầu trời ở trên đầu, có thể giết chết Tiểu Nguyệt trước khi Thương Nguyên giới biết được tin tức linh nguyên đó chính là một chuyện đáng để ăn mừng. Trong lúc Lâm Thanh Diện đang chuẩn bị thăm dò vực sâu, đột nhiên ở trên người của Tiểu Nguyệt bị ngã trên mặt đất có một sợi tàn hồn dâng lên. Lâm Thanh Diện nhanh chóng bắt sợi tàn hồn này, ánh mắt ngưng trọng. Không hay rồi, tàn hồn muốn chạy trốn. Lâm Thanh Diện nghiêm giọng nói. Lúc trước mình và Thanh Trúc chiến đấu với nhau, Thanh Trúc cùng đã dùng chiêu này, móc tàn hồn từ trong thân thể của Trương Lôi ra, lúc đó mới có thể may mắn trốn thoát. Ngày hôm nay xem ra là Tiểu Nguyệt cũng xài lại kêu cũ. Lâm Thanh Diện nào có ý định bỏ qua cho tàn hồn, bước nhanh đuổi theo. Chỉ là thể lực của mình đã đạt đến cực hạn, mà sợi tàn hồn này giống như ngọn gió thổi bay đi với tốc độ nhanh chóng. Lâm Thanh Diện đuổi theo không kịp, chỉ nhìn thấy tàn hồn càng ngày bay càng cao hơn, cuối cùng đã biến mất trong đêm tối mênh mông. Chết tiệt! Lâm Thanh Diện điên cuồng mắng, người tính không bằng trời tính, không ngờ đến Tiểu Nguyệt còn có thể giữ lại chiêu này. Nhìn khắp bốn phía, mượn cái đèn ở trong tay của Tiểu Nguyệt, Lâm Thanh Diện cố gắng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Vừa nhìn qua liền thấy rất ghê gớm, làm cho Lâm Thanh Diện phải hoảng sợ. Vực sâu cực kỳ hẹp dài, trên mặt đất ngoại trừ có đá cùng với đất cát, càng làm cho Lâm Thanh Diện cảm thấy rùng mình hơn đó chính là từng bộ xương cốt o lớn dài đầy. Thông qua những bộ xương cốt to lớn, Lâm Thanh Diện có thể đánh giá được chỉ có những linh thú có vóc dáng to lớn mới có thể có xương cốt như thế. Xem ra là những linh thú này sau khi bị té xuống vực sâu thì chết ở đây. Lâm Thanh Diện nghĩ thầm, lập tức bước ra phía trước vài bước. Càng chạy lại càng nghi ngờ, nếu như có một hoặc là hai linh thú không cẩn thận ngã xuống vực sâu bỏ mạng ở đây, vậy chuyện này còn có thể nói được. Nhưng mà nhìn một cách đơn giản, những bộ xương rải rác căn bản cũng không chỉ có vài con linh thú, ít nhất là có hơn 100 cái đầu. Nếu như là bình thường mãnh thú biết vực sâu nguy hiểm, chỉ sợ là cũng sẽ không đến gần chứ đừng nói chỉ là những con linh thú này. Chuyện thật là kỳ lạ, Lâm Thanh Diện nhất thời cũng không thể nghĩ ra. Xem ra chỉ có thể chờ sau khi ra khỏi đây rồi hỏi Tê Giác Cổ một chút thì mới có thể biết rõ được. Lâm Thanh Diện tự nói với mình. Nhưng mà chuyện quan trọng trước mắt chính là tin tức về Linh Nguyên. Trong lúc nhất thời Lâm Thanh Diện có chút mông lung, thực lực của mình chỉ cần vài ngày để khôi phục lại là có thể trở về một lần nữa. Đến lúc đó muốn rời khỏi nơi này cũng không phải là việc gì khó. Chỉ sợ đến lúc đó tất cả đều đã quá muộn rồi. Lâm Thanh Diện cầm cái đèn pin ở trong tay lại tiếp tục đi vào trong vực sâu. Trên mặt đất một con số lớn hài cốt của linh thú cứ bình tĩnh nằm ở nơi đó, trông vừa đáng sợ lại vừa mang đậm dấu ấn lịch sử. Chỉ là Lâm Thanh Diện không có thời gian để bận tâm nhiều như vậy, sở dĩ anh bước về phía trước, anh chỉ hy vọng ngọn núi ở phía trước mặt sẽ không quá dốc để anh có thể có khả năng leo lên núi bằng tay không của mình. Nhưng mà đi hơn nửa tiếng đồng hồ căn bản cũng không có chỗ nào như vậy. Cái này là cái gì đây? Lâm Thanh Diện giơ cao cây đèn nhìn ra phía trước, chỉ nhìn thấy trong làn sương mù ở phía trước. Dường như còn có một hang động. Buổi tối, cơn gió ở trong vực sâu lạnh buốt hơn nhiều so với bên ngoài vách núi với những cây đại thụ cao chọc trời. Đồng thời, Lâm Thanh Diện cũng dựa vào trong hang động chỉnh đốn mình một chút, nhanh chóng để mình khôi phục lại thực lực. Đặt chân bước vào trong hang động, Lâm Thanh Diện dùng đèn pin rọi xung quanh một phen. Chùm sáng trực tiếp kéo dài đến tận cùng bên trong nhất, rất nhanh liền bị nuốt chửng, cái này đủ để chứng minh hang động ở đây rất sâu. Lâm Thanh Diện cũng không đi vào trong, dù sao chỉ cần có thể tránh cái lạnh là được rồi, anh chỉ bước vào mấy bước rồi sau đó ngồi xếp bằng lại nhắm mắt muốn tĩnh dưỡng tinh thần. Nhưng mà đúng vào lúc này, kiếm Trảm Tiên lại đột nhiên kịch liệt cử động, không có mệnh lệnh của Lâm Thanh Diện, thế mà thanh thần kiếm này lại tự mình chạy ra ngoài. Có chuyện gì vậy chứ? Lâm Thanh Diện rất kỳ quái, lại nhìn thấy mũi kiếm của kiếm Trảm Tiên đang chỉ vào nơi sâu trong hang động. Chắc là trong đó có cất giấu thứ gì. Trong lòng của Lâm Thanh Diện sinh ra nghi ngờ, mặc dù là lúc này anh đã rất mệt mỏi, anh muốn nghỉ ngơi, nhưng mà anh không thể chịu được lời mời nhiệt tình của kiếm Trảm Tiên, anh đành phải đi theo. Kiếm Trảm Tiên bước vào bên trong. Ánh sáng của kiếm Trảm Tiên chiếu sáng toàn bộ hang động, chính vì vậy mà Lâm Thanh Diện có thể nhìn thấy rất rõ đường đi, đi cũng thuận tiện hơn nhiều. Khoảng chừng 10 phút sau, Lâm Thanh Diện đã đi đến một nơi rộng hơn so với lối vào rất nhiều. Nơi đây chắc là điểm cuối cùng của hang động, chỉ là khác biệt với hang động ẩm ướt ở bên ngoài, ở này trông có vẻ khô ráo hơn rất nhiều. Hơn nữa Lâm Thanh Diện còn phát hiện trên vách tường ở xung quanh dường như có rất nhiều ấn ký.
Lâm Thanh Diện đi đến phía trước nhìn xem, dùng tay vỗ vỗ lên ấn ký ở trên tường, anh kinh ngạc phát hiện dường như là những ấn cái này là do kiếm quẹt vào vách tường gây ra. Chẳng lẽ nơi này từng có người tới? Lâm Thanh Diện rất kinh ngạc, nhưng sau đó tất cả mọi thứ ở đây đã chứng minh cho phỏng đoán của Lâm Thanh Diện. Trên bãi đá còn có một phiến đá cực kỳ bóng loáng dùng để nghỉ ngơi thì không thể thích hợp hơn nữa. Lâm Thanh Diện liên tiếp lấy làm kỳ lạ, không ngờ đến ở vực sâu thế mà còn có dấu vết do con người để lại, thật là hay quá. Lâm Thanh Diện rất vui mừng, hoàn cảnh ở nơi này tốt hơn rất nhiều so với bên ngoài, thích hợp để mình ở đây bồi dưỡng lại thực lực. Lúc Lâm Thanh Diện chuẩn bị ngồi nghỉ ngơi trên phiến đá một lúc, đột nhiên kiếm Trảm Tiên lại bắt đầu cử động. Lâm Thanh Diện nghi hoặc nhìn sang, lại nhìn thấy kiếm Trảm Tiên trực tiếp chỉ vào vách đá sâu nhất. Chắc là ở đó có đồ vật gì à? Chương 1286 tình cờ gặp lại trong hang động. Lâm Thanh Diện cẩn thận đi đến, thuận theo phương hướng của mũi kiếm kiếm Trảm Tiên đang chỉ mà nhìn sang. Ánh mắt của anh sợ hãi thán phục, trên bức tường đá lại có thể điêu khắc ra một vách ngăn ngầm. Đây là ánh mắt của Lâm Thanh Diện cảnh giác, ở trong ngăn vách ngầm có đặt vật để chống đỡ làm bằng gỗ, vẻ ngoài nhìn giống như là một khối hình lập phương. Được gắn chặt với nhau. Khóa lỗ ban. Lâm Thanh Diện sợ hãi thán phục. Loại khóa mang đầy tính trí tuệ của người cổ xưa, ở chính giữa của nó được sáng tạo từ kiến trúc cổ đại ở nước C, nó không cần đỉnh và dây thừng, hoàn toàn được hỗ trợ bởi sự nâng đỡ của các cơ cấu riêng. Nhìn có vẻ như là đơn giản nhưng mà trí tuệ vô tận, đồng thời cũng thể hiện tinh thần thủ công từ xưa đến nay của nước C, loại tinh thần thủ công này còn cao minh hơn rất nhiều so với cung tượng tinh thần của đảo quốc. Đồng thời, cho dù là nước C ngày nay cũng có rất nhiều công trình kiến trúc gây chấn động thế giới đã ẩn chứa ý nghĩa của cấu trúc này trong một khoảng thời gian dài. Chỉ là người bình thường muốn mở khóa khổng minh, chỉ sợ là phải hao phí thời gian rất dài cũng chưa chắc là có thể mở ra được. Phản ứng đầu tiên của Lâm Thanh Diện là dùng kiếm Trảm Tiên ở trong tay trực tiếp bổ nó ra, nhưng mà anh suy nghĩ lại, nếu như tùy tiện bổ nó ra ở bên trong chứa chân bảo hoặc là ám khí, chân bảo thì sẽ bị hư hao, còn ám khí kích phát đều là hậu quả không tốt. Xem ra người chế tạo khóa lỗ ban này cố ý muốn làm khó dễ người khác đây mà. Trong mắt của Lâm Thanh Diện mang theo ý cười, tự nói với mình, có điều độ khó này đối với mình mà nói ngược lại là quá đơn giản. Trong thập nhị phương tòa, khóa lỗ ban này coi như là loại khóa tương đối phổ biến. Lâm Thanh Diện dự đoán chính vì vậy mà tự tin như thế, chắc hẳn là lúc ấy thập nhị phương tòa được xem như là một vấn đề nan giải. Nhưng mà đối với người hiện đại mà nói, chỉ cần đã từng nghiên cứu khóa lỗ ban thế thì để giải thập nhị phương tòa cũng không phải là việc gì khó khăn. Huống hồ gì ở trước mắt của thập nhị phương tòa chính là Lâm Thanh Diện từ lúc nhỏ đã làm ra hộp kho báu từ khóa lỗ ban. Chưa đến một phút, thập nhị phương tỏa giống như đồ chơi ở trong tay của Lâm Thanh Diện, nhẹ nhàng bị mở ra. Cái này là cái gì đây? Lâm Thanh Diện nhìn sang, chỉ nhìn thấy sau khi thập nhị phương tỏa được mở ra ở bên trong có. Giấu một bản cổ tịch. Toàn thân của thập nhị phương tỏa đầy cho bụi, nhưng mà ngoại trừ bìa của quyển cổ tịch này bị ố vàng, một hạt cho bụi cũng không có, có thể nhìn thấy được khóa lỗ ban có tính nghiêm mật. Thấy hóa ra là ở đây có đặt một quyển sách, lúc này Lâm Thanh Diện mới yên tâm, ánh mắt cảnh giác. Cũng đã dần dần thả lỏng. Từ sau khi đến đây kiếm Trảm Tiên lại trở nên hưng phấn dị thường, lúc này nó lại đến giữa không trung. Không cần sự cảm hóa của Lâm Thanh Diện, trên người nó sẽ phát ra ánh sáng màu vàng dường như là muốn Lâm Thanh Diện xem cẩn thận những gì được ghi chép ở trong cổ tịch. Đương nhiên là Lâm Thanh Diện sẽ không cô phụ ý tốt của kiếm Trảm Tiên, anh thận trọng mở trang đầu tiên của quyển cổ tịch ra. Ở phía dưới dùng chữ viết nước C cổ đại, nhưng mà đối với từ nhỏ Lâm Thanh Diện đã tiếp thu nền giáo dục toàn diện mà nói, đọc cũng không tính là khó. Ở trang đầu tiên có một dòng chữ được viết. Người nào có thể đến tận nơi mà vẫn còn chưa bỏ mạng, lại có thể mở được thập nhị phương tỏa, quyển sách này đã có duyên với người đó, có thể có được quyển sách này, đúng là ý trời. Lâm Thanh Diện suy nghĩ cẩn thận, đúng là muốn bước vào trong sơn động này, nó đại biểu cho việc rơi từ trên vách núi treo leo, bị rớt xuống đây mà lại bất tử, lại có thể tìm được hang động này, còn có thể lập tức mở ra thập nhị phương tỏa, xác suất thành công toàn bộ chuyện này quả thật có thể bằng không. Cũng khó trách đối phương sẽ nói có được cuốn sách này quả thật là ý trời. Tiếp tục đọc, rốt cuộc Lâm Thanh Diện cũng đã mở to mắt. Tác giả của quyển sách này giới thiệu sau khi bất ngờ phát hiện linh khí ở đây rất nhiều, liền tìm tới hang động này tiếp tục sinh sống cùng tiến hành tu luyện, ấn ký trên vách đá đó là do người này đã từng múa kiếm trong lúc hào hứng ở trong động. Hơn nữa quyển sách này còn nói đống hài cốt của những linh thú ở bên ngoài hang động.
Sau khi Lâm Thanh Diện đọc xong, mới chợt hiểu ra hóa ra là mấy trăm năm trước linh khí của khu rừng sương mù còn nhiều hơn so với hiện tại, ở đây có rất nhiều linh thú sinh sống. Nhưng mà trong số đó cũng không thiếu một vài đối tượng tham lam, giống như trước đó Tê Giác Cổ đã từng nói bọn họ không hề tiết chế mà hấp thụ linh khí, rốt cuộc cũng có một ngày thân thể khổng lồ không thể chịu đựng được cường độ hấp thụ quá cao, trực tiếp tự bỏ mình. Mà di thể của bọn nó đã bị những linh thú khác đẩy xuống vực sâu, trải qua khoảng thời gian dài phong hóa cho nên mới biến thành bộ dạng hiện tại. Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, trăng tròn rồi lại khuyết, trăng dư thì lại hụt, đạo lý này từ xa xưa đã không thay đổi. Sau đó anh tiếp tục đọc, Lâm Thanh Diện còn nhìn thấy cốc linh tê ở bên trong. Trong cốc có một con tê giác to lớn, lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì nó bay vào trong cốc để chơi, rồi dần dần tê giác to lớn không ngờ có thể giao lưu với tôi, nói chuyện với nhau, vạn vật đều có linh tính, nơi này thật sự là một vùng đất bảo vật. Lâm Thanh Diện lại tiếp tục đọc, ở trên sách có viết bởi vì những linh thú tham lam hấp thụ linh khí mà chết bất đắc kỳ tử, sau khi chết linh thú còn lại mới ý thức được thân thể của mình không thể nào tiếp nhận quá nhiều linh khí, dần dần nó đã lấy cốc linh tê làm ranh giới, về phần vị trí trung tâm trong rừng rậm không phải là lúc bất đắc dĩ thì sẽ không đến đó. Lâm Thanh Diện thầm nghĩ ở trong lòng, tê giác cổ có thể sống ở cốc linh tê, xem ra thực lực của nó là sự tồn tại mạnh nhất với đám linh thú ở trong khu rừng sương mù. Tiếp tục đọc, Lâm Thanh Diện cũng không phát hiện ra có điểm gì khác thường, người kia cũng có ghi chép mấy chuyện tào lao, ghi chép không ít chuyện nhỏ trong cuộc sống, ví dụ như là mấy cái loại linh quả ăn ngon ở trong rừng rậm còn có cái nào ăn dở. Trong mắt của Lâm Thanh Diện mang theo ý cười, rất nhanh liền lật đến tờ gần cuối trong quyển sách. Lần này Lâm Thanh Diện mở to hai mắt mà nhìn những gì ghi chép ở trong sách. Câu mở đầu đã hấp dẫn ánh mắt của Lâm Thanh Diện. Bởi vì biết linh khí ở đây tràn đầy cho nên muốn sử dụng nó, sợ giống như là những con linh thú này, hôm nay bỗng nhiên linh quang khẽ hiện tự sáng tạo ra giải pháp hấp thu linh khí, nhân đây ghi chép lại. Lâm Thanh Diện kinh ngạc nhanh chóng lật thêm một tờ ở đằng sau. Cái này quả thật chính là bí thuật dạy mình hấp thu linh khí như thế nào. Trên mặt của Lâm Thanh Diện tràn đầy hưng phấn. Linh khí đối với người tu hành mà nói chính là thần vật bao nhiêu người mong ước. Nếu như trong cơ thể có thể ẩn chứa được linh khí phong phú, vậy thì thực lực của bản thân sẽ tăng vọt lên, lợi ích vô tận. Muốn luyện được phương pháp này ít nhất phải đạt được hóa cảnh đỉnh phong. Lâm Thanh Diện nhỏ giọng thì thầm, mình đã sớm đạt nửa bước thần cảnh, cao hơn rất nhiều so với hóa cảnh đỉnh phong, đương nhiên có thể luyện được bí thuật này. Nghĩ đến tàn hồn của Tiểu Nguyệt, Lâm Thanh Diện không đoái hoài đến sự mệt mỏi của thân thể, không kịp chờ đợi mà bắt đầu luyện tập y như trong sách ghi chép. Người này ghi chép tương đối kỹ càng, đồng thời cũng đã đánh dấu phương pháp giải quyết cho những giai đoạn quan trọng. Lâm Thanh Diện vốn dĩ là một người thông minh, lại cộng với thực lực đã đạt đến nửa bước thần cảnh cũng không lâu lắm anh đã tập được phương pháp này. Quyển sách lật đến trang cuối cùng. Ở hàng cuối cùng cũng không có viết cái gì hết, chỉ có một hàng chữ. Chi pháp hấp thụ linh khí đã tập được 3 năm có thừa Tu La chỉ thể đã hoàn thành, kể từ ngày hôm nay cái tên ma thần Tu La sẽ làm chấn động thương khung. Ma thần Tu Lai. Lúc nhìn thấy 4 chữ cái quen thuộc, Lâm Thanh Diện kích động đến nỗi không có lời nào có thể diễn tả được. Khó trách sau khi kiếm Trảm Tiên vào trong này thì lại hưng phấn như vậy, nghĩ đến nó đã cảm nhận khí tức của chủ nhân nó đã từng sinh sống ở nơi này vào đời trước, hơn nữa những ấn ký trên vách đá rất có thể là của kiếm Trảm Tiên ở trong tay ma thần Tu La tạo thành. Mà Lâm Thanh Diện đã nhận được toàn bộ kế thừa của ma thần Tu La, sở dĩ không cảm nhận được là bởi vì thần hồn chỉ lực của anh đã mất hết rồi, không có cách nào cảm nhận được. Ý trời! Lâm Thanh Diện âm thầm tán thưởng, bị tê giác cổ đẩy như vậy, mình rơi xuống vực sâu, hiện tại xem ra lại có thể tình cờ gặp chuyện như thế. Nghĩ đến quyển sách này đã lẳng lặng chờ đợi ở đây mấy trăm năm, Lâm Thanh Diện lại càng cảm thấy. Số mệnh đã được đặt ra rất lâu. Mình nhận được toàn bộ truyền thừa của ma thần Tu La, ngày hôm nay lại lấy được một quyển sách mà năm đó ma thần Tu La đã viết ở đây. Thuật hấp thụ linh khí. Lâm Thanh Diện tìm kiếm khắp ở trong đầu cũng không tìm thấy nó ở bên trong truyền thừa của ma thần Tu La, sau đó anh lại tinh tế suy nghĩ lại thuật hấp thụ linh khí này chắc là trước khi ông ta trở thành ma thần Tu La đã gặp được nó, hơn nữa đối với hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ hà khắc chắc chắn ở một nơi tràn đầy linh khí mới có thể phát huy cho nên đương nhiên cũng không có trong truyền thừa. Cho dù nói như thế nào Lâm Thanh Diện cũng đã đạt được bí thuật hấp thụ linh khí. Ngủ trước một giấc, đợi sau khi tinh lực của cơ thể đã khôi phục lại một ít thì bắt đầu luyện tập. Sau khi Lâm Thanh Diện hạ quyết tâm, nằm trên phiến đá ngủ thật say. Chương 1287, Thương Nguyên Giới.
Thương Nguyên giới. Đây là một đại lục tách khỏi địa cầu tràn ngập linh khí. Trong cung điện hùng vĩ có một người đang ngồi rất ngay ngắn, ông ta chính là Từ Bách Tranh, là người thống trị cao nhất của Thương Nguyên giới, ở hai bên trái phải của ông ta cũng có hai người ngồi rất ngay ngắn. Hai người này là anh em ruột của ông ta, là Từ Trọng Hiểu và Từ Thúc Nhân, trên mặt đất có từng luồng xương trắng đang lăn lộn, nhưng mà dạng xương mù như thế này là do linh khí đã tạo thành. Ngày hôm nay, ba người bọn họ đều trình diện trong cung điện, chuyện như vậy đã lâu lắm rồi chưa từng xảy ra. Lông mày của Từ Bách Tranh nhíu chặt lại, rìa mép của ông ta đã hơi bạc, nhưng mà trên người của ông ta ăn mặc rất tinh xảo, mỗi một sợi bạc đều được chăm sóc rất tỉ mỉ. Khởi bẩm giới chủ. Một người Thương Nguyên giới mặc trên người bộ quần áo hoa mỹ cưỡi trên một con voi nhanh chóng chạy tới. Nói đi, có phải là có tin tức của Nguyệt Nhi? Từ Bách Tranh hỏi. Người ở phía dưới sau khi bước xuống từ trên lưng con voi, gật đầu nói, gần với con đường nối giữa Thương Nguyên giới của chúng ta cùng với địa cầu, cảm nhận được chút hơi thở của tiểu công chúa, chỉ là cái gì? Nhị trưởng lão Từ Trọng Hiểu tàn khốc hỏi. Người cúi đầu thấp giọng nói, chỉ là hơi thở của nhị công chúa vô cùng yếu ớt, rất có thể đã thành một tia tàn hồn. Nói bậy. Từ Trọng Hiểu bóp nát cái chén ngọc ở trong tay, tức giận nói, Nguyệt Nhi chính là tiểu công chúa Thương Nguyên giới của chúng ta, cảnh giới đã đạt đến hóa cảnh đỉnh phong, chứ đừng nói chỉ là trên người của nó còn có giấu một viên đan dược thần cấp, chỉ dựa vào cái bọn sâu kiến ở địa cầu cũng có thể đả thương nó. Chắc chắn là do cậu đã tính sai rồi. Nhìn thấy Từ Trọng Hiểu nổi giận, người kia càng vùi đầu sâu hơn nữa, bị dọa đến nỗi toàn thân run rẩy. Anh hai, anh đừng tức giận. Từ Thúc Nhân trầm giọng nói, Thanh Trúc đã đi tìm Nguyệt Nhi rồi, có sự trợ giúp của cậu ta, chắc là Tiểu Nguyệt không có chuyện gì đâu. Không sai, có Thanh Trúc ở đó, tôi cũng không tin là có người nào có thể làm tổn thương Nguyệt Nhi. Giới chủ Từ Bách Tranh bình tĩnh nói. Một hóa cảnh đỉnh phong, một là nửa bước thần cảnh, sự tồn tại đó ở địa cầu quả nhiên được xem như là sự tồn tại có thể đi ngang. Đúng vậy, giới chủ nói đúng, để tôi chạy trở về lối đi, chuyện này sẽ biết rõ ràng. Người ở phía dưới nói, lúc chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên ở cách đó không xa truyền đến một tiếng cười như chuông bạc. Ba thật ngại quá, con tới trễ. Người chưa tới đâu thì âm thanh đã đi đầu, sau đó một mùi thơm ngát đánh tới, một cô gái ăn mặc rất xinh đẹp xuất hiện trong đại sảnh. Dung mạo của cô ta và Tiểu Nguyệt cực kỳ tương tự nhau, chỉ là giữa lông mi có mấy phần tàn khốc. Cô ta chính là chị gái ruột của Tiểu Nguyệt, Từ Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, trên cung điện cấm cho phụ nữ bước vào đây, con là con gái của ba, nhưng con không thể phá hư quy định được, con đi xuống đi. Linh thú hộ chủ nhìn thấy chủ nhân của mình bị người ta khi dễ, nó trở nên tức giận không nhịn được mà thở phì phò với Từ Tuyết Nhi. Cái con súc sinh chết tiệt này. Lông mày của Từ Tuyết Nhi nhíu lại, bàn tay đánh ra linh lực cực kỳ lớn trực tiếp bám vào trong lòng bàn tay. Chỉ là một lúc con voi to lớn đã đạt đến hóa cảnh liền ngã xuống mặt đất vang lên tiếng vang ầm ầm, không tiếp tục đứng dậy được nữa. Mồ hôi lạnh của người đàn ông trẻ tuổi túa ra, không dám lên tiếng. Con yêu thú do cậu nuôi dưỡng lại không biết thế nào là tôn ti trật tự, tôi đã giải quyết thay cho cậu rồi, không trách tôi đó chứ. Thuộc hạ có tài cán gì lại có thể mời công chúa xuất thủ, con súc sinh này thuộc hạ đã sớm muốn giết chết nó. Người đàn ông trẻ tuổi vội vàng nói. Được rồi, cậu đi ra ngoài đi, sau khi điều tra chuyện này cho rõ ràng thì lại đến bẩm báo, nhớ kỹ một khi sự thật là tàn hồn của Nguyệt Nhi thì nhất định đưa nó về Thương Nguyên giới. Tuân mệnh, người đàn ông trẻ tuổi vội vàng rời khỏi đi ra ngoài cung điện, đối mặt với người phụ nữ thay đổi bất thường như là Từ Tuyết Nhi, anh ta cũng không dám đảm bảo một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì. Đợi sau khi người đàn ông trẻ tuổi đi rồi, Từ Tuyết Nhi quay người lại cười nói với Từ Bách Tranh, ba thấy con xử lý như vậy có được không? Từ Bách Tranh nhẹ gật đầu, con làm không sai, chỉ là sát sinh trên cung điện có chút thiếu sót. Tuyết Nhi làm việc rất quả quyết, thật ra thì em rất tán thưởng. Từ Trọng Hiểu mở miệng nói, là chị thì phải có dáng vẻ của chị, không giống như Nguyệt Nhi, rời khỏi Thương Nguyên giới lâu như vậy mà lại không thu hoạch được cái gì, thật sự không biết là nó làm việc như thế nào. Được rồi, hiện tại còn chưa biết sống chết của Nguyệt Nhi, chúng ta không nên chỉ trích ở đây, nhưng mà tôi thật sự không tin trên thế giới đó còn có người nào có thể làm Nguyệt Nhi bị thương đến nỗi chỉ còn một tia tàn hồn, Từ Bách Tranh nói, trong mắt lóe lên tia sát khí. Ba, đừng quên ở trên thế giới này có một thằng nhóc tên là Lâm Thanh Diện, lần này Tiểu Nguyệt rời khỏi Thương Nguyên giới không phải là bởi vì để đối phó với anh ta à. Từ Tuyết Nhi nhẹ giọng nói. Lâm Thanh Diệt Từ Bách Tranh liên tiếp gật đầu, dù là ông ta ở Thương Nguyên giới nhưng mà đối với cường giả ở địa cầu ông ta rõ như lòng bàn tay.
cho dù có phải là cậu ta hay không, nói tóm lại trong mấy tháng trước chúng ta đã cảm giác được nguyên thần của ma thần Tu La tiêu tan, năm đó ông A đã phong bế lối đi, khe hở càng lúc càng lớn, còn nghĩ là không bao lâu nữa lối đi sẽ hoàn toàn được mở. Ra, đến lúc đó đó chính là thời cơ tốt nhất để thương nguyên giới của chúng ta bước vào địa cầu. Ha ha, chúng ta đã chờ đợi ngày này mấy trăm năm rồi, Từ Trọng Hiểu cười nói. Lý Mộ Bạch, Quý Trường Thanh, bao gồm cái thằng nhóc Lâm Thanh Diện đó, đến lúc đó chúng ta phải đuổi cùng giết tận. Ánh mắt của Từ Thúc Nhân lạnh lùng, ông ta đều là một người lãnh khốc vô tình. Nguyên thần của ma thần Tu La đã tiêu tan, nỗi lo lắng sau cùng của thương nguyên giới đã biến mất, hiện tại bọn họ chỉ cần yên lặng chờ đợi một ngày có thể thành công tiến vào địa cầu. Trong hang động dưới vực sâu của khu rừng sương mù, Lâm Thanh Diện đã tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, một giấc ngủ này trọn vẹn ngủ 6 tiếng đồng hồ. Người nhỏ màu vàng ở trong đầu lười biếng ngáp một cái, nhìn có vẻ như là đã khôi phục nhiều hơn. Mà đều làm cho Lâm Thanh Diện cảm thấy kinh ngạc đó chính là người nhỏ màu vàng đại biểu cho thần hồn của mình không chỉ tinh khiết hơn so với lúc trước, trên khuôn mặt của nó lại còn có thể nhìn thấy được sự thay đổi của cảm xúc. Cái này quá là thần kỳ. Lâm Thanh Diện rất là hưng phấn, anh hiểu được điều này có nghĩa là thần hồn chi lực của mình đã tăng lên không ít. Đã như vậy, hiện tại bắt đầu luyện tập thuật hấp thụ linh khí. Lâm Thanh Diện ngồi xếp bằng, nghĩ đến năm đó sau khi ma thần Tu La luyện thuật hấp thụ linh khí thì tạo ra Tu La chi thể, anh cũng rất mong chờ đến lúc cảnh giới của mình có thể tăng lên mấy cấp. Dựa theo phương pháp của bí thuật, Lâm Thanh Diện tỏa ra sức mạnh hồn lực của mình. Thần hồn thức tỉnh có thể dễ dàng bắt được tất cả linh khí ở xung quanh. Lập tức tất cả linh khí ở xung quanh hang động này liền vọt về phía của Lâm Thanh Diện từ bốn phương tám hướng. Linh khí càng nhiều, cuối cùng lại trở thành một luồng khí xoáy. Lâm Thanh Diện mở hai mắt ra, khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt toàn bộ hồn lực của mình đều phóng ra bên ngoài, hợp thành với cơn lốc được tụ hợp bởi thương nguyên giới. Trên trán của Lâm Thanh Diện rịn mồ hôi, lúc này anh mới ý thức được tại sao năm đó ma thần Tu La lại nói không đến hóa cảnh đỉnh phong thì không thể tập loại bí thuật này. Lâm Thanh Diện đã có thần hồn chỉ lực mà lại còn như vậy, nếu như đổi lại là người tu hành tinh thần chỉ lực căn bản cũng khó kiên trì trong một khoảng thời gian dài. Chỉ là Lâm Thanh Diện cũng không để ý đến một chuyện, thần hồn trời sinh của mình, anh có thể ngưng kết được cơn lốc này, thậm chí năm đó ma thần Tu La cũng không có cách nào làm được. Trước đó dung hợp đan dược, Lâm Thanh Diện đã sớm học xong như thế nào là tập trung tinh lực, lúc này anh hết sức chăm chú. Sau khi cơn lốc gia nhập vào hồn lực, thể tích càng ngày càng lớn hơn. Lâm Thanh Diện cản chặt răng, nếu như muốn hấp thụ hết toàn bộ linh khí này thì nhất định phải để cho hồn lực của mình chiếm thế thượng phong trong cơn lốc. Nửa tiếng đồng hồ sau, trên người của Lâm Thanh Diện đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng mà sự cố gắng không uổng phí, sau khi đấu tranh một phen hồn lực, đã hoàn toàn dung hợp với toàn bộ linh khí. Thu! Lâm Thanh Diện nghiêm giọng quát lên, thu hồi thần hồn chỉ lực. Euro ơn lốc to lớn đó cùng với thần hồn chỉ lực cùng nhau tiến vào trong cơ thể của Lâm Thanh Diện. Cảm giác trong cơ thể tràn ngập thường an thực sự quá tốt. Lần đầu tiên Lâm Thanh Diện cảm thấy phong phú như thế, anh lau mồ hôi ở trên trán, lại thay đổi tinh thần một lần nữa, anh ý thức được chắc có lẽ là mình sắp đột phá rồi. Chương 1288, lần nữa đột phá. Linh khí, đối với người tu hành mà nói, là thứ vô cùng mơ ước. Người tu hành bình thường, chỉ cần ở nơi linh khí dồi dào 8-10 năm, tu hành của bọn họ đều sẽ nâng cao. Huống chi, rừng rậm sương mù nơi này, linh khí nồng đậm, Lâm Thanh Diện còn học được hấp linh thuật mà ma thần Tu La năm đó để lại, cái này càng là như hổ mọc thêm cánh, có thể trong thời gian ngắn thu nạp linh khí vào trong cơ thể. Lâm Thanh Diện lúc này phát hiện nội kình và huyền kình trong cơ thể của anh hình như sau khi thu nạp linh khí vào trong cơ thể thì không ngừng tăng trưởng, hơn nữa thần hồn chỉ lực của anh cũng đang không ngừng phục hồi. Nếu như nói, trước khi dung hợp đan dược thần cấp cùng chiến đấu với Thanh Trúc sau đó, khiến Lâm Thanh Diện rơi vào trạng thái kiệt quệ rất rõ. Vậy thì bây giờ, Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận được rõ ràng, trạng thái của mình trở lại thời kỳ đỉnh phong, hơn nữa, hình như còn hơn thiết chính là lúc này. Lâm Thanh Diện quát to một tiếng, đột nhiên bùng nổ. Anh chỉ cảm thấy lỗ chân lông khắp người của mình hoàn toàn được mở ra, cả người giống như được linh khí tẩy lễ một lượt, thoát thái hoán cốt. Đây, chính là thần cảnh sao? Lâm Thanh Diện nắm chặt hai tay, cảm nhận lực đạo cuồn cuộn toàn thân. Một khi chính thức bước vào thần cảnh, vậy thì, đối với một người tu hành mà nói, dường như là mở ra một cánh cửa lớn hoàn toàn mới. Nói là nặn lại nhục thân, không hề nói quá.
Tuy chỉ là thần cảnh sơ kỳ, nhưng cái này và nửa bước thần cảnh đã có cách biệt trong bản chất rồi. Nếu dưới thần cảnh chính là người tu hành, vậy thì đặt chân vào thần cảnh, liền đại biểu người này thật sự thành thần trong mắt mọi người. Trong mắt Lâm Thanh Diện mang ánh sáng, anh tin chắc anh ngày sau nhất định có thể bước vào thần cảnh, chỉ là một phen kỳ ngộ này khiến tiến độ của anh càng nhanh hơn. Tay cầm kiếm chảm thiên, Lâm Thanh Diện tùy ý múa vài cái. Anh căn bản không có dùng lực, kiếm khí của kiếm chảm thiên quả thật lưu lại dấu vết sâu trên bức tường đá. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lâm Thanh Diện rất là hưng phấn, nhiều ngày như vậy tới nay, vừa nghĩ tới âm mưu của Thương Nguyên Giới, Lâm Thanh Diện cứ cảm thấy lo lắng, hôm nay, là một ngày sau nhiều ngày anh vui vẻ nhất. Hay là nhân lúc này, lại hấp thu thêm một chút linh khí. Lâm Thanh Diện lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tốc độ của luồng khí xoáy cực lớn sinh ra ở trước người, lần này, linh khí tập trung so với vừa rồi còn nhiều hơn chứ không ít. Thần hồn chỉ lực tản phát, dựa theo yêu cầu của bí thuật, Lâm Thanh Diện lần nữa thử dung hợp hai cái lại. Nhưng lần này, Lâm Thanh Diện lại minh mẫn cảm nhận được thần hồn của anh không biết tại sao chỉ quanh quẩn ở bên ngoài luồng khí xoáy, nhưng từ đầu đến cuối không thể dung hợp hấp thụ được linh khí. Đây là chuyện gì thế? Trong lòng Lâm Thanh Diện do dự tập trung tinh lực thần hồn giác tỉnh của anh cường chế muốn dung hợp hai cái lại. Nhưng mặc kệ anh thử bao lâu, vẫn không thể làm được, ngược lại, ở trong cơ thể của anh hình như ẩn chứa một cỗ linh khí cực lớn còn bạo ngược đang dao động loạn không chịu sự khống chế của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhíu mày, vì tránh sự tổn hại, vội vàng dừng dung hợp. Luồng khí xoáy do linh khí tập trung thành dần tan biến, thần hồn chỉ lực vây quanh ở ngoài luồng khí xoáy cũng quay lại trong cơ thể Lâm Thanh Diện. Sau đó, Lâm Thanh Diện cảm thấy linh khí còn đang dao động trong cơ thể mình vừa rồi bây giờ trở nên tĩnh lặng, thân thể của anh cũng không có bất cứ cảm giác không thích hợp. Xem ra, những linh khí này vẫn là cần hồn lực đến áp chế. Lâm Thanh Diện ngầm nghĩ, anh thiên tư thông minh rất nhanh liền hiểu đạo lý khác. Luồng khí xoáy đầu tiên trước đó, sử dụng hồn lực và hồn lực của anh dung hợp. Mà do tính chất đặc biệt của linh lực, anh tạm thời vẫn không thể khống chế tốt nó, mà linh lực trong cơ thể vừa hay khơi dậy tác dụng dung hợp. Vì thế, khi thần hồn chỉ lực của anh lần nữa phóng thích toàn bộ ra, những linh lực đột nhiên tiến vào trong cơ thể của mình thoát khỏi sự trói buộc liền trở nên bạo ngược. Lâm Thanh Diện sau khi đã hiểu ngọn nguồn trong này, từ từ đứng dậy. Làm người không thể quá tham lam, huống chỉ là lần đầu tiên sử dụng hấp linh thuật, cảnh giới của anh đã có bước nhảy như này. Hơn nữa, Lâm Thanh Diện cũng rất tin tưởng vào cơ thể của mình, chỉ cần tốn thêm một khoảng thời gian, sau khi thuần hóa, linh khí trong cơ thể, liền có thể tới nơi này, sử dụng hấp linh thuật. Kiếm chảm tiên quay lại vị trí, Lâm Thanh Diện đứng ở trước bức tường đá đặc biệt. Cuốn sách cổ mà thần Tu La để lại đó, anh đã để lại trong thập nhị phương tòa. Mọi thứ quay lại như cũ, sách cổ cũng yên lặng chờ đợi người có duyên tiếp theo. Lâm Thanh Diện lại ba lại với cuốn sách cổ này, sau đó ánh mắt lăng lệ, bước chân kiên quyết từ trong hang động đi ra. Nhớ năm đó, ma thần Tu La chắc cũng mang ý khí bừng bừng như này đi ra khỏi hang động, sau đó mở ra một đời truyền kỳ của ông ta. Mà hôm nay, Lâm Thanh Diện đã bước vào. Thần cảnh cũng bước theo con đường của người đi trước đi ra khỏi hang động. Thương Nguyên Giới, chuyện ma thần Tu La năm đó làm được, Lâm Thanh Diện tôi nhất định có thể làm được. Xe nhảy vọt lên, sau vài cái hít thở, Lâm Thanh Diện liền đi tới trên vực sâu. Điều khiến Lâm Thanh Diện ngạc nhiên chính là tê giác cổ dẫn dắt các thần thú. Luôn canh giữ vị trí lúc đó Lâm Thanh Diện rơi xuống vực sâu. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện bình an quay lại, tê giác cổ cùng các linh thú bái lạy. Quả nhiên là người mà lão chủ nhân nhìn chúng, nếu như ngươi thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy ta cho dù là chết cũng không thể tha thứ cho. Mình! Tê giác cổ trầm giọng nói. Dù sao, tuy nó lúc đó muốn nhanh chóng giải cứu Lâm Thanh Diện dưới đao của Tiểu Nguyệt, nhưng Lâm Thanh Diện rơi xuống vực sâu, quả thật là một tay nó tạo thành. Không sao, chẳng qua chỉ là vực sâu sâu mấy chục mét mà thôi, còn không thể làm gì được ta. Lâm Thanh Diện khế nói. Vậy, người phụ nữ của Thương Nguyên Giới đó thì sao? Tê giác cổ cảnh giác hỏi. Cô ta đã bị ta giết rồi. Chỉ là, vẫn là để tàn hồn của cô ta trốn thoát. Lâm Thanh Diện lộ vẻ rất căm giận. Anh lúc đó nếu không phải là thật sự không có sức lực, căn bản không thể xảy ra chuyện tàn hồn trốn thoát như vậy. Người của Thương Nguyên Giới giỏi nhất chính là chiêu này, khi đó, lão chủ nhân lúc đối kháng với người của Thương Nguyên Giới, nếu không phải là hồn phách của bọn họ có thể thoát ly khỏi cơ thể, sợ rằng đã bị lão chủ nhân diệt toàn bộ rồi. Tê giác cổ nói, nhớ lại ma thần Tu La, ngữ khí của nó dường như cũng trở nên kích động.
Lâm Thanh Diện rất là kinh ngạc. Một người đối kháng với mọi người của thương nguyên giới, còn suýt nữa diệt hết đối phương thực. Lực của ma thần Tu La quả nhiên cao thâm. Có điều chỉ là tàn hồn mà thôi, khí tức đã rất yếu rồi, ta nghĩ chắc cũng không khơi dậy sóng gió quá lớn. Lâm Thanh Diện nói. Tê Giác Cổ lắc đầu, thiếu chủ, điều ngươi nói quả thật không sai, một tia tàn hồn, một chưởng liền có thể đập tan, chỉ là thương nguyên giới có một loại bí thuật, cho dù là tàn hồn cũng có thể nặn lại nhục. Thân. Nặn lại nhục thân. Lâm Thanh Diện đột nhiên nghĩ tới Lý Bạch Mộ. Lúc đó, Lý Bạch Mộ cũng chỉ là một tia tàn hồn ở gần bức tường đá, đều dựa vào thần mộc mà Lâm Thanh Diện cung cấp mới khiến hồn phách của ông ta được lấp đầy. Chẳng lẽ, bí thuật mà thương nguyên giới sử dụng cũng là thần mộc? Lâm Thanh Diện hỏi. Tê Giác Cổ lắc đầu, thần mộc mà ngươi nói, mấy trăm năm trước ta cũng từng thấy, chỉ là theo ta được biết bí thuật mà thương nguyên giới sử dụng chắc không phải là loại này, mà là một loại bí thuật cao minh hơn. Lâm Thanh Diện gật đầu, mặc kệ nói như nào, nếu thương nguyên giới sử dụng bí thuật, nặn lại nhục thân của Tiểu Nguyệt vậy thì, đến lúc đó, chuyện rừng rậm sương mù ẩn giấu linh nguyên, Tiểu Nguyệt nhất định sẽ nói cho thương nguyên giới. Thời gian cấp bách, chuyện duy nhất Lâm Thanh Diện bây giờ có thể làm chính là nâng cao thực lực hơn nữa, anh cần phải càng nhiều người tu hành cùng anh nâng cao thị lực. Như thế, đến lúc đó khi đối kháng với thương nguyên giới, phần thắng mới càng lớn. Trong lòng Lâm Thanh Diện đã có chủ ý, anh trước đó đã dung hợp 38 viên khí hồn đan có sự trợ giúp nâng cao thực lực, bây giờ chỉ cần tìm được người thích hợp là được. Đương nhiên, những người tu hành này bắt buộc phải là người anh tín nhiệm, có thể cùng nhau tác chiến. Trảm Thiên Minh. Trong đầu Lâm Thanh Diện đột nhiên bật ra cái tên này. Năm đó Tân Trường Sinh một lòng muốn tìm kiếm kỳ chủ, đồ đệ mà ông ta lựa chọn thiên phú chắc tuyệt, chỉ là Lâm Thanh Diện ở trong những người này thoát ra, nếu không anh cũng sẽ không trở thành mục tiêu Tân Trường Sinh đoạt xá rồi, chỉ là đối với những sư đệ sự muội đó, Lâm Thanh Diện cũng không biết tu vi hiện nay của bọn họ như nào. Tê Giác Cổ, còn cả những linh thú này của ngươi, ta cáo từ trước. Lâm Thanh Diện ôm quyền nói. Tê Giác Cổ bọn chúng cũng không có níu giữ, bọn chúng những linh thú này tự nhiên biết có thể trở thành người kế nhiệm được ma thần Tu La nhận định, mỗi một chuyện mà Lâm Thanh Diện làm đều là vì thế giới này. Bên rìa rừng rậm sương mù, các đệ tử của Dược Thần Cốc đều đang mong ngóng. Hai ngày trôi qua rồi, bóng dáng của Lâm Thanh Diện vẫn không có xuất hiện, điều này khiến bọn họ rất là nôn nóng. Lão Điền, chúng ta hay là cùng đi vào tìm Lâm Thanh Diện. Triệu Ất có hơi lo lắng nói. Đúng đó, cốc chủ, chúng ta cùng đi vào đi. Tiểu Điêu nói vào. Ánh mắt của Điền Uyên sâu thẳm, nhìn về phía rừng rậm sương mù. Không có mệnh lệnh của tôi, ai cũng không được phép đi vào. Điền Uyên đanh giọng nói. Là cốc chủ, ông ta phải tận khả năng tránh rơi vào nguy hiểm không lường trước được. Dù sao, trước mặt là rừng rậm sương mù, đó là nơi ngay cả sư phụ của ông ta cũng không thể may mắn thoát khỏi. Khi trong ánh mắt của mọi người có hơi thất vọng, phía trước có một bóng đen từ xa tới gần. Là Lâm Thanh Diện đại ca. Lần này, không đợi sư tử phát hiện, Tiểu Điêu nói đầu tiên. Sau đó, cô ta nhanh chóng hướng về phía Lâm Thanh Diện. Điêu sư tỷ, dè dặt một chút. Hầu tử ở đằng sau cô ta vừa đuổi theo vừa lớn tiếng gọi. Tiểu Điêu lúc này mới ý thức tới hành vi của mình hình như có hơi không thỏa đáng, nếu không có sự nhắc nhở của hầu tử, sợ rằng cô ta sẽ lao đầu vào vòng ôm của Lâm Thanh Diện. Hơi đợi những người đằng sau, Tiểu Điêu lúc này mới cùng Điền Uyên bọn họ đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện. Ta trở lại rồi, để mọi người lo lắng rồi. Khóe môi của Lâm Thanh Diện mang nụ cười, trong nụ cười tràn ngập sự tự tin. Chương 1289, giấc mơ đẹp thành sự thật. Đại sảnh Dược Thần Cốc, Lâm Thanh Diện ngồi ở vị trí trung tâm. Điền Uyên và Triệu Ất, còn cả trưởng lão và đệ tử khác của Dược Thần Cốc đều tập trung ở sảnh chính. Mọi người ríu rít tò mò, vừa trở lại từ rừng rậm sương mù, nhưng khí tức trên người Lâm Thanh Diện dường như mạnh hơn nhiều so với lúc trước. Lâm Thanh Diện thay một bộ đồ sạch sẽ, lúc này mặt mũi sáng sủa, đầu óc gọn gàng, là người đứng đầu của nhà họ Lâm, một cỗ quý khí tự nhiên bất giác tản ra. Người như thế, cho dù là ném vào trong đám đông, cũng sáng chói mắt. Các vị, hôm nay gọi mọi người tới đây là vì tôi sắp rời khỏi Dược Thần Cốc rồi, Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Cái gì, Lâm Thanh Diện đại ca, anh phải đi sao? Phải, lẽ nào không ở thêm vài ngày nữa sao? Chúng tôi còn muốn đi theo anh học vài chiêu. Những đệ tử bên dưới dần dần nói, tỏ ra rất không lỡ. Tiểu Điêu càng là ánh mắt mê mang, từ sau khi Lâm Thanh Diện đến Dược Thần Cốc hai người trước là xảy ra xung đột, sau đó Tiểu Điêu càng bị thiên phú và thực lực của Lâm Thanh Diện khuất phục.
So với người có thiên phú hơn cô ta còn cố gắng hơn cô ta. Đây cũng là động lực luôn cổ vũ Tiểu Điêu không ngừng tiến về phía trước trên con đường tu hành này. Phong quang rực rỡ của Dược Thần Cốc không giữ được Lâm Thanh Diện, bây giờ anh phải đi rồi, lần đi này cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại. Thiếu nữ Hoài Xuân, nhưng Tiểu Điêu cũng biết người giống như Lâm Thanh Diện đã định sẵn không thuộc về Dược Thần Cốc, đương nhiên, nghiêm khắc mà nói, anh không thuộc về bất cứ nơi nào. Lâm Thanh Diện nhìn mọi người, mày kiếm mắt sáng, khóe miệng treo nụ cười không dễ phát giác. Các vị, tôi còn có rất nhiều chuyện phải đi làm, huống chi, trong nhà tôi, vợ và con còn đang đợi tôi, cho nên tạm thời cáo từ rồi. Lâm Thanh Diện chắp tay nói, anh ở Dược Thần Cốc mấy ngày cũng nhận được sự thần kỳ mà Dược Thần Cốc cho, huống chi, linh nguyên duy nhất còn sót lại ở trái đất cũng ở nơi này, vì thế, Lâm Thanh Diện tin chắc không cần quá lâu, anh còn trở lại. Được rồi. Nếu cậu đã muốn đi tôi cũng không níu giữ cậu. Điền Nguyên nói. Sau đó đánh mắt với Triệu Ất. Lòng Triệu Ất hiểu ý, xoay người lấy ra một cái dương lớn. Đây là, Lâm Thanh Diện nhìn cái dương này, nhìn trông có hơi quen mắt. Triệu Ất nói, cậu quên rồi sao, đây chính là chiếc dương lớn để ở trong sơn động mà tôi từng ở. Lâm Thanh Diện gật đầu khi anh vào sơn động trước quả thật nhìn thấy chiếc dương lớn này. Anh cũng rõ ràng, thứ chứa trong chiếc dương này chính là bảo vật khó thể cầu mấy lần công hội luyện kim tới Dược Thần Cốc. Không biết ông lấy chiếc dương này ra là để làm gì? Lâm Thanh Diện hỏi. Mở ra. Điền Nguyên cười nói. Chiếc dương mở ra, bên trong để đầy các loại dược liệu. Lâm Thanh Diện đối với dược hiệu đã rất hiểu, sau khi nhìn thấy rất là kinh ngạc. Dược liệu trong chiếc dương, mặc kệ là màu sắc hay mùi thuốc hay phẩm chất đều cao hơn nhiều so với dược liệu trong Dược Thần Cốc. Lâm Thanh Diện, cậu lần này tới Dược Thần Cốc đã giúp chúng tôi rất nhiều, bây giờ biết cậu phải ý hướng dược liệu quý giá mà các đời Dược Thần Cốc chúng tôi tích trữ được tặng cho cậu. Điền Nguyên nói. Sắc mặt của Lâm Thanh Diện bình tĩnh, độ quý giá của những dược liệu này anh tự nhiên biết, đây nếu như đổi thành người khác, sớm đã không do dự mà nhận lấy rồi. Tôi nói này Lâm thiếu chủ, cậu đừng từ chối, những dược liệu này quý giá là vì lúc đầu sư phụ đã từng dùng, có thể dùng chúng dung hợp ra đan dược thần cấp. Hiện nay trong Dược Thần Cốc chúng tôi, người có năng lực dung hợp ra đan dược thần cấp cũng chỉ có một mình cậu, vì thế, không cần từ chối, Triệu Ất nói trước. Phải đó, Lâm Thanh Diện, nếu không phải là cậu, Dược Thần Cốc chúng tôi sợ rằng bị người đeo mặt nạ đó diệt rồi, cho nên, những dược liệu quý giá này tặng cho cậu, không thể thích hợp hơn được nữa. Điền Nguyên cũng nói. Ánh mắt hai người chân thành, không phải là sự giả dối vờ vịt. Các đệ tử cùng trưởng lão cũng đồng thành nói, Lâm Thanh Diện đại ca anh nhận đi. Ánh mắt của Lâm Thanh Diện bình tĩnh, nhìn đám Điền Nguyên, sau đó khẽ nói, những dược liệu này có thể dung hợp ra đan dược thần cấp sao? Không sai, nếu không, những người của công. Hội luyện kim đó, việc gì nhiều năm như vậy cứ không chịu buông tha chứ, Điền Nguyên nói. Lâm Thanh Diện khế mỉm cười, nói tiếp, Điền Cốc chủ, những dược liệu này quả thật quý giá, nhưng tôi không cần. Không cần sao? Điền Nguyên và Triệu Ất ánh mắt kinh ngạc quý giá như vậy. Đối với bất cứ người hiểu luyện đan mà nói, đều là sự tồn tại như thần, nhưng nhìn trông Lâm Thanh Diện hình như một chút cũng không thấy hiếm lạ. Không sai, Hát nói, loại dược liệu phẩm giai này tôi có rất nhiều, Lâm Thanh Diện khẽ nói. Cậu có, rất nhiều sao? Điền Nguyên bọn họ hoàn toàn hóa đá. Chẳng lẽ ở trong sản nghiệp của nhà họ Lâm các cậu cũng có nơi trồng loại dược liệu quý giá sao? Triệu Ất không hiểu liền hỏi. Lâm Thanh Diện cười rồi lắc đầu, những dược. Liệu này quý giá như vậy, hấp thụ tinh hoa trời đất, mỗi một cây đều là kiệt tác, đâu phải là nơi như trong thành phố có thể trồng ra được. Vậy ý của cậu là? Điền Nguyên bọn họ càng không hiểu rồi. Nếu nhà họ Lâm không có trồng được vậy thì những dược liệu quý giá này, Lâm Thanh Diện từ đâu mà có được? Nếu như đổi thành một người khác, Điền Nguyên bọn họ nhất định cho rằng đối phương là đang nói khoác, nhưng bọn họ biết rõ tính cách của Lâm Thanh Diện, những gì anh nói, nhất định là nghiêm túc. Rừng rậm sương mù. Trong miệng Lâm Thanh Diện nhả ra mấy chữ này. Rừng rậm sương mù sao? Mọi người ngược lại hít ngụm khí lạnh. Không sai, Lâm Thanh Diện nhìn mọi người, nơi đó linh khí nồng đậm vượt xa Dược Thần Cốc mà tôi đã tiến vào rừng rậm sương mù hai lần. Những dược liệu mà vừa rồi Điền Cốc chủ cho tôi xem ở trong rừng rậm sương mù rất là thường thấy, thậm chí ở nơi đó còn có những dược liệu phẩm giai vượt xa hơn nữa. Viễn siêu sự tồn tại của những phẩm giai này sao? Mọi người vô cùng kinh ngạc, dược liệu chân quý này, đối với một luyện đan sư mà nói, sức thu hút là cực lớn, cho dù thực lực không đủ, không thể dung hợp. Chúng, như Dược Thần Cốc đem chúng cất giấu cũng là cực tốt.
Chỉ là thực lực của chúng tôi tự nhiên không như Lâm thiếu chủ, linh khí của rừng rậm sương mù nồng đậm chúng tôi cũng biết, nhưng nơi đó rất là nguy hiểm, ngay cả sư phụ của tôi ông ấy cũng. Nói đến đây, trong mắt Điền Uyên có hơi bi thương, sau đó lại nói, cho nên, dược liệu của chỗ đó tuy tốt nhưng lại không phải là thứ chúng tôi có thể có được. Lâm Thanh Diện khẽ mỉm cười, sờ sờ cái mũi khá cao, hôm nay gọi mọi người tới đây chính là muốn nói với mọi người một chuyện, từ nay về sau, rừng rậm sương mù mãi mãi mở cửa với dược thần cốc. Mọi người có thể tùy ý đi vào, nhưng phải nhớ kỹ, không được làm phiền đến cuộc sống bình thường của linh thú trong đói. Có thể tùy ý đi vào sao? Cái này, sao có thể chứ? Điền Nguyên Triệu Ất, ánh mắt của bọn họ sửng sốt, chuyện như này là điều bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây là lời tôi nói, nếu đã là lời tôi, tự nhiên được tính. Lâm Thanh Diện vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại không cho phép nghi ngờ. Anh là chủ nhân mới của Tê Giác Cổ, lại có được toàn bộ truyền thừa của ma thần Tu La, những linh thú trong rừng rậm sương mù đó sớm đã xem Lâm Thanh Diện là chủ nhân của bọn chúng. Hơn nữa, những linh thú đó không biết xung hợp. Được liệu, trong rừng rậm sương mù, dược liệu chân quý đâu đâu cũng có, đem chúng giao vào trong tay của người có thể phát huy công dụng được tự nhiên là một chuyện vô cùng tốt. Vì thế, khi rời khỏi rừng rậm sương mù, Lâm Thanh Diện đã nói với Tê Giác Cổ rồi, từ nay về sau, người của dược thần cốc có thể tùy ý ra vào rừng rậm sương mù, chỉ cần tuân thủ quy tắc những linh thú đó tự nhiên sẽ không gây phiền phức với bọn họ. Thấy ánh mắt tự tin của Lâm Thanh Diện, Điền Uyên và Triệu Ất cảm động không thôi. Quá tốt rồi. Lâm Thanh Diện, tôi đại diện cho. Toàn bộ người của dược thần cốc cảm ơn cậu. Đó chính là rừng rậm sương mù. Sư phụ năm đó cũng luôn kinh thán về sự thần kỳ trong đó, không ngờ tôi thật sự có thể đi vào rồi. Đây không phải là đang nằm mơ chứ? Triệu Ất cùng phấn khích nói, nhéo mạnh cánh tay của mình, chứng minh mình lúc này không phải đang nằm mơ. Được rồi, thời gian không sớm rồi, tôi cũng nên rời khỏi nơi này, các vị xin dừng bước. Nói rồi, Lâm Thanh Diện đeo kính râm lên, rời khỏi đại sảnh mọi người đến cửa, nhìn bóng dáng của Lâm Thanh Diện dần dần đi xa, cảm giác lưu luyến khó tả. Lần từ biệt này, Lâm Thanh Diện để lại 38 viên khí hồn đan, đồng thời còn cho phép người của dược. Thần cốc tùy ý ra vào rừng rậm sương mù, những điều này đều là chuyện mà người của dược thần cốc nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nhưng tất cả chuyện này, bởi vì sự xuất hiện của Lâm Thanh Diện, giấc mơ đẹp thành sự thật rồi. Chương 1290 Tiểu biệt thắng tân hôn. Sau khi xuống núi, Lâm Thanh Diện đến trấn nhỏ, khách sạn Song Mộc vẫn kinh doanh bình thường, nhìn thấy chiếc xe Ferrari màu đỏ đỗ dưới lầu thì Lâm Thanh Diện đã biết Lương Cung Nhạn Xương bọn họ vẫn còn chưa rời khỏi đây. Chỉ là lần này, Lâm Thanh Diện không có quấy rầy bọn họ ở trong nhà, Hứa Bích Hoài còn cả Tiểu Nặc Nặc đang đợi anh trở về. Khởi động chiếc xe trước đó dừng ở trấn nhỏ, Lâm Thanh Diện trực tiếp rời khỏi, đi thẳng về kinh đô. Tầng cao nhất của khách sạn Song Mộc, Lương Cung Nhạn Xương đứng ở cửa sổ. Chiếc xe đó đỗ ở đối diện nhiều ngày, bây giờ đã rời khỏi, cô ta biết người mà cô ta đợi nhiều ngày đã đi rồi, mà khi Lâm Thanh Diện đi cũng không tới nhìn cô ta một lần. Nơi này, đã không có bất cứ nhớ nhung rồi, Tinh Vũ, chúng ta cũng đi thôi. Lương Cung Nhạn Xương khẽ nói, khi xoay, người rời khỏi, khóe mi mang theo một giọt nước mắt. Kinh Đô, nhà tổ nhà họ Lâm. Lâm Thanh Diện cả đường phi về, không dám có nửa điểm trì hoãn. Khi anh về tới, đã là đêm khuya rồi. Vân Sơn Tú Nương, lập tức cảm nhận được Lâm Thanh Diện đã trở về, bọn họ đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện, cúi đầu nói, chủ nhân, cậu đã về rồi. Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, liếc nhìn hai khôi lỗi. Ta rời khỏi nhà trong khoảng thời gian dài như vậy, trong nhà có xảy ra chuyện gì không? Tú Nương khẽ mỉm cười, chủ nhân, nhà họ Lâm ở nước C đã là đệ nhất gia tộc, đâu có ai mắt mù khiêu khích nhà họ Lâm chứ. Nói ra thì nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho tôi thật là có hơi vô vị, ở đây ở ngày đối diện với lão già Vân Sơn này, tôi là nhớ chủ nhân chết đi được. Lâm Thanh Diện thở dài, Tú Nương này, nhiều ngày không gặp, khả năng nịnh bợ so với trước còn mạnh hơn nhiều. Được rồi, hai người cũng lui xuống đi, tôi đi tìm Bích Hoài. Nói rồi, Lâm Thanh Diện cất bước đi vào. Các bạn tìm đến trang nguồn như hình đọc để bọn mình hứng khởi lên chương nhé. Hai khôi lỗi ở đằng sau nhìn bước chân vững chãi của Lâm Thanh Diện thì có hơi tư lự. Đầu gỗ, ông thấy chủ nhân lần này trở lại thực lực có phải là lại tăng lên rồi không? Vân Sơn gật đầu, chắc vậy, chỉ là nếu như đây là sự thật vậy thì thiên phú của chủ nhân thật sự là quá khủng bố rồi. Hai người trầm tư một lúc, lại là Tú Nương phá vỡ sự yên tĩnh. Cô ta cười quỷ dị, kéo tay Vân Sơn nói, đầu gỗ, đi theo tôi lên tầng trên cùng.
không nói rõ, hai người trực tiếp nhảy lên tầng trên cùng. Bích Hoài, anh trở về rồi. Đi thẳng đến tầng trên cùng. Lâm Thanh Diện đẩy cửa phòng ra, khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ. Hứa Bích Hoài ngồi trước bàn sách trong căn phòng, một ngọn đèn bàn phát ra ánh sáng hơi vàng. Anh khẽ nói, nhân lúc Nặc Nặc không ở đây, thời gian không sớm nữa, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi rồi. Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện, từ trong mắt của Lâm Thanh Diện, cô đã đọc ra thâm ý của câu nói này, đột nhiên gò má đỏ ửng, chỉ là lặng lẽ gật đầu. Tiểu biệt thắng tân hôn, cảm giác lâu ngày khiến Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài hai người đều rất kích động. Tuy nhiên vào lúc này, Lâm Thanh Diện đột nhiên cảm giác được trên tầng trên cùng hình như có người. Đáng chết hai khôi lỗi này, xem ra bình thường đối với bọn họ quá tốt rồi, sau này phải dạy bọn họ quy tắc mới được. Xê trong lòng Lâm Thanh Diện nghĩ rồi, buột miệng nói ra quay mặt khoai. Câu này là nói cho Tú Nương ở tầng trên cùng nghe, nhưng Hứa Bích Hoài lại hiểu sai ý tưởng Lâm Thanh Diện là nói với mình. Sự ửng đỏ trên mặt cô càng đậm hơn, lặng lẽ xoay người qua. Một đêm xuân tiêu, hôm nay khi thức dậy, đã sắp trưa rồi. Vân là ngủ trên giường của nhà thoải mái. Lâm Thanh Diện cười nói, anh đã rất lâu không có giấc ngủ ngon như vậy rồi. Euro o sắc điều, lúc vui vẻ vẫn là rất ngắn ngủi, Lâm Thanh Diện không có quên trách nhiệm trên người mình. Sao thông báo tất cả mọi người của nhà họ Lâm, tôi có chuyện muốn tuyên bố. Sau khi cúp máy, Lâm Thanh Diện mặc vest vào, đi thẳng đến vị trí đại sảnh trong biệt thự của nhà họ Lâm. Đại sảnh lúc này, đã khoác lên diện mạo mới, không lâu trước đây, ở nơi này, trận chiến đấu đầu tiên nổ ra giữa Lâm Thanh Diện và Sở Nguyệt hôm đó, hai người có thực lực hóa cảnh đỉnh phong ra tay, gần như đã hủy đi đại sảnh này. Lâm Ngọc Hàng làm không tồi, Lâm Thanh Diện khế nói, nhìn thấy mình không có nhìn nhầm người. Hứa Bích Hoài ở bên cạnh nghe thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, tự nhiên biết anh bây giờ nghĩ cái gì. Lâm Thanh Diện, anh lần này rời khỏi lâu như vậy, Sở Nguyệt có tìm anh gây phiền phức không? Hứa Bích Hoài hỏi. Lâm Thanh Diện xoay người nhìn Bích Hoài, khế cười nói, Sở Nguyệt đã trở thành lịch sử, mà trên thực tế, bà ta khi ở nhà họ Lâm chúng ta, những gì bà ta thể hiện căn bản không phải là bà ta thật sự. Không phải là bà ta thật sự sao? Hứa Bích Hoài rất là kinh ngạc. Lâm Thanh Diện đơn giản kể lại chuyện Sở Nguyệt là tiểu nguyệt dịch dung cho Hứa Bích Hoài. Sau khi nghe xong, Hứa Bích Hoài khá sững sờ, thật sự không ngờ, trên thế giới này, vậy mà còn có chuyện huyền huyễn như vậy, thuật dịch dung, đó không phải là tình tiết trong tiểu thuyết mới có hay sao? Giọng nói đầy từ tính của Lâm Thanh Diện cất lên, Bích Hoài, thế giới này có quá nhiều chuyện em không hiểu, mà cho dù là anh, sợ rằng cũng không thể biết hết được, em yên tâm, cuối cùng sẽ có một ngày, anh sẽ đem tất cả chuyện anh biết nói hết cho em, hơn nữa, anh sẽ dẫn em cùng đi, đi trên con đường tu hành này. Tu hành, em cũng có thể sao? Hứa Bích Hoài mê mang nói, cô chưa từng suy nghĩ đến vấn đề như này. Nhất định có thể, bởi vì chồng của em tên Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện kiên định nhìn Hứa Bích Hoài, nói. Dẫn Hứa Bích Hoài cùng tu hành, đây là điều Lâm Thanh Diện ở trấn nhỏ sau khi nghe những lời Lương Cung Nhạn Xương nói mà cảm ngộ ra. Trên thế giới này, nếu như không có Bích Hoài và Nặc Nặc ở bên cạnh cho dù là trường sinh bất lão thì lại có ý nghĩa gì chứ? Lúc nói chuyện người của nhà họ Lâm lục đục tới. Ông Đồ biểu cảm kích động sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện vội vàng đi tới. Thiếu chủ, cậu đã trở về rồi. Lâm Thanh Diện gật đầu, sau khi nhìn thấy tất cả mọi người ở Kinh Đô đều tới đủ, đi tới nơi cao nhất trong đại sảnh, Hứa Bích Hoài ở bên cạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Các vị, mấy ngày tôi không ở đây, mọi người vất vả rồi, Lâm Thanh Diện trầm giọng nói. Không vất vả, đều là công lao của Hứa Tổng. Người bên dưới nói. Khoảng thời gian trước Lâm Thanh Diện không ở đây, mọi việc lớn bé đều giao cho Hứa Bích Hoài xử lý, vì thế, bọn họ xưng hô Hứa Tổng cũng thành quen rồi. Lâm Thanh Diện gật đầu mỉm cười, đối với năng lực của Hứa Bích Hoài, anh vẫn là rất yên tâm. Hôm nay nếu tôi đã trở về, gọi mọi người tới đây là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố với mọi người. Lâm Thanh Diện hắng giọng, ánh mắt cũng trở nên lăng lệ, tôi có loại dự cảm, không lâu nữa, nơi này. Của chúng ta khả năng phải gặp một tai họa lớn, mà tôi cũng nghĩa bất dung từ cố gắng vì tai họa lớn khả năng sẽ tới này, nhưng vì để phòng trừ vạn nhất hôm nay, tôi đề bạt người tài trong số mọi người, chia ra quản lý các công việc của nhà họ Lâm. Thiếu chủ cập ông Đồ thần sắc căng thẳng, ông ta không ngờ, Lâm Thanh Diện lần này trả lời, vậy mà chuyện đầu tiên làm lại chính là chia quyền. Ánh mắt của Lâm Thanh Diện tỏ ý với ông Đồ cuối cùng nhìn mọi người bên dưới. Tin tức của Linh Nguyên, Thương Nguyên giới trong mấy ngày này tất sẽ biết được.
mà bảo vệ Linh Nguyên, đây là chuyện Lâm Thanh Diện bắt buộc phải làm. Đến lúc đó, một trận đại chiến ắt sẽ xảy ra. Thực lực mạnh mẽ của Thương Nguyên giới, Lâm Thanh Diện cũng không dám đảm bảo anh đến lúc đó có thể toàn thân thoát ra không. Vì thế, anh đã hạ quyết tâm, cho dù là anh thật sự gặp phải chuyện bất trắc, nhà họ Lâm cũng không thể vì chuyện này mà tan rã. Cho nên, trước tiên làm tốt chuẩn bị, là điều tất yếu. Lâm Ngọc Hàng, Lâm Phong. Lâm Thanh Diện từ trong số người này gọi ra mấy cái tên. Nhìn thấy những người trẻ tuổi này cơ thể thẳng tắp đứng trước mặt của mình, Lâm Thanh Diện rất là an ủi. Nhà họ xuất rồng, những người này ở trong người bình thường càng là nhân trung long phượng. Các cậu nghe đây, ông Đồ sẽ sắp xếp vị trí quan trọng cho các cậu tiếp quản, từ bây giờ trở đi, mấy người các cậu chính là niềm hy vọng sau này của nhà họ Lâm tôi. Tuân theo lệnh của gia chủ. Những người trẻ tuổi này đồng thanh đáp. Chương 1291 chia quyền. Lâm Thanh Diện hài lòng gật đầu. Anh biết rõ, một gia tộc lớn nếu muốn tồn tại không ngã, vậy thì nhất định phải đưa vào dòng máu mới. Người trẻ tuổi khí huyết tràn đầy, tinh lực cường thịnh, đồng thời cũng có thể loại bỏ cái cũ tạo ra cái mới, chỉ cần lịch luyện thêm, tự nhiên có thể độc bá một phương diện. Anh lúc đó cũng là như thế, sau khi trải qua bao gian khổ tủi nhục mới đứng ở vị trí cao nhất của nước C như hiện nay. Từ trong ánh mắt tự tin của những người trẻ tuổi này, anh liền có thể phán đoán ra, những người này ngày sau tất là người uy chấn thiên hạ. Đúng rồi, thiếu chủ. Lúc này, Lâm Ngọc Hàng nói, khoảng thời gian trước gia tộc Tiểu Lâm ở đảo quốc tiến quân nước C, không biết Hứa Tổng có nói với anh chưa? Gia tộc Tiểu Lâm sao? Lâm Thanh Diện nhếch môi, người cậu nói là vị Tiểu Lâm thuần nhất đó. Lâm Ngọc Hàng gật đầu, không sai, lúc đó anh ta tới rất là dũng mãnh, nhìn trông đối với thị trường ăn uống của nước C tất phải có được, chỉ là không biết tại sao, trước đó mấy hôm, đột nhiên tuyên bố rút ra khỏi thị trường nước C, tôi nghi ngờ trong này có khuất tất. Vũ Hàng nói đúng, Lâm Thanh Diện, Tiểu Lâm thuần nhất này có khí thế nuốt trọn ngành ăn uống của nước C, bây giờ rút khỏi, không biết trong hồ lô có bán thuốc gì không? Hứa Bích Hoài cũng nói vào tối qua hai người tiểu biệt thăng tân hôn, cô ngược lại không có nhắc tới những chuyện này với Lâm Thanh Diện. Người đảo quốc ai cũng âm hiểm giảo hoạt, chúng ta không thể không phòng. Không sao, có điều bây giờ gia chủ trở về rồi, muốn chiếm lĩnh thị trường của nước C, trước tiên phải hỏi nhà họ Lâm chúng ta có đồng ý hay không? Mọi người dần dần nói. Đâu từng nghĩ, Lâm Thanh Diện quả thật không hề để tâm. Tiểu Lâm thuần nhất và anh gặp mặt hai lần, sợ rằng hai lần gặp mặt này, sẽ khiến Tiểu Lâm thuần nhất nhớ đến cuối đời. Lâm Thanh Diện bất luận là tiền tài hay thực lực đều đã là thoát khỏi sự tồn tại của người phàm. Tiểu Lâm thuần nhất vừa nhìn thấy Lâm Thanh Diện thi triển thực lực đâu còn dám có nửa điểm tham vọng chiếm lấy ngành ăn uống của nước C, sớm chuồn đi mới là đường ra duy nhất. Chuyện này không cần để tâm. Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói. Mọi người gật đầu, Lâm Thanh Diện nói như thế, không cần bàn là cho bọn họ uống một viên định tâm hoàn rồi. Cuộc họp kết thúc, mọi người tản đi, trong phòng khách chỉ còn lại Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài. Ra đây đi. Ánh mắt của Lâm Thanh Diện sắc bén, không lâu sau, Vân Sơn và Tú Nương hai người đứng ở trước mặt Lâm Thanh Diện. Tú Nương mỉm cười nhìn Lâm Thanh Diện, mà Vân Sơn ở một bên là nhíu mày, đối với thân sắc này của Tú Nương rất là khinh bỉ. Bích Hoài, em về phòng đợi anh trước. Anh lát nữa sẽ qua, Lâm Thanh Diện trầm giọng nói. Anh còn muốn, Hứa Bích Hoài xấu hổ hỏi, tối qua vừa tới, sao lúc này mới qua một buổi sáng, anh lẽ nào lại có muốn rồi sao? Lâm Thanh Diện cười bất lực nói, em đừng quên, độc trong người em còn chưa giải. Hứa Bích Hoài càng đỏ bừng, cúi đầu rời khỏi đại sảnh. Chủ nhân, cậu kêu hai chúng tôi hiện thân vào lúc này là có chuyện gì? Tú Nương mở miệng, vừa nói, vừa dùng tay áo rộng che đôi môi, chỉ dùng đôi mắt mị hoặc đó nhìn Lâm Thanh Diện. Con rối đáng chết, hai người biết tội chưa? Lâm Thanh Diện đanh giọng nói. Chủ nhân! Nụ cười của Tú Nương lập tức biến mất, cô ta không ngờ Lâm Thanh Diện sẽ đột nhiên nổi giận với mình. Chủ nhân bớt giận, thuộc hạ lúc đó không có ngăn được Tú Nương, nếu chủ nhân trừng phạt thì trách phạt cả tôi nữa. Vân Sơn ở một bên vội nói. Lâm Thanh Diện nhìn hai người bọn họ ánh mắt bình tĩnh, khiến người ta không đoán ra anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Anh từ từ đi tới trước mặt hai người, sau đó nói với Tú Nương, hành vi tối qua của cô rất không có quy tắc, cô thân là khôi lỗi, thân hình ma mị, nhưng việc riêng tư của người khác cũng là chuyện cô có thể nhòm ngó sao. Chủ nhân, tôi không biết chỉ là nghe tiếng giường mà thôi, chắc cũng không phải là tội lớn gì, Tú Nương uất ức nói. Cô nói cái gì, nghe tiếng giường. Lâm Thanh Diện đột nhiên cạn lời, Tú Nương này từ cổ đại tới mà lại phóng khoáng như vậy sao?
Tóm lại, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra lần thứ hai, nghe thấy chưa? Lâm Thanh Diện trầm giọng nói. Lệnh của chủ nhân, Tú Nương biết rồi. Lâm Thanh Diện nhìn hai người bọn họ, nói tiếp, vừa rồi khi nguy hiểm, Vân Sơn đứng ra thay cô nói chuyện, cô nghe thấy rồi chứ? Tú Nương gật đầu, đầu gỗ này cứ là như thế, lại không phải là lỗi của ông ta, cứ muốn đem trách nhiệm đổ lên người mình. Lâm Thanh Diện khẽ mỉm cười, sau đó lại đanh mặt nói, tóm lại cô nếu đã làm sai chuyện thì tự nhiên phải chịu trừng phạt. Chủ nhân, Tú Nương cúi đầu, sự uy nghiêm của Lâm Thanh Diện cô ta tự nhiên không dám làm trái, cũng không có thực lực kháng cự. Chủ nhân, nếu muốn trừng phạt Tú Nương thì thêm cả tôi nữa, Vân Sơn trầm giọng nói. Ông thật sự bằng lòng. Lâm Thanh Diện đến trước mặt Vân Sơn hỏi, Vân Sơn gật đầu. Nếu như, sự trừng phạt của tôi là đem hai khôi lỗi các người phong ấn trên cột đá, ông cũng bằng lòng ở cùng Tú Nương sao? Lâm Thanh Diện hỏi. Phong ấn. Tú Nương giật mình, khóe môi của Vân Sơn cũng run rẩy. Phong ấn khôi lỗi, đối với khôi lỗi mà nói tính là trừng phạt nghiêm trọng nhất rồi. Ngoài không thể động đậy được ra, còn phải 24 giờ chịu đau đớn thấu xương mà phong ấn mang lại. Vân Sơn, nếu ông không bằng lòng cũng không sao, tôi sẽ không trách tội, dù sao, người đầu trò trong chuyện này, chỉ là một mình Tú Nương. Lâm Thanh Diện lạnh lùng hỏi, không hề có ý đùa. Tôi bằng lòng, Vân Sơn cúi đầu nói, thái độ kiên quyết. Đầu gỗ, đồ đầu gỗ, ông xem ông là ai chứ, tại sao còn muốn cùng tôi chịu nỗi khổ này? Tú Nương mắng to. Nhưng Vân Sơn đứng ở đó như ngọn núi, biểu cảm quyết tuyệt, không có dao động. Chủ nhân, cậu đừng nghe đầu gỗ nói linh tinh, cậu nếu là trừng phạt thì trừng phạt một mình tôi, một ngày cũng được, 10 năm cũng được, tôi đều cam tâm tình nguyện bị cậu phong ấn, Tú Nương nói. Lâm Thanh Diện nhìn hai người trước mặt, 3 giây sau, trên mặt lộ ra nụ cười. Chàng có lòng nàng có ý, hai người ngược lại là rất xứng đôi. Tú Nương và Vân Sơn đồng thời sững ra, chủ nhân, cậu đang nói cái gì? Lâm Thanh Diện cười nói, vừa rồi chẳng qua là khảo nghiệm hai người, bây giờ xem ra, hai người chắc có hảo cảm nhiều năm với nhau rồi, nếu không, sao lại suy nghĩ cho đối phương như vậy? Đâu có, cậu nói như vậy thật sự là oan cho tôi rồi, đầu gỗ này, ai sẽ thích ông ta chứ? Tú Nương bĩu môi nói. Vân Sơn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là một mực xua tay từ chối. Được rồi. Vừa rồi nói rồi, nếu đã bắt buộc phải trừng phạt vậy thì trừng phạt hai người kết thành vợ chồng đi. Đây là mệnh lệnh của tôi, không được phép kháng cự. Lâm Thanh Diện trầm giọng nói. Chủ nhân, tôi Tú Nương nhìn trông rất là khẩn trương, trên mặt vậy mà còn có biểu cảm hơi xấu hổ. Chủ nhân, không thể làm như vậy, tôi và Tú Nương, chuyện này, căn bản không được. Vân Sơn con người thành thật này cũng khẩn trương nói. Tú Nương vừa nghe thì nổi giận, đi tới nhéo tai của Vân Sơn đáng chết, chê bai bà đây như vậy, chẳng lẽ bà đây không xứng với ông sao? Đâu, đâu có, tôi chỉ là lo lắng cô xem thường tôi mà thôi, cô nhẹ tay thôi, Vân Sơn nói, nhưng một chút ý muốn giấy ra cũng không có. Lâm Thanh Diện tách hai người ra cười nói, được rồi, chuyện đánh yêu mắng yêu, đợi khi tôi không có ở đây hai người lại làm tiếp, bây giờ, tôi có một nhiệm vụ rất quan trọng cần hai người đi hoàn thành. Nhiệm vụ gì? Vân Sơn Tú Nương nhìn Lâm Thanh Diện, đồng thanh hỏi. Chương 1292, giải độc. Lâm Thanh Diện lấy ra một bức thư, sau đó trầm giọng nói, ngoài biển có một hòn đảo nhỏ, nơi đó có sư huynh đệ của tôi, ông báo ra tên của tôi, đưa bức thư này cho bọn họ đọc bức thư tự sẽ hiểu. Vân Sơn gật đầu, cất kỹ bức thư. Chúng tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Thanh Diện hài lòng gật đầu, cười nói, đám sư huynh đệ đó của tôi, bình thường thích đùa với người khác, khi cần thiết hai người có thể để lộ thực lực của mình, bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Hiểu rồi, hai người gật đầu. Sự việc không thể chậm trễ, hai khôi lỗi trực tiếp rời khỏi đại sảnh. Đợi sau khi hai khôi lỗi rời khỏi, thần sắc của Lâm Thanh Diện trở nên nghiêm nghị. Trên thư đã viết rồi, kêu các sư huynh đệ trên đảo nhỏ, 15 ngày sau tập trung ở Dược Thần Cốc. Thương nguyên giới sắp tiến công, Lâm Thanh Diện bắt buộc phải tìm một nhóm người đáng tin cùng nâng cao thực lực dùng để đối kháng với thương nguyên giới. Trảm Thiên Minh, Lâm Thanh Diện lúc đầu khi nảy ra cái tên này thì đã tính toán rồi, có một ngày phải quyết chiến với thương nguyên giới. Chỉ là không ngờ thời gian này đến vậy mà nhanh như vậy. Trước khi quyết chiến cuối cùng tới, Lâm Thanh Diện còn có một chuyện phải làm, lúc này, Hứa Bích Hoài vẫn đang đợi anh ở trong phòng. Bên căn phòng của Lâm Thanh Diện, hai người ngồi đối diện nhau. Lâm Thanh Diện lấy ra viên đan dược thần cấp Bách Linh đan màu vàng kim đó ra.
Bích Hoài, đây là đan dược anh đặc biệt luyện chế vì em, độc mà em chúng là độc của chuyển hồn đan, em uống viên đan dược này, chắc sẽ có hiệu quả, Lâm Thanh Diện nói. Hứa Bích Hoài nhận lấy viên đan dược này, nhìn vẻ ngoài thì có thể nhìn ra viên đan dược này không phải là vật phàm. Anh là nói, viên đan dược này là anh luyện thành sao? Hứa Bích Hoài hỏi, em trước đây sao không biết anh còn biết luyện đan chứ? Lâm Thanh Diện gật đầu, khế cười nói, lần này tới Dược Thần Cốc anh chính là cố tình tìm kiếm phương thuốc có thể giải độc dược trong cơ thể của em. Bách Linh đan này chính là đan dược chân quý nhất trên thế giới này, cả thế giới, sợ rằng cũng chỉ có một viên này. Cả thế giới chỉ có một viên. Hứa Bích Hoài nhìn đan dược bé xíu trong tay, càng cảm thấy sự thần kỳ và sự chân quý của đan dược. Uống đi, Lâm Thanh Diện dịu dàng nói, mà trên thực tế, anh cũng rất mong chờ, Bách Linh Đan đã trở thành đan dược thần cấp, có phải là lợi hại như trong truyền thuyết, đối với độc dược của thương nguyên giới, cũng có hiệu quả hay không? Hứa Bích Hoài không do dự thêm nữa, viên đan dược này ẩn chứa sự thật lòng mà Lâm Thanh Diện đối với cô quyết không thể cô phụ. Uống viên đan dược Hứa Bích Hoài mới đầu không có cảm thấy có gì khác thường. Nhưng sau đó, cô lại đột nhiên cảm thấy, phần bụng của mình truyền tới một trận ấm nóng. Sự ấm nóng như này bỗng khiến cô cảm thấy rất thoải mái, sau đó, luồng ấm nóng trong bụng truyền khắp toàn thân. Lâm Thanh Diện ở đối diện không dám chậm trễ, hồn lực của anh tản ra, hy vọng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể của Hứa Bích Hoài vào lúc này. Sau đó, anh cảm nhận rõ được độc trong chuyển hồn đan lúc đầu được linh mộc chỉ khí của Lý Mộ Bạch áp chế đó, rất nhanh, lại bị một luồng khí nóng bao trùm lấy. Mà điều càng thần kỳ hơn, ở dưới sự bao trùm của luồng khí nóng này, độc tính của chuyển hồn đan từ từ hoặc là bị hòa tan, hoặc là bị dung hợp. Em cảm thấy như thế nào? Lâm Thanh Diện căng thẳng hỏi. Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện có hơi mê mang. Do sự tương trợ mạnh mẽ của Lý Mộ Bạch, độc tính của chuyển hồn đan vốn bị áp chế một năm, ở trong một năm này, Hứa Bích Hoài vốn không cảm thấy có bất kỳ sự khác thường gì. Mà bây giờ, bản thân cô cũng không chắc chắn độc trong cơ thể có được giải hay chưa. Em không biết, em chỉ cảm thấy em bây giờ không tệ, không có bất kỳ cảm giác gì không thích hợp, ngược lại, khá là thoải mái, Hứa Bích Hoài thành thật trả lời. Lâm Thanh Diện gật đầu, lần nữa phát ra hồn lực. Lần này, anh cẩn thận dùng hồn lực cảm nhận mỗi một địa phương trong cơ thể Hứa Bích Hoài, điều khiến Lâm Thanh Diện bất ngờ là lần này, anh không có phát hiện dấu vết tồn tại của chuyển hồn đan rồi. Lâm Thanh Diện phấn khích nhìn Hứa Bích Hoài, để lại nụ hôn sâu trên trán đối phương. Bích Hoài, độc trong cơ thể em đã giải rồi. Thật sao? Hứa Bích Hoài cũng bất ngờ. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Lâm Thanh Diện, trong hốc mắt của cô tràn ngập nước mắt. Em biết, em luôn biết anh nhất định có thể làm được. Hứa Bích Hoài bật khóc nói, cô đây là khóc trong hạnh phúc. Người đẹp rơi lệ, Lâm Thanh Diện liền ôm đối phương vào trong lòng. Không hổ là đan dược thần cấp, nếu đổi thành cấp hoàn mỹ, Lâm Thanh Diện vẫn không biết có nắm chắc lớn như vậy không. Khoảng thời gian này, biết độc tính trong cơ thể mình chỉ được áp chế trong một năm, Hứa Bích Hoài tuy vẻ ngoài nhìn trông không có chuyện gì, nhưng mỗi khi tới đêm khuya, trong lòng vẫn là có hơi xoắn xuýt. Trên thế giới này, đã có quá nhiều sự ràng buộc với cô, không chỉ là Lâm Thanh Diện người mà cô yêu, còn có cô con gái nhỏ đáng yêu đó của cô. Nếu như thật sự có một ngày rời khỏi hai người, không thể tận mắt nhìn Nhất Nặc trưởng thành, Hứa Bích Hoài cũng không biết cô nên đối mặt như thế nào với một ngày này. Lâm Thanh Diện, cảm ơn anh, Hứa Bích Hoài khẽ nói. Cô có thể sống lại lần nữa, hoàn toàn là công lao của Lâm Thanh Diện. Đều là vợ chồng già rồi, nói cái này quá xa lạ rồi, Lâm Thanh Diện cười nói. Nhìn thấy trong cơ thể của Hứa Bích Hoài không còn độc tính nữa, đây cũng là chuyện Lâm Thanh Diện vui mừng nhất. Nếu ngày sau lúc đối mặt với thương nguyên giới, anh liền bớt đi một phần lo lắng. Nhớ tới trước kia khi anh ở nhà em và người nhà của em còn đối với anh như vậy, bây giờ xem ra thật là chúng em sai rồi, Hứa Bích Hoài nói. 3 năm ở rể, người của nhà họ Hứa quả thật không có cho Lâm Thanh Diện sắc mặt tốt gì cả, ngay cả Hứa Bích Hoài lúc đầu cũng như thế. Chỉ là điều khác với Tống Huyền Khanh bọn họ là Hứa Bích Hoài càng là hy vọng người đàn ông này ở bên cạnh cô có thể trưởng thành một chút, tiến bộ một chút. Nhưng, điều tuyệt đối không ngờ là, cho dù là Lâm Thanh Diện của ban đầu cũng đã là người đàn ông đứng trên đỉnh phong của nước C, càng không cần nói với bây giờ, Lâm Thanh Diện đã bước chân vào thần cảnh, mấy chuyện trong đô thị cũng được, phân tranh cũng được, ở trong mắt anh, chẳng qua chỉ là mây khói. Không sao, trên thực tế, anh ngược lại khá cảm ơn mẹ vợ đầu tiên đó của anh, nếu không phải là bà ta, năng lực chịu đựng trong lòng anh sợ rằng còn không lớn mạnh như vậy, Lâm Thanh Diện nửa đùa nửa nghiêm túc nói.
Hứa Bích Hoài nhìn nụ cười trên mặt Lâm Thanh Diện, đột nhiên có hơi thất thần. Lâm Thanh Diện, không biết tại sao em cứ cảm thấy có một ngày anh sẽ rời xa em, anh ưu tú như vậy, mà em lại. Lời của Hứa Bích Hoài còn chưa nói xong, liền bị Lâm Thanh Diện dịu dàng cắt ngang. Bích Hoài, em là người phụ nữ của anh, mặc kệ anh sau này bay được bao xa, bay cao bao nhiêu, sợi dây đó mãi mãi ở trong tay em. Hứa Bích Hoài nhất thời nước mắt rưng rưng, nhìn ánh mắt chân thành của Lâm Thanh Diện. Bích Hoài, em phải nhớ thứ anh cần không chỉ là chúng tôi kiếp này bên nhau, 100 năm, 200 năm, cho dù là 1000 năm, anh đều muốn cùng em với cả Nặc Nặc ở bên nhau. Lâm Thanh Diện nói. Khóe môi của Hứa Bích Hoài mang nụ cười, anh nói linh tinh cái gì thế, đâu có ai có thể sống từng tuổi đó, thật phải sống 1000 năm, vậy em há không phải là răng rụng hết, tóc cũng bạc trắng, làn da toàn là nếp nhăn sao, em mới không thèm, em chỉ cần đời này kiếp này chúng ta có thể ở bên nhau, bình an trải qua là được rồi. Trong mắt Lâm Thanh Diện mang ý cười, nhớ Lý Mộ Bạch hôm đó giúp em khám bệnh không? Đương nhiên nhớ rồi, em còn nói, hôm nào em nhất định phải đích thân cảm ơn ông ấy, Hứa Bích Hoài gật đầu nói. Ông ấy, đã hơn 200 tuổi rồi, Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói. Cái gì, ông ấy, hơn 200 tuổi sao? Lâm Thanh Diện, anh có phải là sốt rồi nói linh tinh không? Hứa Bích Hoài kinh ngạc hỏi, câu nói này thật sự thay đổi thế giới quan của cô. Đối với phản ứng của Hứa Bích Hoài, Lâm Thanh Diện sớm có chuẩn bị trong lòng, em nhìn anh giống như có dáng vẻ bị bệnh sao. Hứa Bích Hoài để mu bàn tay lên trán Lâm Thanh Diện, quả thật Lâm Thanh Diện không có bất kỳ sự bất thường nào. Những gì anh nói đều là sự thật, mới đầu anh cũng giống như em, cho rằng đây là chuyện không thể nào, nhưng bây giờ, sau khi anh bước vào con đường tu hành liền biết tuổi thọ của chúng ta tăng theo thực lực đều là có thể kéo dài, Lâm Thanh Diện thành thật nói. Thật thật sao? Hứa Bích Hoài cẩn thận hỏi, trong lòng cô vẫn là không dám tin. Lâm Thanh Diện gật đầu, nhìn vào mắt của Hứa Bích Hoài nói, Bích Hoài, em tin anh, mỗi câu anh nói đều là thật. Anh hơi khựng lại, nói tiếp, đợi sau khi anh làm xong một chuyện quan trọng, liền dẫn em và Nặc Nặc cùng tu hành, một nhà ba người chúng ta phải mãi mãi ở bên nhau. Hứa Bích Hoài khẽ mỉm cười gật đầu, lời này nếu như là người khác nói, cô nhất định cho rằng người đó ra khỏi cửa quên uống thuốc mà nói linh tinh. Nhưng, lời này do Lâm Thanh Diện nói ra, Hứa Bích Hoài liền chọn lựa tin tưởng vô điều kiện. Quá nhiều chuyện trước đó đã chứng minh chuyện mà Lâm Thanh Diện làm, những chuyện nhìn trông giống như là nói khoác đó, anh đều thực hiện rồi. Nhắc tới Nặc Nặc, Lâm Thanh Diện nắm tay của Hứa Bích Hoài nói, đi thôi, chúng ta cùng đi xem Nặc Nặc. Chương 1293 ở Hiền gặp lành. Biệt viện của nhà họ Lâm, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đứng ở cửa. Chị Tuệ Phương, Lâm Thanh Diện trở về rồi. Hứa Bích Hoài nói. Vừa nói xong thì nghe thấy tiếng bước chân bịch 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 bên trong. Tiểu Nặc Nặc đáng yêu rảo bước đi tới cửa. Cô bé nhấp đôi mắt to long lanh này, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Thanh Diện lộ ra nụ cười rạng rỡ. Lao thẳng vào Lâm Thanh Diện một tay ôm lấy cô bé. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của Nặc Nặc trở nên càng rạng rỡ hơn. Ba. Một tiếng, ba, này, Lâm Thanh Diện ở trong mơ không biết đã nghe bao nhiêu lần, nhưng trước nay chưa từng có cảm giác chân thật như hôm nay. Lập tức hốc mắt của Lâm Thanh Diện có hơi ươn ướt, thời gian dài như vậy, nếu như nói, Lâm Thanh Diện trước đây, báo thù, đoạt lại vị trí gia chủ là động lực để anh kiên trì tiếp, vậy bây giờ Tiểu Nặc Nặc chính là khiến Lâm Thanh Diện cảm thấy tất cả mọi thứ anh bỏ ra đều là xứng đáng. Nặc Nặc ba rất nhớ con, Lâm Thanh Diện nói, hôn một cái trên trán của Nặc Nặc. Tôn Tuệ Phương đeo tạp dề ở một bên mỉm cười, một nhà ba người hạnh phúc như vậy, là hình cảnh tuyệt đẹp như vậy. Hôm nay, chúng ta đâu cũng không đi, chị Tôn, chị nấu chút gì ăn, chúng em cùng Nặc Nặc chơi một lúc, Hứa Bích Hoài nói. Được, tôi biết rồi. Tôn Tuệ Phương nói, xoay người đi vào bếp. Ba con muốn xích đu. Nặc Nặc nói. Lâm Thanh Diện cười nhìn cô bé, xem ra cô bé này trí nhớ ngược lại không tồi, anh lần trước khi tới đây, liền huyễn hóa một chiếc xích đu, dùng để cho con bé chơi. Được, có điều lần này, ba sẽ làm một cái xích đu thật cho con. Lâm Thanh Diện thần bí cười nói. Sau đó, anh đi vào một gian để đồ linh tinh trong biệt viện của nhà họ Lâm, ở bên trong lấy ra dụng cụ cần thiết. Cộng thêm ghế ngồi, dây thừng, buộc chặt dây thừng ở hai đầu, những công đoạn này đều do một mình Lâm Thanh Diện hoàn thành. Không lâu sau, một chiếc xích đu đã làm ra. Ba thật giỏi. Tiểu Nặc Nặc vui vẻ vỗ tay, lúc này, Lâm Thanh Diện ở trong lòng cô bé nhất định là sự tồn tại như anh hùng. Lâm Thanh Diện bế Lâm Nhất Nặc ngồi trên xích đu, hai người chơi rất là vui vẻ.
Bích Hoài ở một bên đứng ngồi không yên nhắc nhở Lâm Thanh Diện cẩn thận đừng để bị ngã, nhưng Tiểu Nặc Nặc lại yêu cầu Lâm Thanh Diện đẩy cao hơn. Đường đường thiếu chủ của nhà họ Lâm tự nhiên là nghe mệnh của con gái rồi, hồn lực của anh thầm phát ra, mỗi lần đều đẩy xích đu đến cực hạn. Lúc này, Tiểu Nặc Nặc rõ ràng rất là vui vẻ, căn bản không có cảm giác sợ hãi. Trong lòng Lâm Thanh Diện thầm nghĩ, không hổ là con gái của mình, thừa hưởng sự dũng cảm của mình. Bên này nghĩ rồi, lực chú ý của Lâm Thanh Diện lại toàn hoàn đặt trên người của Tiểu Nặc Nặc, thần hồn cũng đang bất giác bảo vệ Tiểu Nặc Nặc. Dù sao xích đu đẩy rất cao, không thể có bất cứ sự sai sót nào. Đột nhiên, tâm thần của Lâm Thanh Diện khế động, anh thấp thoáng cảm thấy, ở trong cơ thể nhỏ nhắn của Nặc Nặc hình như tồn tại thứ gì đó thần kỳ. Thần hồn chi lực của anh cẩn thận tiến vào thăm dò, lần thăm dò này, Lâm Thanh Diện có phát hiện lớn. Ở trong cơ thể của Nặc Nặc, Lâm Thanh Diện vậy mà cảm nhận được sự tồn tại của thần hồn. Nhưng điều khác với người nhỏ màu vàng trong đầu anh là bây giờ, đại biểu thần hồn của Nặc Nặc chỉ có một chồi non to bằng hạt đậu, đang ở giai đoạn nảy mầm, còn chưa thể thức tỉnh. Nhưng điều này đủ chứng minh, Lâm Nhất Nặc cũng là một người có thần hồn bẩm sinh, còn thần hồn thức tỉnh cũng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lâm Thanh Diện không khỏi cảm thán, vì sự phát hiện của mình mà phấn khích không thôi. Anh là người có thần hồn bẩm sinh, hơn nữa thần hồn thức tỉnh, biết rõ điều này đối với tu hành có chỗ tốt rất nhiều. Thể chất như này, không đi tu hành quả thật là quá lãng phí rồi. Chỉ là, Nặc Nặc hiện nay tuổi tác vẫn là quá nhỏ, ít nhất cũng phải tới 5-8 đến 10 tuổi mới có thể tiếp xúc với con đường tu hành. Có điều, như thế đã đủ rồi, trong nháy mắt Lâm Thanh Diện đối với việc anh tương lai cùng tu hành với vợ con, tràn ngập lòng tin. Vui chơi xong, Lâm Thanh Diện đem Tiểu Nặc Nặc còn chưa ý thức tới nhảy từ trên xích đu xuống. Ba người ngồi trước bàn ăn, mà Tôn Tuệ Phương thì đứng ở một bên. Chị Tôn, mọi người đều là người một nhà, chị ngồi xuống đi, Lâm Thanh Diện khẽ nói. Tôn Tuệ Phương gật đầu, khẽ mỉm cười ngồi xuống. Chị chăm sóc Nặc Nặc tốt như vậy, tôi thật sự không biết nên cảm kích chị như nào, Lâm Thanh Diện nói. Phải đó, bà Tôn đối với Nặc Nặc tốt nhất, mỗi lần có gì ngon đều cho con ăn trước, hơn nữa còn rất thương con, Nặc Nặc chu cái miệng nhỏ cất tiếng. Tôn Tuệ Phương có hơi ngại mà mỉm cười, Tiểu Nặc Nặc đáng yêu như vậy, hơn nữa cậu Lâm đối với tôi lại tốt như vậy, tôi tự nhiên phải chăm sóc thật tốt cho cô bé, không thể phụ sự hy vọng của hai người. Lâm Thanh Diện nhìn Hứa Bích Hoài, nhàn nhạt nói, Bích Hoài, em thấy như này thì sao, nhà họ Lâm chúng ta ở Kinh Đô khoảng thời gian trước có phải là vừa phát triển một khu bất động sản không? Không sai, trang viên Lâm Thị, là chuyên để kinh doanh bất động sản cao cấp, Hứa Bích Hoài đáp. Cô chăm lo cho nhà họ Lâm lâu như vậy, đối với sản nghiệp của nhà họ Lâm cô tự nhiên rất rõ. Vị trí của trang viên Lâm Thị cũng không tệ, cách biệt thự của nhà họ Lâm chúng ta cũng không tính quá xa, không bằng ở đó chọn một căn biệt thự có vị trí đẹp tặng cho chị Tôn đi, em thấy như nào? Anh là gia chủ, anh nói là được, Hứa Bích Hoài cười nói. Vậy thì quyết định như vậy đi. Lâm Thanh Diện nhìn Tôn Tuệ Phương nói, chị Tôn, cái này xem như một chút tâm ý của chúng tôi đối với chị tuy cũng không tính là quý giá gì, nhưng xin chị hãy nhận lấy. Cậu chủ. Tôn Tuệ Phương kinh ngạc không nói lên lời. Trang viên Lâm Thị, đó chính là tiểu khu cao cấp nằm trên khu đất vàng ở Kinh Đô. Người sống bên trong không phú thì quý. Điều quan trọng hơn là, đất của nơi đó tấc đất tấc vàng, một căn biệt thự trong trang viên Lâm Thị, giá thị trường đã vượt qua 100 tỷ. Tôn Tuệ Phương vội nói, tôi cũng không có làm được chuyện gì lớn, cái này tuyệt đối. Không, cậu chủ, cái này quá quý giá rồi, tôi không thể nhận, không thể cậu đối với tôi như vậy, sẽ khiến tôi ăn ngủ khó yên. Lâm Thanh Diện khẽ cười nói, chị Tôn, cái này chị đừng từ chối nữa, lúc đầu tôi đưa chị từ Hồng Thành tới Kinh Đô chính là nhìn chúng sự lương thiện tận tâm trên người chị, đối với chúng tôi cũng là một lòng một dạ. Còn làm chuyện lớn mà chị nói, tôi ngược lại không đồng tình, chị có thể dạy Tiểu Nặc Nặc ngoan ngoãn như vậy, đối với Lâm Thanh Diện tôi mà nói, chính là một chuyện quá tốt rồi. Cái này, Tôn Tuệ Phương nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Được rồi, chị Tôn, đây là thứ chị nên có, em và Lâm Thanh Diện bình thường tương đối bận, những gì chị bỏ ra càng nhiều hơn, hơn nữa chị cũng biết tính cách của Lâm Thanh Diện, đồ mà anh ấy tặng đi còn chưa từng thu lại, với cả, không phải chỉ là một căn biệt thự thôi sao, đối với Lâm Thanh Diện mà nói cũng không tính là gì, Hứa Bích Hoài nói. Vậy được rồi, Tôn Tuệ Phương lúc này mới miễn cưỡng đồng ý. Bởi vì một câu nói của Lâm Thanh Diện, Tôn Tuệ Phương người thành thật trước kia, trong thời gian một ngày, trở thành người giàu có tài sản cố định hơn 100 tỷ.
Con gái Lục Hân Giao đó của chị chắc sắp tốt nghiệp tốt nhỉ, nếu công việc của cô ấy còn chưa có sắp xếp được có thể bảo cô ấy đến kinh đô trước, tôi có thể sắp xếp vào làm việc trong sản nghiệp của nhà họ Lâm chúng tôi trước, Lâm Thanh Diện hỏi. Thật sao cậu chủ? Tôn Tuệ Phương cảm kích nhìn Lâm Thanh Diện. Lục Hân Giao hôm nay vừa năm tư, nói là năm tư, trên thực tế rất nhiều người đã lục đục tìm công việc mà con gái của bà ta thành tích ưu tú cũng được không ít công ty nhìn chúng rồi. Chỉ là, Lục Hân Giao một lòng muốn tới kinh đô, cô ta cũng không phải là lưu luyến sự phồn hoa của kinh đô, chỉ là cảm thấy mẹ của mình một mình ở kinh đô cần phải có người chăm sóc. Một tới hai đi này, chuyện công việc ngược lại bị trì hoãn. Những gì tôi nói đương nhiên là thật rồi. Người ta, đúng rồi, cô gái đó xinh đẹp lại lương thiện, cậu phải tự mình nắm cho chắc. Nói rồi, cúp máy. Tôn Tuệ Phương kích động không thôi, suýt nữa quỳ trước Lâm Thanh Diện. Tôi kiếp trước rốt cuộc là tu được phúc đức gì kiếp này vậy mà có thể gặp được người tốt như hai người, thật là quá cảm ơn rồi, Tôn Tuệ Phương nói. Ở hiền gặp lành. Lâm Thanh Diện bình thản nói. Chương 1294, có khách quý. Buổi tối, Lâm Thanh Diện và Bích Hoài nằm ở trên giường. Ban ngày chơi cả một ngày, Tiểu Nặc Nặc đã buồn ngủ không chịu được kẹp ở giữa hai người ngủ say. Khóe miệng của cô bé cong lên, lông mi dài khẽ rung rung, rõ ràng Tiểu Nặc Nặc lúc này nhất định đang nằm mơ một giấc mơ đẹp. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài hai người nhìn Tiểu Nặc Nặc ngủ say, vẻ mặt đều là nụ cười hạnh phúc. Có lẽ qua hai ngày nữa anh lại phải rời đi rồi. Vốn dĩ bàn tay đang vỗ nhẹ Tiểu Nặc Nặc đột nhiên dừng ở trung không, ánh mắt của Hứa Bích Hoài tối đi. Mới trở về thì phải đi sao? Hứa Bích Hoài hỏi. Lâm Thanh Diện gật đầu, Bích Hoài, em dậy đi, có vài chuyện rất cần thiết phải nói với em. Nhìn thấy ánh mắt ngưng trọng của Lâm Thanh Diện, Hứa Bích Hoài gật đầu. Hai người cùng đi tới vườn, lúc này đã là đêm khuya, ngoài vài tiếng côn trùng ra, xung quanh vườn lộ vẻ tương đối yên tĩnh. Nhìn thấy thế giới này rồi chứ? Mọi thứ rõ ràng là tuyệt đẹp bình yên như vậy, ánh mắt của Lâm Thanh Diện nhìn về những ngôi sao ngoài kia, khẽ nói. Hứa Bích Hoài mặt mày yên tĩnh, hai người cứ ngồi ở vườn ngoài ban công như vậy, khoảnh khắc này, ấm áp mà tuyệt đẹp. Nhưng có người chính là muốn phá vỡ sự bình yên này. Lâm Thanh Diện nói tiếp mà chuyện anh bây giờ phải làm chính là phải đánh bại người này, chỉ là thực lực của những người đó rất mạnh, thậm chí anh cũng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Lâm Thanh Diện, Hứa Bích Hoài ngẩng đầu, ánh mắt lo lắng, anh chắc sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đó chứ. Lâm Thanh Diện đưa tay sờ mái tóc của cô cười nói, yên tâm, tạm thời sẽ không có chuyện. Vậy sau này thì sao? Hứa Bích Hoài vội hỏi. Sau này, Lâm Thanh Diện ngẩng đầu nhìn ngôi sao trên bầu trời thương nguyên giới, vậy rốt cuộc là tồn tại như thế nào, chỉ là Lý Mộ Bạch Quý Trường Thanh mỗi người bọn họ khi nhắc tới thương nguyên giới, trên mặt có thể nhìn thấy một tia lo lắng. Lâm Thanh Diện, em thật sự vô dụng, không thể vì anh làm chuyện gì cả. Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện có hơi thương cảm nói. Đồ ngốc, chỉ cần em giúp anh trông coi tốt cái nhà này, để anh không có gì phải lo nghĩ, chính là chuyện thành công nhất rồi. Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói. Lâm Thanh Diện, anh trước đây mặc kệ gặp phải bao nhiêu khó khăn đều có thể khắc phục, em tin tưởng lần này anh nhất định cũng có thể khắc phục khó khăn. Lâm Thanh Diện không có nhiều lời, chỉ là khẽ ôm lấy Bích Hoài. Đúng rồi, ba của em và tên mập bây giờ như thế nào rồi? Vết thương trên người bọn họ tốt hơn chưa? Lâm Thanh Diện hỏi. Hứa Bích Hoài cười nói, vết thương của bọn họ đã gần khỏi rồi, Từ Tài mỗi ngày chữa thương thay thuốc cho bọn họ ngược lại cũng vất vả. Lâm Thanh Diện gật đầu, trước khi đối chiến với Sở Nguyệt, tên mập bị Sở Nguyệt đánh bị thương, mà thương thế của Hứa Quốc Hoa càng thêm nghiêm trọng hơn. Nếu không phải là Lý Mộ Bạch đến kịp thời, sợ rằng Hứa Quốc Hoa đã rời khỏi thế gian lâu rồi. Tên mập đáng chết này, lẽ nào cậu ta không biết anh đã trở về rồi sao? Vậy mà không đến gặp anh, Lâm Thanh Diện cố ý nói. Anh ta ấy à, bây giờ ở chỗ Từ Tài theo sau Tú học y thuật đó, Hứa Bích Hoài cười nói. Cái gì, cậu ta học y thuật sao? Lâm Thanh Diện thấy khó tin. Thế giới này thay đổi quá nhanh, tên mập người không có nhẫn nại như này, vậy mà còn có thể tĩnh tâm đi học y thuật. Anh thấy cậu ta là để ý cô em gái tốt đó của em thì có, Lâm Thanh Diện cố ý hỏi. Ai biết chứ, dù sao bây giờ Tú có bản lĩnh rồi, có một đồ đệ để nó sai bảo, nó vui mừng còn không kịp. Hứa Bích Hoài nói. Được rồi. Dù sao ngày mai cũng không có chuyện gì, anh đi xem tên mập này, xem cậu ta rốt cuộc là thật lòng học y, hay là có ý đồ khác. Lâm Thanh Diện cười nói. Em đi cùng anh, ba em cũng ở đó, vừa hay cũng muốn đi thăm ba, Hứa Bích Hoài cũng nói. Sáng hôm sau,
Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài hai người mua rất nhiều quà đến phòng khám của Từ Tài ở Kinh Đô. Xin hỏi, hôm nay có ai khám bệnh không? Ở quầy lễ tân, một người đàn ông thân hình mập mạp nằm bò trên bàn, ở trước mặt anh ta là các loại sách liên quan đến dược liệu. Hôm nay số lượng đã kín, ngày mai đến sớm đi. Tên mập nhìn cũng không nhìn, không kiên nhẫn nói. Vậy sao, tôi cũng không có nhìn ai cả. Tôi nói kín rồi là kín rồi, anh đến từ đâu mà lắm lời như vậy, làm phiền ông nội mập đọc sách có biết tội chưa? Sau khi tên mập nói xong, lông mày nhíu lại, không kiên nhẫn ngẩng đầu liếc nhìn. Đối diện, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đang khẽ mỉm cười với anh ta. Đại ca, anh sao lại tới rồi? Tên mập vội đứng dậy, rảo bước đi tới. Giỏi lắm tên mập cậu, nhiều ngày không gặp tính khí tăng rồi đó. Lâm Thanh Diện võ mạnh vào người của đối phương, cười nói. Tên mập xấu hổ gãi đầu, đại ca em thật sự không biết là anh tới, vừa rồi em đang đọc sách đọc quá phiền, cho nên mới nói như thế, đúng rồi, lát nữa gặp sư phụ của em, anh tuyệt đối đừng nói cô ấy, nếu không, cô ấy lại nói em không đi kinh doanh đi. Sư phụ của cậu, ai? Lâm Thanh Diện trêu đùa nhìn đối phương. Là Tê Tú, tên mập có hơi ngại ngùng cúi đầu. Dù sao, tuổi tác của Tú còn ít hơn tên mập, bây giờ vậy mà thành sư phụ của anh ta, điều này khiến tên mập nói ra thì rất mất mặt. Ha ha, bảy, Lâm Thanh Diện cười to, xem ra khoảng thời gian này cậu ở dưới tay của Tú trải qua rất không vui vẻ nhỉ. Anh nói xem, cô nhóc đó, vừa dã man lại tùy hứng, anh xem, vậy mà kêu em trong thời gian một tuần đọc nhiều sách như vậy, đối với loại người vừa đọc sách thì muốn ngủ như em mà nói, điều này không phải là cố tình làm khó người ta sao? Tên mập nhíu mày nói. Khóe môi của Lâm Thanh Diện cong lên, ánh mắt cười quỷ dị nói, vậy sao? Cậu đây là đang nói lời xấu người ta à? Đương nhiên, có điều em cũng ở nói ở sau lưng, ở trước mặt cô ấy không dám nói, nếu không thì cô ấy sẽ đuổi em ra khỏi sư môn. Tên mập nói. Lâm Thanh Diện cười như không cười nhìn tên mập, sau đó nói, có điều tôi nghĩ, những lời cậu nói cô ấy chắc đều nghe thấy rồi, hay là cậu quay đầu lại? Cái gì? Tên mập giật mình, chậm chậm quay đầu lại. Ở đằng sau anh ta, Tú mặc một chiếc váy dài hai tay chống eo, vênh miệng, sắc mặt đã tức đến phát tím. Sư phụ sao lại tới rồi, hay là mọi người nói chuyện trước, tôi đi pha ly trà cho đại ca bọn họ, tên mập căng thẳng nói, co giò chạy. Tên mập, phạt anh buổi tối không được phép ăn cơm. Tú lớn tiếng nói, mà tên mập như một làn khói, sớm đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài nhìn nhau cười, sau đó Tú từ từ đi về phía Lâm Thanh Diện bọn họ. Chị anh rể, để hai người chê cười rồi, tên đồ đệ không được tích sự đó của em có lúc thật sự là khiến vi sư đau đầu. Tú già dặn nói, dáng vẻ rất là đáng yêu. Lâm Thanh Diện không kìm được ý cười, Hứa Quốc Hoa đâu? Còn cả sư phụ của em đâu, bọn họ sao không ở đây? Ồ, xem ra anh là cố tình đến gặp hai người bọn họ, chứ không từng nghĩ là tới thăm em. Tú giả bộ tức giận nói. Đâu có chứ, em xem, đây không phải cố tình mau qua cho em hay sao? Nói rồi, Lâm Thanh Diện rút ra một món quà từ trong đống đồ. Anh vẫn nhớ mua quà cho em à? Tú mang theo tâm trạng sự nghi ngờ và mong chờ mở món quà tinh tế này ra. Bên trong yên lặng đặt một chiếc kẹp tóc. Một chiếc kẹp tóc mà thôi, anh rể, không ngờ anh keo kiệt như vậy, Tú bĩu môi nói. Lâm Thanh Diện có hơi kinh ngạc nhìn Hứa Bích Hoài nói, anh keo kiệt sao? Hứa Bích Hoài cười nói, sau đó nói với Tú, chiếc kẹp tóc này chị và Lâm Thanh Diện sáng nay mua ở viện bảo tàng kim cương đánh bên trên, mỗi một viên đều đáng giá hàng tỷ, tổng cộng có 13 viên, không chỉ như thế, chiếc kẹp tóc này nghe nói năm đó một vị công chúa ở nước ngoài từng dùng, cũng là bảo bối mà người đó yêu quý nhất. Đây là thứ một công chúa của nước ngoài từng dùng. Điều khiến Tú có hơi kinh ngạc là, xem ra chiếc kẹp tóc này còn là một bảo vật truyền lại. Hứa Bích Hoài gật đầu, cười nói, em ở trong mắt Lâm Thanh Diện và chị chính là một nàng công chúa nhỏ, chiếc kẹp tóc này rất thích hợp với em. Cảm ơn chị. Tú vui vẻ cười nói, cẩn thận cất chiếc kẹp tóc này đi. Chỉ cảm ơn chị em không biết cảm ơn anh sao. Lâm Thanh Diện trêu đùa nói, đổi lại là cái mặt quỷ của Tú. Tư Tài đâu, ông ta sao không ra cùng em? Lâm Thanh Diện hỏi. Hôm nay có một vị khách quý đến ý quán của chúng em, sư phụ nói rồi, không cho chúng em làm phiền, như vậy em không phải cũng là bị đuổi ra ngoài rồi sao? Tú bĩu môi, xem ra bị Từ Tài đuổi ra, khiến cô ta có hơi không vui. Khách quý? Lâm Thanh Diện nheo mắt hỏi, là ai, em biết không? Chương 1295, cậu là nhà ảo thuật.
Em không biết, có điều nghe nói lai lịch rất lớn, là bác sĩ nổi tiếng ở phương Tây, nói là đặc biệt tới xin chỉ giáo với sư phụ của em. Tú nói, có điều em thấy anh ta không cảm thấy là người tốt gì cả, có điều sư phụ không để em ở đó, em cũng hết cách. Bác sĩ nổi tiếng đến từ phương Tây. Lâm Thanh Diện cũng không nghĩ nhiều, nếu Từ Tài đã có việc, anh đợi ở trong phòng khách một lúc vậy. Mà tên mập đó cũng không biết vô tình hay cố ý, nói là đi pha trà, mãi đến bây giờ cũng không có lộ mặt. Một tiếng sau, hậu viện truyền ra giọng nói. Ha ha, y thuật của nước C chẳng qua chỉ có như thế, bác sĩ Từ, tôi thấy ông vẫn là đi theo tôi học y học phương Tây đi. Theo giọng nói này, một người đàn ông ngoại quốc cao tới 2 mét bước ra đầy sự kiêu hãnh, sau đó người ở đằng sau ông ta chính là Từ Tài, mặt mày tái xanh. Xem ra, xin chỉ giáo vừa rồi, Từ Tài không có chiếm được tiện nghị gì rồi. Bác sĩ Từ, người trẻ tuổi này có phải là bệnh nhân của ông không? Sau khi người ngoại quốc đó nhìn thấy Lâm Thanh Diện ở tiền sảnh, đương nhiên sẽ cho rằng Lâm Thanh Diện là tới khám bệnh. Lâm Thanh Diện mới đầu cũng không có cảm giác gì, nhưng sau khi anh nhìn thấy mắt của người ngoại quốc này đánh giá trên dưới người của Hứa Bích Hoài, trong lòng tràn ngập cảm giác chán ghét. Lâm Thanh Diện. Tư Tài sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện rất là kinh ngạc, sau đó ông ta trách tội nhìn Tú ở một bên. So sánh với Lâm Thanh Diện, ai dám được xưng là khách quý chứ? Tư Tài vừa chuẩn bị chào hỏi với Lâm Thanh Diện, tuy nhiên, Lâm Thanh Diện lại dùng ánh mắt ngăn cản đối phương. Anh nói với người ngoại quốc đó, anh nói không sai, hôm nay tôi đến đây tự nhiên là tới khám bệnh. Hứa Bích Hoài và Tú ở một bên rõ ràng ngây ra, Tú vội nói, anh Lâm Thanh Diện, anh có bệnh sao? Đúng, không có bệnh thì tới chỗ này của các em để làm gì? Lâm Thanh Diện nói, sau đó nhìn Từ Tài, bác sĩ Từ, mời ông khám giúp tôi. Từ Tài lúc đầu còn có hơi mê mang, mãi đến khi Lâm Thanh Diện nháy mắt với ông ta lúc này mới ý thức được, xem ra Lâm Thanh Diện là muốn giúp ông ta đối phó với vị bác sĩ nổi tiếng ngoại quốc đó. Ha ha, người trẻ tuổi, hôm nay vận may của cậu thật tốt. Người ngoại quốc đó ngược lại mở miệng trước, tôi tên Steve, là bác sĩ hàng đầu của Bệnh viện Liên bang Hoa Kỳ, hôm nay cậu gặp được tôi là vinh hạnh của cậu. Bác sĩ hàng đầu sao? Vậy anh so với bác sĩ Từ thì như thế nào? Lâm Thanh Diện vừa tỏ ra sùng bái. Vậy cậu phải hỏi thử bác sĩ Từ rồi. Steve ngạo mạn cười nói, vừa rồi tôi và bác sĩ Từ đã xin chỉ giáo rồi, bây giờ xem ra y thuật của nước C các người cũng chẳng qua chỉ như vậy, vẫn là y thuật phương Tây của chúng tôi giỏi nhất. Vậy sao, bác sĩ Từ? Lâm Thanh Diện nhìn sang Từ Tài. Sắc mặt của Từ Tài tái xanh, tôi thừa nhận y học phương Tây của mấy người có chỗ quả thật có hiệu quả nhanh hơn, nhưng y thuật của nước C chúng tôi cũng không phải là không có tác dụng như cậu nói. Bác sĩ Từ, y thuật nước C hư hư thật thật, nào là kinh mạch, nào là khí thức, đều là những thứ không thấy không sờ được, đây lẽ nào không phải là trò chơi lừa người sao? Steve cười khinh bỉ. Anh hiểu cái gì, kinh mạch khí thức tuy không nhìn được không sờ được nhưng anh cũng không thể chứng minh nó không tồn tại, không phải sao? Tú ở một bên tranh trả lời. Ha ha, được, chỉ cần các người ai có thể chứng minh kinh mạch khí tức mà các người tôn sùng tồn tại, tôi thừa nhận y thuật nước C lợi hại. Steve liếc nhìn, nói. Tôi, Tú cắn môi, những thứ này đều là thứ không nhìn được, không sờ được, chứng minh như nào được. Tư Tài trong lòng cũng tức giận, người ngoại quốc này thật sự quá xảo quyệt, xem ra anh ta hôm nay chính là mượn danh nghĩa xin chỉ giáo, trên thực tế chính là tới sỉ nhục ông. Bác sĩ Từ. Lúc này, Lâm Thanh Diện đứng ra. Anh đến tới trước mặt Từ Tài, bình tĩnh nói, cơ thể của tôi bây giờ rất không thoải mái, cổ đau, chân cũng nhức, ông không phải là phương pháp châm cứu đặc biệt sao, không bằng ông thử giúp tôi, để khí tức của tôi điều chỉnh thông thuận một chút. Sao á, tôi, giúp cậu châm cứu. Từ Tài có hơi không hiểu, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt chắc chắn của Lâm Thanh Diện cũng không nói gì nữa. Steve ở một bên vừa nghe thì vội nói, được bác sĩ Từ, tôi hôm nay ngược lại muốn xem thử, ông như thế nào điều hòa được khí tức của bệnh nhân. Tư Tài nhíu mày, nhưng thấy sự kiên quyết đó của Lâm Thanh Diện, trong lòng liền liều. Được, cậu đợi tôi, Tú, lấy hòm thuốc của ta ra đây. Không lâu sau, Tú lấy ra một hòm thuốc làm từ gỗ đan hương, mở hòm ra, bên trong để đầy dụng cụ mà khi Tư Tài hành y dùng. Lâm Thanh Diện ngồi ở trên ghế, Steve ở một bên ôm tâm thái xem kịch hay. Bác sĩ Từ, nếu ông thật sự có bản lĩnh thì phóng thích khí tức gì đó của đối phương ra cho tôi xem thử, nếu không tôi không tin y thuật của nước C các ông đâu. Tài Từ không có nói nhiều, rút ra một cây ngân châm. Lâm Thanh Diện ngược lại rất là bình tĩnh, anh khẽ cười nói, bác sĩ Từ, đây không phải là món sở trường nhất của ông, trước kia ông không phải sau khi châm vào ngón cái của tôi thì khí tức dư thừa trong cơ thể phóng thích ra sao, bệnh của tôi liền khỏi rồi.
Câu nói này tương đương với việc nhắc nhở Từ Tài cũng rất thông minh, lúc này liền hiểu ý của Lâm Thanh Diện. Xem trí nhớ này của tôi đi, được tôi bây giờ bắt đầu. Nói rồi, Từ Tài từ từ đâm ngân châm vào trong ngón tay cái của Lâm Thanh Diện. Steve ở một bên khinh thường nhìn bên phía Từ Tài, anh ta mới không tin trên thế giới còn tồn tại thứ như khí thức kinh mạch gì đó. Nhưng sau đó, một màn khiến ông ta ngạc nhiên đã xảy ra. Trên ngân châm, một tia xương trắng từ từ tản ra. Ngay cả Từ Tài lúc đầu cũng rất là ngạc nhiên. Nhưng, nghĩ đến thực lực siêu phàm của Lâm Thanh Diện, ông ta bỗng hiểu ra. Nghĩ ra Lâm Thanh Diện là đem khí thức trong cơ thể đã thực hóa của mình thông qua tác động của ngân châm hóa thành thực chất tản ra. Đây là cái gì? Steve vô cùng sửng sốt. Những khí thức bạo ngược này sau khi bài trừ ra ngoài thì sẽ tốt hơn nhiều, bác sĩ Từ, ông quả nhiên lợi hại, tôi từng đến rất nhiều phòng khám phương Tây đều không có tác dụng, vẫn là chỗ này của ông tốt nhất, Lâm Thanh Diện nói. Không thể nào, sao lại có chuyện thần kỳ như vậy được chứ? Steve lớn tiếng nói. Sự thật bày ở trước mắt, anh còn có lời gì để nói? Tú đanh giọng nói. Thu ngân châm về, Lâm Thanh Diện đứng dậy giả bộ hoạt động thử cơ thể. Bây giờ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, khắp người cũng không có đau nhức nữa rồi. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào, một cây ngân châm nho nhỏ như này thì có thể chữa khỏi bệnh của cậu sao? Sao có thể chứ? Steve mặt mày không tin, các ngươi, nhất định là cùng một bọn lừa tôi. Lâm Thanh Diện khẽ mỉm cười, nhìn đối phương, sự thần kỳ của nước C há là thứ anh có thể biết được, tiếp theo, mở to mắt chó của anh nhìn cho dối. Nói rồi, cổ tay của Lâm Thanh Diện rung lên, huyễn hóa ra một thanh trường đao màu vàng. Đây là nguyên lý gì, là ảo thuật sao? Cậu là nhà ảo thuật. Steve hai tay ôm đầu, há to miệng. Sau đó, tâm thần của Lâm Thanh Diện khế động, trường đao hóa thành dao găm, sau đó huyễn hóa thành một chiếc roi dài. Steve lắc đầu, ánh mắt trống rỗng, lúc này, anh ta đã có thể dùng ngôn ngữ để hình dung tất cả mọi chuyện xảy ra ở trước mắt. Lâm Thanh Diện khẽ mỉm cười, kết quả này chính là thứ anh muốn. Từ sau khi ở rừng rậm sương mù nói chuyện với Tê Giác Cổ, anh đã biết trên thế giới này, linh nguyên cuối cùng chính là ở nước G. Trên thế giới này mấy nơi linh nguyên khác sớm đã bị thương nguyên giới cướp đoạt rồi, tự nhiên cũng không có tồn tại linh khí. Mà người tu hành, muốn nâng cao tu vi tự nhiên cần phải có linh khí. Vì thế, Lâm Thanh Diện chắc chắn, người tu hành trên thế giới 89 phần 10 ở nước C. Steve chưa từng gặp người tu hành tự nhiên đối với binh khí trống rỗng huyễn hóa ra cảm thấy rất thần kỳ rồi. Bây giờ, anh còn dám xem thường nước C chúng tôi không? Thu lại binh đao, Lâm Thanh Diện lạnh giọng hỏi. Không, sẽ không, Steve khẽ nói, mọi thứ hôm nay anh ta nhìn thấy đủ thay đổi nhân sinh quan của anh ta. Anh có thể đi rồi. Tài Từ bước tới nói, Tú tiễn khách. Steve khẽ gật đầu, anh ta bây giờ ở lại đây sẽ chỉ bị vả mặt càng đau hơn thôi. Vừa đi được vài bước, anh ta đột nhiên xoay người đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện. Sau đó, đôi tay to lớn thô kệch ôm quyền một cách ngờ nghệch nói với Lâm Thanh Diện, cầu xin cậu nhận tôi làm đồ đệ, dạy tôi loại công phu thần kỳ đó của cậu vừa rồi. Chương 1296, không phải là chuyện gì lớn cả. Tốn nước bọt cả nửa ngày, cuối cùng một câu đối phương không có thiên phú của Lâm Thanh Diện mới tiễn được bác sĩ nổi tiếng ngoại quốc đó đi. Làm xong tất cả chuyện này, Lâm Thanh Diện và Từ Tài nhìn nhau cười. Lâm Thanh Diện, trước khi cậu tới cũng không nói với tôi một tiếng, vừa rồi còn kêu tôi phối hợp diễn kịch với cậu. Từ Tài này, tôi nếu không làm như thế, đợi sau khi tên đó trở về nước tuyên truyền như thế, sau này y quán này của ông sợ là phải đóng cửa rồi, càng đừng nói, tên đó còn dám sỉ nhục y thuật của nước C chúng ta, chú có thể nhịn thím cũng không nhịn được. Nghe thấy Lâm Thanh Diện nói như thế, Tú ở một bên phì cười. Ánh mắt của Từ Tài mang theo ý cười, nhàn nhạt nói, y thuật của nước Euro và y học của phương Tây có điểm mạnh riêng, tôn chỉ đều là vì chữa bệnh cứu người, nhưng tên Steve này muốn hơn thua cao thấp, suy nghĩ này chính là một sai lầm. Không sai, có một số bệnh quả thật y học phương Tây có chỗ đặc biệt riêng, nhưng y thuật của nước C có thể lưu truyền mấy nghìn năm, tự nhiên có đạo lý của nó, nếu không y quán này của Từ Tài ông, đâu thể kiếm được nhiều tiền như thế. Lâm Thanh Diện nói đùa. Đi thôi, chúng ta tới hậu viện, Từ Tài nói. Mấy người cùng đi vào hậu viện, Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện đứng ở trước giường bệnh của Hứa Quốc Hoa. So với lần tới thăm trước, Hứa Quốc Hoa bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện trở lại, trong mắt ông ta vụt qua một tia hoảng hốt. Trước đó, khi ông ta tỉnh lại, Hứa Bích Hoa cùng tên mập nằm ở sát vách của ông, đem chuyện xảy ra ngày hôm đó nói hết cho Hứa Quốc Hoa.
Hứa Quốc Hoa biết mình vậy mà đối kháng với Lâm Thanh Diện, sau khi làm ra loại chuyện điên cuồng đó, hận không thể tát cho mình hai phát. Cho nên, hôm nay nhìn thấy Lâm Thanh Diện, ông ta thứ nhất là lo lắng, thứ hai là sợ Lâm Thanh Diện tới hỏi tội. Bà đỡ hơn chưa? Lâm Thanh Diện hỏi. Hứa Quốc Hoa căng thẳng gật đầu, Lâm Thanh Diện, con nghe ba nói, độc trong cơ thể Bích Hoài, ba thật sự không biết, lúc đó ba bị mê hoặc tâm trí, nếu không, ba sao lại hại con gái của ba chứ? Nói rồi, trong mắt ông tràn chứa nước mắt, người đến tuổi trung niên, rơi lệ cũng là một chuyện rất không dễ dàng. Hứa Bích Hoài bước tới nắm lấy tay của Hứa Quốc Hoa, ba, sự việc đều đã qua rồi, ba đừng suy nghĩ nữa, huống chỉ, độc trong cơ thể con, Lâm Thanh Diện đã chữa khỏi giúp con rồi. Thật thật sao? Hứa Quốc Hoa ngước mắt nhìn Lâm Thanh Diện, nhận được đáp án chắc chắn của Lâm Thanh Diện. Tư Tài ở một bên càng sửng sốt mức độ lợi hại của độc tính trong cơ thể Hứa Bích Hoài, ông ta hiểu rất rõ. Bản thân là bậc thầy trong giới y học của nước bản quyền, căn bản không thể chữa được. Không ngờ, Lâm Thanh Diện vậy mà có thể làm được. Chuyện trước đây, con không trách ba, bởi vì ba đã trùng cổ thuật của người phụ nữ Sở Nguyệt này, ánh mắt của Lâm Thanh Diện rất bình tĩnh. Câu nói này như cho Hứa Quốc Hoa uống định tâm hoàn, ông ta cảm kích nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó nói, người phụ nữ Sở Nguyệt này, ba thật sự hối hận lấy bà ta, nếu thật sự lúc đó con và Bích Hoài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ba cả đời cũng không tha thứ cho bà ta. Ba không có cơ hội rồi. Lâm Thanh Diện khẽ nói, Sở Nguyệt này đã bị con giết rồi. Bị con giết rồi. Hứa Quốc Hoa rất là kinh ngạc, một màn cuối cùng trước khi ông hôn mê ông còn nhớ rất rõ, thực lực Sở Nguyệt thi triển ra căn bản không phải con người, nhưng, cho dù là như thế, Lâm Thanh Diện vậy mà còn có thể giết chết đối phương. Người con rể này của ông ở Hồng Thành là phế vật mà ai cũng biết, mà Hứa Quốc Hoa lúc này chắc chắn, Lâm Thanh Diện của ngày hôm nay, sớm đã ném ra tất cả mọi người ở đằng sau, thậm chí, người khác ngay cả đèn đuôi xe của anh cũng không nhìn thấy. Ông ấy còn cần thời gian bao lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục? Lâm Thanh Diện hỏi Tư Tài. Căn cơ thân thể của ông ấy cũng tính không tệ, cho dù là như thế, do thương thế trước đó quá nặng, dẫn tới khí tức bây giờ vẫn hơi yếu, sợ rằng quay nửa năm nữa mới có thể khôi phục hoàn toàn, Tư Tài thành thật nói. Lâm Thanh Diện không sao, ba ở đây rất tốt, bác sĩ Từ rất chăm sóc ba, chỉ là ba ngược lại gây thêm phiền phức cho bọn họ rồi, Hứa Quốc Hoa nói, ông ta cũng rõ Từ Tào chăm sóc ông cẩn thận như vậy, rõ ràng là nể mặt mũi của con rể của ông, không có chút quan hệ gì với ông cả. Lâm Thanh Diện gật đầu, khẽ nói, khí thức không đủ, ngược lại cũng không phải là chuyện gì lớn. Ba có muốn mau chóng khỏe lại không? Hả? Hứa Quốc Hoa có chút không hiểu, nhưng ông vẫn nói, có thể mau chóng khỏe lại đó chắc chắn là tốt nhất, nhưng bác sĩ Từ nói rồi, thương thế này của ba cần phải từ từ điều dưỡng, căn bản không thể khỏi trong một chốc một lát được. Vậy cũng không phải, Lâm Thanh Diện cười nói. Lâm Thanh Diện, cậu sẽ không phải ngay cả y thuật cũng biết chứ? Lẽ nào cậu có cách khiến ông ấy lập tức khỏe lại? Tư Tài hỏi. Lâm Thanh Diện khẽ mỉm cười, còn chưa đợi anh mở miệng nói chuyện thì nghe thấy ngoài cửa truyền vào tiếng của Tú. Cái tên đồ đệ không được tích sự nhà anh không phải là đi pha trà sao, thế nào trốn ở trong bếp ăn đồ ăn hả? Được rồi, tôi giờ không phải bê hai ly trà tới rồi sao? Tên mập đau khổ nói, sau đó hai người đi vào. Vừa bước vào, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài không kìm được mà bật cười. Đường đường đàn ông cao bảy thước tai của tên mập vậy mà bị một cô nhóc véo, trên tay của anh ta còn bê hai ly trà, nhìn hình tượng rất khôi hài. Được rồi Tú, Lâm Thanh Diện bọn họ ở đây, con cho đồ đệ của con chút mặt mũ đi, Từ Tài nói, loại cảnh tượng này xem ra thường xảy ra, ông ta đã không lấy làm lạ rồi. Còn không dâng trà cho chị và anh rể. Tên mập bĩu môi, đưa ly trà cho Lâm Thanh Diện bọn họ. Tên mập, Lâm Thanh Diện đột nhiên hỏi, chỗ này của các cậu có dược liệu không? Tên mập bỗng sững ra, chỗ này của chúng em là y quán, dược liệu tự nhiên là có rồi. Vậy tốt. Lâm Thanh Diện cũng không nói nhiều, đến trước một chiếc bàn ở một bên lấy ra giấy bút. Tư Tài bọn họ tiến lại gần xem, nhìn thấy trên giấy viết đều là tên của một số dược liệu. Đi đi, giúp tôi lấy những dược liệu này tới đây, cậu đều biết chứ? Lâm Thanh Diện hỏi. Tên mập vô ngực, anh quá xem thường em rồi, em đây là học y thuật, nhận biết những dược liệu này, đó là điều cơ bản nhất. Nói rồi, anh ta liền xoay người rời khỏi. Anh Lâm Thanh Diện, anh còn biết kê đơn thuốc sao? Tú mặt mày ngạc nhiên nói. Tư Tài ngược lại là từ trên phương thuốc vừa rồi nhìn ra môn đạo, những dược liệu mà Lâm Thanh Diện kêu tên mập đi lấy, dùng để điều dưỡng cơ thể quả thật là tốt nhất, bản thân bình thường cũng là dùng mấy vị thuốc đó sắc lên thành nước cho Hứa Quốc Hoa uống.
Chỉ là, cho dù là như thế, điều dưỡng thân thể tóm lại phải có quá trình, không mất 1-2 tháng, cũng không thấy hiệu quả rõ ràng gì cả. Không mất bao lâu, tên mập liền vội vàng chạy tới. Lâm Thanh Diện liếc nhìn, coi như không tệ, đồ lấy đều chính xác. Lão đại, anh chắc sẽ không phải ngay cả y thuật cũng biết chứ. Trước đây sao không có nghe anh nói vậy? Hay là anh nhìn trộm phương thuốc của Từ Tài? Tên mập hỏi. Tên đồ đệ này anh sao nói chuyện như vậy hả? Anh Lâm Thanh Diện sao có thể nhìn trộm phương thuốc của sư phụ chứ? Tú không khách khí nói. Tên mập rất là ủy khuất, nhưng vẫn rất tò mò. Dùng dược liệu dung hợp đan dược. Đây là thu hoạch lớn nhất của Lâm Thanh Diện trong chuyến đi tới Dược Thần Cốc lần này. Cái gọi là dung hợp chính là tịnh hóa những dược liệu có được tiến hành dung hợp như thế này, tác dụng có thuốc so với trước còn hơn 100 lần. Đương nhiên, dược liệu của nơi này so với Dược Thần Cốc phẩm giao đã kém xa nhau, có điều như này cũng tốt, Lâm Thanh Diện dung hợp căn bản không có bất kỳ độ khó nào. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, không tới 20 phút một viên đan dược phẩm giai đạt tới trung cấp lập tức được dung hợp thành. Đây là chuyện gì thế? Sao nhiều dược liệu như vậy, vào trong tay của anh liên biến thành một viên được hoàn nhỏ rồi. Tên mập kinh ngạc tiến lại gần, điều này đã vượt khỏi sự lý giải của anh. Thần kỳ, quá thần kỳ rồi. Tư Tài càng tấm tắc trong ánh mắt nhìn Lâm Thanh Diện cũng nhiều thêm vài phần sùng bái. Viên đan dược này cô đọng thành đề khí đan, lát nữa tôi làm nhiều thêm vài viên, một ngày uống một viên, tôi nghĩ, không tới 3 ngày, thương thế của ông ấy chắc sẽ khỏi hẳn rồi, Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói. Một viên đan dược trung cấp mà thôi, Lâm Thanh Diện sau khi dung hợp thành, thậm chí không có một chút cảm khác phấn khích nào. Phải biết anh là người có thể dung hợp ta ra đan dược thần cấp. Hứa Quốc Hoa rất là cảm kích bản thân nằm trên giường bệnh lâu như vậy, ông sớm đã mong ngóng nhanh chóng khỏe lại. Khi Hứa Quốc Hoa bọn họ khen ngợi Lâm Thanh Diện, ánh mắt của Lâm Thanh Diện rung lên, hai cỗ khí tức mạnh mẽ đang bay nhanh về phía mình. Kỳ lạ, hai người bọn họ sao lại trở về rồi? Chương 1297, đảo nhỏ xảy ra chuyện. Bích Hoài, em cùng nói chuyện với Từ Tài bọn họ đi, anh ra ngoài có chút việc. Hứa Bích Hoài thấy biểu cảm của Lâm Thanh Diện trở nên lãnh khốc, tuy trong lòng ẩn ẩn có hơi lo lắng, nhưng vẫn không nói gì. Lâm Thanh Diện xoay người rời đi, đi ra bên ngoài y quán. Ra đây đi. Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói. Tú Nương và Vân Sơn, hai khôi lỗi này liền xuất hiện ở trước mặt Lâm Thanh Diện. Khôi lỗi chính là hồn phách đi lại tương đối tự do, tốc độ rất nhanh, người thường không thể theo kịp. Lâm Thanh Diện sau khi nhìn thấy hai người này, vừa chuẩn bị nổi giận, nhưng anh đột nhiên cảm nhận được khí tức của hai người này dường như trở nên yếu đi, chắc là thân chịu trọng thương. Hai người đây là làm sao rồi? Tôi bảo hai người tới đảo nhỏ ngoài biển, tại sao nhanh như vậy đã quay về rồi? Lâm Thanh Diện chất vấn. Chủ nhân, Tú Nương suýt nữa không gặp được cậu nữa rồi. Tú Nương nói tuy không biết khóc nhưng có thể nhìn ra thần sắc đau khổ của cô ta. Vân Sơn, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thanh Diện hỏi Vân Sơn. Vân Sơn trầm giọng nói, chủ nhân, đảo nhỏ mà cậu nói, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện rồi. Lâm Thanh Diện vô cùng sửng sốt. Trên hòn đảo nhỏ đó, có sư huynh đệ của anh, đám người đó đều là người tài giỏi, chính là người do đích thân Tân Trường Sinh lựa chọn khi anh vừa đi, những người này trên căn bản đều đã đạt tới tông sư cảnh. Mà từ sau lần Tân Trường Sinh đoạt xá thất bại, ở trong mộ Tân Vương, Lâm Thanh Diện cùng bọn họ phát hiện ra rất nhiều đan dược cấp hoàn mỹ, còn có một số bí thuật sách cổ. Mà những thứ này, Lâm Thanh Diện lúc đó không có giữ toàn bộ ném lại. Lâm Thanh Diện tin chắc dựa theo thiên phú của những người đó, đột phá tới hóa cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có loại quần thể có thực lực này, sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Vân Sơn, ngươi nói chi tiết sự việc đã trải qua cho ta, trên đảo nhỏ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hai người tại sao lại biến thành như này? Lâm Thanh Diện hỏi. Tôi và Tú Nương chiều hôm qua liền tìm được hòn đảo nhỏ đó, nhưng đi vào được mười mấy phút đều không có gặp được bất kỳ ai. Chuyện này sao có thể chứ? Lâm Thanh Diện nói, đảo nhỏ rõ ràng không tính quá lớn, sao lại đi mười mấy phút còn không gặp được ai chứ? Chẳng lẽ, bọn họ đều rời khỏi đảo nhỏ hết rồi? Vân Sơn lắc đầu, ở một bên, Tú Nương tính tình nôn nóng chen lời, tên đầu gỗ này ầm à ầm ừ, để tôi. Hơi khựng lại, Tú Nương nói tiếp, sau đó chúng tôi lại đi sâu vào trong đảo nhỏ tìm kiếm, nhưng rất đáng tiếc, vẫn không có chạm mặt được bất cứ sư huynh đệ của chủ nhân, khi chúng tôi chuẩn bị rời khỏi, phát hiện đằng trước có một cổ mộ. Lâm Thanh Diện thầm gật đầu, cổ mộ này không cần nói, tự nhiên là mộ Tân Vương mà Tân Trường Sinh làm cho mình.
Tôi và Vân Sơn cảm thấy cổ mộ này có hơi kỳ quái, vì thế liền cùng đi vào, vừa bước vào trong thì cảm nhận được bên trong truyền tới một mùi vị. Mùi vị gì? Lâm Thanh Diện hỏi. Là một mùi máu tanh nồng nặc. Tú Nương đáp. Mùi máu tanh sao? Lâm Thanh Diện vô cùng sửng sốt, vội truy hỏi, vậy đám sư huynh đệ đó của ta thì sao, bọn họ như thế nào? Tuy nói vẫn là không muốn tin, nhưng trong lòng Lâm Thanh Diện đã có dự cảm không hay. Chủ nhân, cậu đừng kích động, tôi và Vân Sơn sau khi đi vào trong huyệt mộ thì phát hiện ở nơi đó có một người gần giống với chúng tôi. Gần giống, với hai người, lẽ nào cũng là khôi lỗi sao? Lâm Thanh Diện hỏi. Vân Sơn và Tú Nương gật đầu, chủ nhân, sư huynh đệ của chủ nhân chính là bị người đó nhốt trong huyệt mộ, còn vết máu trên mặt đất chính là bọn họ bị thương chảy ra. Chuyện này không thể nào. Lâm Thanh Diện siết chặt nằm đấm, đám sư huynh đệ này của anh, nếu cùng sông lên giết cho dù là cao thủ hóa cảnh, sợ rằng cũng không thể làm gì bọn họ cả. Thực lực của người đó mạnh hơn ta và Vân Sơn. Tú Nương nói, Vân Sơn cũng cho Lâm Thanh Diện một ánh mắt khẳng định. Vết thương của hai người chúng tôi chính là do tên đó tạo thành. Lâm Thanh Diện bước tới một bước, hồn lực lặng lẽ tỏa ra, khí tức của Vân Sơn và Tú Nương hơi yếu, thương thế rất nghiêm trọng. Có thể một mình đánh lui hai khôi lỗi có thực lực hóa cảnh đỉnh phong, khôi lỗi trong huyền mộ đó chẳng lẽ đã đạt tới thần cảnh. Đều tại tên đầu gỗ này, trên thực tế thực lực của tên đó nhiều nhất cũng chỉ tương đương với chúng ta, nhưng không biết như nào, người đó đột nhiên móc ra một viên đan dược uống vào, kết quả thì đánh chúng ta bị thương rồi. Tú Nương nói, sau đó đáng thương dựa vào người Lâm Thanh Diện, chủ nhân, người ta bị người khác bắt nạt, cậu phải làm chủ cho người ta. Cô đã là phụ nữ đã có chồng rồi, chú ý hình tượng một chút. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, nhìn sang Vân Sơn, theo ta được biết, đan dược trong trần thế đối với khôi lỗi các người mà nói căn bản không có tác dụng gì, nếu không dung hợp mấy viên đan dược nâng cao thực lực cho hai người cũng không phải là chuyện gì khó, ông nói tận mắt thấy người đó dùng đan dược, chẳng lẽ đang lừa ta? Thuộc hạ không dám. Vân Sơn Tú Nương cúi đầu nói. Chủ nhân, tên đó thật sự là sử dụng một viên đan dược, hơn nữa tôi tận mắt nhìn thấy viên đan dược đó màu đen tuyền, sau khi uống thực lực của tên đó bạo tăng, tôi và Tú Nương căn bản không phải là đối thủ. Vân Sơ thẳng thắn bảo đảm. Lâm Thanh Diện biết hai người bọn họ sẽ không nói dối anh, chỉ là chuyện này thật sự là quá kỳ lạ rồi. Nghĩ tới sư huynh đệ của mình lúc này đang chịu hành hạ, lòng Lâm Thanh Diện nóng như lửa đốt. Vào lúc này, Hứa Bích Hoài và Từ Tài bọn họ từ y quán đi ra. Lâm Thanh Diện. Hứa Bích Hoài gọi Lâm Thanh Diện đang ở bên ngoài. Lâm Thanh Diện nhìn Hứa Bích Hoài, đi tới trước cô. Bích Hoài, có chuyện rất quan trọng, không thể chậm trễ, anh bắt buộc phải đi xử lý. Bây giờ sao? Bích Hoài hỏi, sự thất vọng vụt qua trong mắt. Lâm Thanh Diện gật đầu, các sư huynh đệ của anh bây giờ đang lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, bọn họ đợi anh đi cứu. Vậy anh mau đi đi, anh cũng phải chú ý an toàn. Được, đến lúc đó, em giúp anh giải thích với Nặc Nặc nhé. Lâm Thanh Diện trầm giọng nói, anh vừa trở về chưa được 2 ngày, còn chưa có thưởng thụ khoảnh khắc vui vẻ khi ở bên cạnh vợ con, hiện nay, chuyện đảo nhỏ xảy ra chuyện ép anh bắt buộc phải tới đi xem thử. Thái Bình vốn là anh hùng lập gia, có từng thấy anh hùng hưởng Thái Bình không? Vân Sơn Tú Nương, thật xấu hổ với mình. Lâm Thanh Diện xoay người nhìn hai người bọn họ, hai người tiếp tục ở lại kinh đô bảo vệ vợ con của tôi, thuận tiện khôi phục thực lực, không được phép có sai sót. Tuân lệnh. Hai người cùng nói. Lâm Thanh Diện ôm Hứa Bích Hoài một cái, cất bước đi về phía đảo nhỏ ngoài biển. Nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Thanh Diện, hốc mắt của Hứa Bích Hoài có hơi ươn ướt. Chị. Tú ở một bên đỡ cánh tay của Hứa Bích Hoài, khẽ nói, chị cũng đừng quá buồn, anh Lâm Thanh Diện đã định sẵn bất phàm, em nghĩ chuyện anh ấy làm, rất nhiều chuyện đã không phải là chuyện chúng ta có thể tham gia vào rồi, vì thế chúng ta chỉ cần ở đây lặng lẽ ở đằng sau anh ấy, quan tâm anh ấy, ủng hộ anh ấy là được rồi. Hứa Bích Hoài gật đầu, không ngờ Tú tuổi còn trẻ, lời nói ra lại rất có đạo lý. Có thể làm người phụ nữ sau lưng của Lâm Thanh Diện, đây là mong ước của phần lớn nữ sinh trên toàn nước C, càng đừng nói, người tài giỏi giống như Lâm Thanh Diện đối với vợ con vô cùng thủy chung. Lâm Thanh Diện, anh dũng cảm bay đi, em và Nặc Nặc, anh không cần lo lắng. Hứa Bích Hoài tràn chứa nước mắt, nhìn theo mãi đến khi bóng dáng của Lâm Thanh Diện biến mất ở cuối con đường. Chương 1298, thiết kế của Vương Kiếm. Trên biển lớn mênh mông, một hòn đảo nhỏ ngoài biển xa cách thế tục. Khác với con thuyền đánh cá lần trước, Lâm Thanh Diện hôm nay vì nắm bắt thời gian, cố tình mua một chiếc thuyền xa hoa có tốc độ cao. Một mình lái chiếc thuyền, trên mặt biển, rẽ sóng bản ra bọt sóng.
Bờ của đảo nhìn gần ở trước mắt, ánh mắt của Lâm Thanh Diện trở nên càng ngưng trọng. Đã cách một thời gian dài từ lần trước đến đây rồi. Mà trên hòn đảo nhỏ này, sư phụ Lục Diên Thọ anh từng tin tưởng nhất vậy mà là tân trường sinh từ thương nguyên giới chạy tới trái đất. Điều càng khiến Lâm Thanh Diện cảm khái chính là anh tốn sức lực lớn giúp tân trường sinh làm việc mà tân trường sinh lại chỉ vì đoạt xá mình. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn, thị lực phát huy tới cực hạn, thấp thoáng đăng biển lớn, xuất hiện một điểm đen nhỏ. Khác với lần đầu đặt chân lên đảo nhỏ, Lâm Thanh Diện hiện nay thực lực đã đạt tới thần cảnh sơ kỳ, thân niệm khẽ động, sự ba động trong mấy cây em xung quanh đều có thể cảm nhận được. Lâm Thanh Diện cảm thấy có hơi nghỉ hoặc hòn đảo nhỏ này, lần trước anh tới cũng là căn cứ theo bản đồ mà tân trường sinh cung cấp mới có thể tìm được đủ để nói rõ độ khuất của nó. Nếu đã như thế, chiếc thuyền lái tới đây kia sao phát hiện ra hòn đảo nhỏ chứ? Lúc này, chiếc thuyền chỉ đã cách bờ rất gần rồi, mới đầu chỉ là một điểm đen, bây giờ đã rất dễ dàng có thể nhìn thấy chiếc thuyền đó. Lâm Thanh Diện nhìn chiếc nhìn toàn thân màu đen xì này, trên cánh buồm của chiếc thuyền, một lá cờ màu đen đung đưa trong gió, trên lá cờ vẽ trường bào màu trắng. Lâm Thanh Diện ẩn nấp ở trong bụi cây bên cạnh, sau khi chiếc thuyền tới gần bờ, 7-8 người từ trên chiếc thuyền nhảy xuống. Những người này đều mặc đồ màu đen, trên gương mặt dưới cái kính râm là tràn ngập sẹo, bộ dạng rất là dọa người. Rất khó tưởng tượng, những người này trước kia đã trải qua những gì, vừa nhìn thì biết là loại người sống trên lưỡi đao đầu kiếm. Lão đại nói rồi, bảo chúng ta tới hòn đảo nhỏ này, cũng không biết lão đại bây giờ đang ở đâu. Phải, nói là có thể khiến chúng ta nâng cao thực lực, cũng không biết lão đạo sẽ dùng cách gì, đừng để chúng ta chạy phí công đến đây một chuyến. Cậu nhỏ tiếng chút, để lão đại nghe thấy, cái mạng nhỏ của cậu không còn nữa đâu. Hừ, chẳng qua là hồn phách mà thôi, đợi cảnh giới của ông đây cao rồi, sẽ nghe người đó sắp đặt sao. Được rồi. Đừng nói chuyện nữa, các cậu lẽ nào không cảm thấy, hòn đảo nhỏ này, yên tĩnh đến mức có hơi đáng sợ sao? Người cầm đầu vừa dứt lời, mọi người cũng ngậm miệng. Lâm Thanh Diện ở trong bụi cây nghe thấy rõ ràng, xem ra, những người này đi thẳng vào đảo nhỏ, chắc là có liên quan tới khôi lỗi đó. Chỉ là nghe thì thấy bọn họ chắc nhận khôi lỗi đó là lão đại, mà lần này bọn họ tới đảo nhỏ chính là khôi lỗi đó bảo bọn họ tới. Thần niệm của Lâm Thanh Diện lặng lẽ tỏa ra, trong lòng ngạc nhiên, những người này cảnh giới thấp nhất đều đạt tới tông sư cảnh sơ kỳ, mà người dắt đầu đã là nửa bước hóa cảnh. Đối với Lâm Thanh Diện mà nói, thu thập mấy người bọn họ thậm chí không cần dùng quá nhiều sức, chỉ là chuyện cấp bách trước mắt là tính mạng của những sư huynh đệ đó của anh ở trong bộ Tân Vương. Lâm Thanh Diện vì thể bỏ những người này lại, nhanh chóng đi thẳng tới mộ Tân Vương. Lúc này, trong mộ Tân Vương trên đảo nhỏ. Trong đại sảnh tráng lệ đó, vị trí trung ương, trên một chiếc bàn đá thứ đặt trên là thi thể của Lục Diên Đình trước kia đã bị tân trường sinh đoạt xá thành công. Mà vị trí gần bức tường đại sảnh, là sự tồn tại có thực lực cao nhất trong các đệ tử của Trảm Tiên Minh, thương thế của Vương Kiếm lại rất nguy kịch. Hai bên của anh ta, ánh mắt của Bạch Chỉ và Giang Tiểu Nhu vô cùng lo lắng, nhưng do tay chân bị trói, bản thân cũng chịu thương thế mức độ khác nhau, vì thế muốn giúp cũng không giúp được. Nhóc à, đây là lần thứ ba cậu khiêu chiến tôi rồi, cậu cảm thấy, lấy thực lực hóa cảnh trung kỳ của cậu có thể đánh thẳng được tôi sao? Đối diện, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng màu trắng, mặt mày đều cáng lạnh giọng nói. Nhưng, chỉ cần quan sát kỹ thì sẽ phát hiện người đàn ông trung niên này chỉ là một hồn phách mà thôi, nhưng điều khác với Vân Sơn Tú Nương là ông ta cho người ta cảm giác không có khác biệt gì với người bình thường. Vương Kiếm ngã trên đất, khóe miệng dính máu tươi. Anh ta cắn chặt răng, làm đại sư huynh của những người này, anh ta có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm bảo vệ tốt các sư huynh đệ của anh ta, chỉ là lần này, anh đã dốc hết sức nhưng căn bản không thể đánh bại đối phương. Thậm chí, ngay cả một chiêu tùy ý của đối phương, anh ta cũng không thể đỡ được. Đại sư huynh, ánh mắt của đám Bạch Chỉ vô cùng quan tâm, nhìn thấy Vương Kiếm lúc này còn cố đứng dậy chiến đấu tiếp thì đều tỏ ra lo lắng. Vương sư huynh, bỏ đi. Phải đó, anh cứ tiếp tục như thế, tên đó sẽ giết anh. Vương Kiếm nhíu mày, bảo kiếm cố gắng huyễn hóa ở trong tay chống đỡ thân thể. Máu tươi bên khóe môi bị anh ta dùng áo lau đi, máu tươi trong miệng bị anh nuốt thẳng vào trong bụng. Anh đối diện với khôi lỗi đó, sau khi đứng vững, dùng kiếm chĩa vào đối phương. Ta mặc kệ ông là ai, dám xông vào nơi này của chúng ta thì ta nhất định phải ngăn ông lại. Khôi lỗi đó vốn dĩ ngồi trên bậc đá, sau khi nghe thấy lời này thì u gian tà nhảy xuống. Cậu nói, nơi này là của các cậu sao? Thật sự nực cười, khi tôi ở trên hòn đảo nhỏ này, các cậu còn không biết đang ở đâu.
Sau đó ông ta nổi giận nói, mấy dương đan dược ở đây, các cậu để ở đâu rồi? Nếu không, tôi giết toàn bộ các cậu. Thần sắc của Vương Kiếm lãnh khốc, trước đó sau khi Lâm Thanh Diện rời khỏi nơi này, bọn họ cảm thấy mấy dương lớn đan dược cấp hoàn mỹ đó thật sự quá quý giá, để trong huyền mộ có chút không an toàn, vì thế, liền đem những thứ này chuyển ra ngoài, giấu trên đảo nhỏ. Muốn biết sao, ông lại đây, tôi nói cho ông biết. Vương Kiếm nheo mắt nói với đối phương. Sư huynh, anh đừng nói cho ông ta. Phải đó, Vương sư huynh, tên này vô cùng âm hiểm, anh tuyệt đối đừng làm như vậy. Lâm Thanh Diện trước khi đi từng nói, mấy dương đan dược đó rất quý giá, lẽ nào anh quên rồi sao? Đệ tử đứng sau Trảm Thiên Minh nghe thấy Vương Kiếm vậy mà đáp ứng yêu cầu của khôi lỗi này, lập tức nói ra tung tích của đan dược thì lên tiếng chỉ trích. Vương Kiếm, anh nếu dám làm như thế, em sau này cũng không thèm để ý anh nữa. Bà chỉ tức giận nói, trong mắt tràn chứa nước mắt. Vương Kiếm hồi lâu không có nhúc nhích, chỉ nói với khôi lỗi đó, nếu tôi nói ra chỗ cất giấu của mấy dương đan dược đó, ông bảo đảm sẽ tha cho các suy huynh đệ chúng tôi không? Đương nhiên, khôi lỗi lạnh giọng nói. Được, tôi tin ông lại đây, tôi bây giờ nói cho ông, giọng của Vương Kiếm có hơi suy yếu nói. Khôi lỗi cất bước tới, đi thẳng tới chỗ Vương Kiếm, khi còn cách Vương Kiếm còn vài bước thì dừng lại. Cậu có thể nói rồi, đối phương nói. Đừng mà, Vương sư huynh. Giang Tiểu Nhu bi thương hét lên, cố gắng muốn giãy thoát khỏi sự trói buộc lại không có sức. Vương Kiếm cũng mặc kệ mọi người đằng sau, chỉ nhìn đối phương mấp máy môi, nhưng khả năng là thương thế quá nặng, giọng nói của anh ta rất nhỏ, như tiếng muỗi kêu. Cậu nói cái gì, lớn tiếng chút, khôi lỗi có hơi nôn nóng. Tôi đã dùng sức lực lớn nhất rồi, vẫn mong ông lại gần thêm vài bước, Vương Kiếm suy yếu nói. Khôi lỗi tới lại hai bước đến trước mặt Vương Kiếm. Nói đi, gần như vậy, tôi chắc chắn có thể nghe rõ rồi, cậu nếu như giở trò gì, tôi sẽ giết cậu. Vương Kiếm gật đầu tỏ ý đối phương tiến lại gần thêm một chút. Thời cơ tới, trong mắt Vương Kiếm vụt qua ý cười. Mấy dương đan dược đó, giấu ở. Giấu ở đâu, cậu mau nói. Giấu ở. Đột nhiên, bảo kiếm tung ra, Vương Kiếm dùng hết sức trên người đâm về phía đối phương. Mọi người ở sau nhìn thấy cảnh tượng đột ngột xảy ra này, hoảng sợ nhìn đằng trước. Vốn thì tất cả mọi thứ đều là Vương Kiếm thiết kế, mục đích chính là vì để đối phương buông phòng bị, một kích chí mạng. Đi chết đi, Vương Kiếm quát to. Thằng nhóc thối tha, cậu dám chơi tôi. Chương 1299, kịp thời đuổi tới. Mọi người nín thở, thanh bảo kiếm mà Vương Kiếm huyễn hóa ra mang theo sự kiếm khí sắc bén đâm vào lồng ngực của đối phương. Khoảng cách như hiện nay, tên khôi lỗi có râu này cho dù phản ứng nhanh nhạy cũng không tránh kịp. Phụt. Bảo kiếm xuyên qua, trên mặt Vương Kiếm vụt qua sự kinh hỉ. Vương sư huynh, anh thật lợi hại. Giang Tiểu Nhu phấn khích nói, nhưng còn chưa kịp vui mừng quá lâu. Một bàn tay của khôi lỗi trực tiếp bóp cổ của Vương Kiếm, sau đó trực tiếp dùng một tay nhấc cả người Vương Kiếm lên. Cảm giác nghẹt thở cực lực đột nhiên khiến Vương Kiếm vô cùng khó chịu, hai chân của anh ta muốn giãy giụa, nhưng sức lực của đối phương thật sự vượt quá xa so với mình, động tác như này không có bất kỳ tác dụng nào. Tên nhóc đáng chết, tuổi còn trẻ vậy mà âm hiểm gian xảo như vậy. Ánh mắt của khôi lỗi lạnh băng, trên gương mặt đầy râu rìa không có tia huyết sắc. Giang Tiểu Nhu và Bạch Chỉ các cô rất kinh ngạc, một kiếm rõ ràng của Vương Kiếm đã châm vào tim của đối phương, tại sao đối phương giống như không làm sao, còn có sức lực lớn như vậy. Sau đó, chuyện trợn mắt líu lưỡi đã xảy ra. Tên khôi lỗi này tay không dùng sức, trực tiếp ném Vương Kiếm sang một bên. Phụt, một ngụm máu tươi từ trong miệng Vương Kiếm phun ra, anh ta ngã mạnh xuống đất cũng không có sức đứng dậy nữa. Mà sau khi khôi lỗi làm xong tất cả chuyện này, ở trước mặt mọi người, rút thanh kiếm đâm ở tim mình ra. Một kiếm này nếu là đâm vào tim của người tu hành bình thường, sợ rằng đối phương đã không còn mạng rồi, nhưng tôi là khôi lỗi, hồn phách mà thôi, cậu lẽ nào ngây thơ cho rằng, khôi lỗi tôi có lòng không? Nói rồi, bảo kiếm trong tay ném đi, trong nháy mắt đâm vào bức tường thì trực tiếp tan biến. Khôi lỗi mặt mày âm trầm, cất bước đi về phía mọi người của Trảm Thiên Minh. Các đệ tử dựa sát vào nhau, trong ánh mắt có sợ hãi, có tức giận. Các người đã thành công chọc giận tôi, từ bây giờ trở đi, cách 10 phút tôi liền giết một người, bắt đầu từ cô. Nói rồi, ông ta dùng tay chỉ vào vị trí của Bạch Chỉ. Bạch Chỉ sư tỷ. Giang Tiểu Nhu lạc giọng hét lên, Vương Kiếm nằm trên đất nhìn cô gái mà mình thích bị khôi lỗi chọn chúng, muốn cứu lại không có sức. Khôi lỗi một tay xách Bạch Chỉ từ trên đất lên, sau đó túm mái tóc dài của cô ta. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Bạch Chỉ,
Khôi Lỗi lạnh lùng nói, cô gái xinh đẹp như này, nếu là đổi thành năm đó khi nhục thân của tôi vẫn còn, nhất định phải thưởng thức một phen, có điều bây giờ tôi là không có phúc để hưởng rồi. Bạch Chỉ cũng không nhiều lời, chỉ là dùng đôi mắt ác độc nhìn chăm chằm đối phương. Các đệ tử ngước mắt nhìn, nhất là đối với những người đàn ông đó mà nói, Bạch Chỉ ở trong lòng bọn họ chính là sự tồn tại như nữ thần. Trước mắt Bạch Chỉ rơi vào nguy hiểm, bọn họ tuy có lòng giết địch nhưng thật sự không có sức. Bạch Chỉ sư tỷ, trong mắt Giang Tiểu Nhu tràn chứa nước mắt, trên đảo quan hệ của hai người bọn họ là tốt nhất. Mọi người yên tâm, còn nhớ một nam một nữ đó không? Bọn họ khi rời khỏi đã nói rồi, sẽ tìm Lâm Thanh Diện tới cứu chúng ta, chỉ cần chúng ta kiên trì đến cuối cùng, đợi Lâm Thanh Diện tới thì nhất định có thể đánh bại tên này. Ánh mắt của Bạch Chỉ quyết tuyệt, mọi người nhớ kỹ, cho dù là đến lúc đó chỉ có một ngày còn sống, Trảm Tiên Minh cũng sẽ không giải tán. Chúng ta sống là sư huynh muội, chết rồi cũng là sư huynh muội. Bạch sư tỷ nói đúng. Không sai, tên này muốn khiến chúng ta mở miệng, chúng ta cứ không mở miệng, cùng lắm thì là chết thôi. Sau khi mọi người nghe thấy, đều tỏ thái độ. Ở trước áp chế nặng nề, những sư huynh đệ này của Lâm Thanh Diện đều biểu hiện ra quyết tâm thấy chết cũng không thay đổi. Ánh mắt của Giang Tiểu Nhu trở nên mơ mang, không ngừng nhìn về phía thông đạo dẫn tới đây. Lâm Thanh Diện anh thật sự sẽ tới sao? Biểu cảm Khôi Lỗi lãnh khốc, một tay đưa gần tới Bạch Chỉ đang ngồi gần bên cạnh đám đệ tử ở trên đất. Cô gái nhỏ ngược lại khá có cá tính, mấy người các cô các cậu cũng có nhiệt huyết, có điều quá một lát nữa, đợi các người nhìn thấy cô gái này chết ở trước mặt các người, còn có thể hào khí giống như bây giờ hay không? Nói rồi, khí tức của ông ta dần dần trở nên lạnh lẽo. Một cơ hội cuối cùng, tôi đếm tới ba, nếu không, cô gái này lập tức đầu rơi xuống đất. Mọi người căn môi, có hơi không nhịn được cảnh Bạch Chỉ hương tàn ngọc nát trực tiếp xoay người đi, khóc thút thít. Bye! Khôi Lỗi hét lớn, sau đó, một chiếc rìu màu đen được huyễn hóa ra, vô tình chặt về phía cổ của Bạch Chỉ. Bạch Chỉ lặng lẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt ở khóe mắt rơi xuống, vào khoảnh khắc này, cái xuất hiện trong đầu cô ta vậy mà là cảnh tượng lúc đầu mình gặp Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, cậu có lẽ sẽ tới, nhưng tôi rốt cuộc không đợi được nữa rồi. Bạch sư tỷ, Giang Tiểu Nhu hét lớn lên, sau đó liền ngất đi. Khoảnh khắc trước khi hôn mê cô ta mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc vest đen đang nhanh chóng từ thông đạo đi vào đây. Một lệ quang vụt qua, bắn thẳng vào tên Khôi Lỗi đó. Khôi Lỗi quay đầu lại nhìn, một viên đá mang theo lực đạo vô cùng lớn bay về phía ông ta. Keng! Chiếu rìu nặng chỉ trực tiếp cản lại, nhưng viên đá nhỏ nhoi này ẩn chứa lực lượng lại rất lớn. Khôi Lỗi nhất thời hổ khẩu tê dại, chiếc rìu cũng bị đánh rơi xuống đất. Là ai? Bóng người màu đen trong một cái hô hấp liền tới trước mặt các đệ tử của Trảm Thiên Minh. Mày kiếm mắt sáng, lạnh lùng nhìn Khôi Lỗi ở đối diện. Xin lỗi mọi người, để mọi người chịu khổ rồi, chuyện tiếp theo, giao cho tôi đi. Các đệ tử nhìn người đàn ông cản ở trước mặt mình, ánh mắt trở nên kích động. Đây chính là thiên tài mà bọn họ công nhận, cũng là minh chủ của Trảm Thiên Minh bọn họ, Lâm Thanh Diện. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Bạch Chỉ mở mắt ra, bóng dáng cao lớn của Lâm Thanh Diện xuất hiện ở trước mắt cô ta. Cậu tới rồi, Bạch Chỉ tràn chứa nước mắt, xem ra hai ngày trước một nam một nữ đó không có lừa bọn họ, Lâm Thanh Diện rốt cuộc vẫn là đuổi tới kịp rồi. Lâm Thanh Diện chỉ gật đầu, thần sắc vẫn nghiêm nghị. Lúc này tình thế nguy cấp, Bạch Chỉ ở trong tay của đối phương, mà bên phía Trảm Tiên Minh tất cả mọi người đều đã bị thương, thương thế của Vương Kiếm càng nghiêm trọng. Để cô ấy xuống, tôi đánh với ông. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Ha ha, thằng nhóc ngược lại rất ngông cuồng, nguyên hùng tôi tồn tại trên thế giới này mấy trăm năm, người gì chưa từng gặp. Tôi giết cô gái này trước, sau đó lại đối phó với cậu. Nói rồi, ông ta lần này giơ tay, trực tiếp đâm vào Bạch Chỉ. Lâm Thanh Diện sớm đã hiểu rõ mọi thứ mà đối phương làm, trong nháy mắt thần hồn chỉ lực lặng lẽ phát ra trực tiếp khóa lấy đối phương. Thần hồn trời sinh khắc chế Khôi Lỗi, sau khi bị thần hồn của Lâm Thanh Diện khóa chặt, Nguyễn Hùng đột nhiên phát hiện mình vậy mà không thể nhúc nhích. Lâm Thanh Diện bước lên một bước, đầu tiên đoạt Bạch Chỉ từ trong tay của đối phương về. Lâm Thanh Diện, chờ tới cuối cùng. Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói, lúc này vẫn không phải là lúc ôn chuyện cũ. Thần hồn chi lực của mình tuy đột nhiên khống chế Nguyễn Hùng, nhưng do trước đó luyện tập hấp linh thuật linh khí sung mãn trong cơ thể của Lâm Thanh Diện cần thần hồn chi lực của anh đến áp chế. Nếu không, linh khí mất đi sự kìm kẹp của hồn lực và chạm loạn xung quanh, vậy Lâm Thanh Diện sẽ phiền phức rồi.
Tuy nói mấy ngày nay, Lâm Thanh Diện cảm thấy cảm giác đã tốt hơn nhiều rồi, linh khí trong cơ thể cũng bình ổn hơn nhiều, nhưng anh không dám lơ là. Vì thế, lần này đối chiến với Nguyễn Hùng, anh chẳng qua chỉ dùng 1/5 thần hồn chỉ lực cuối cùng liền thu về. Sau khi hồn lực thu lại, Nguyễn Hùng cũng dần dần tỉnh táo lại. Ông ta chỉ vào Lâm Thanh Diện hỏi, cậu là ai? Anh ấy chính là minh chủ của Trảm Tiên Minh chúng tôi, Lâm Thanh Diện. Sư huynh đệ đằng sau cao giọng đáp, trong ánh mắt tràn ngập sự sùng bái. Cậu chính là Lâm Thanh Diện, mệnh danh người có thiên phú xuất chúng. Nguyễn Hùng hứng thú nhìn Lâm Thanh Diện hỏi. Cũng khó trách danh tiếng lây lừng của Lâm Thanh Diện hiện nay, thiên hạ có mấy ai không biết chứ? Tôi là Lâm Thanh Diện, hôm nay tôi từ kinh đô xa xôi nghìn dặm chạy tới, chính là đến giết ông. Ha ha, thằng nhóc, biết cậu hung hăng, nhưng không ngờ cậu lại hung hăng như này, muốn giết tôi, sợ rằng không có dễ dàng như thế. Nói rồi, tay của Nguyễn Hùng nhanh chóng móc ra một viên đan dược giống như những gì Vân Sơn Tú Nương nói, viên đan dược này toàn thân đen xì. Lâm Thanh Diện đối với đan dược đã có sự quen thuộc cũng nhất thời sững ra, ở trong viên đan dược màu đen này, anh không có ngửi được bất cứ mùi thuốc gì, ngược lại, mùi máu tanh ngược lại rất nồng. Sử dụng đan dược, các khớp của Nguyễn Hùng kêu rắc rắc, khí tức trên người cũng trở nên càng lúc càng mạnh. Lâm Thanh Diện vốn dĩ đã cảm nhận được thực lực của đối phương đã đạt tới hóa cảnh đỉnh phong. Nhưng sau khi uống đan dược này, thực lực của Nguyễn Hùng trực tiếp đạt tới thần cảnh. Sao lại thế? Viên đan dược màu đen này rốt cuộc là cái gì? Ánh mắt của Nguyễn Hùng sắc bén như dao, cậu lẽ nào chưa từng nghe hồn đan sư sao? Hồn đan sư? Nguyễn Hùng khinh thường nói, hồn đan sư, đan dược mà bọn họ dung hợp chỉ có tác dụng với hồn phách, có thể khiến khôi lỗi như tôi cảnh giới trong nháy mắt nâng cao. Lâm Thanh Diện đứng yên ở đó, người như này anh không biết, sợ rằng ngày Điền Nguyên bọn họ cũng không biết. Bây giờ, để cậu xem thử thực lực thật sự của tôi. Nói xong, Nguyễn Hùng trực tiếp tung ra một quyền, lực lượng cực lớn dường như chém rách không khí. Lâm Thanh Diện, Bạch Chỉ bọn họ chẳng thẳng nhìn, một quyền này của đối phương ẩn chứa năng lượng đã vượt khỏi tưởng tượng của bọn họ. Lâm Thanh Diện đứng đó không nhúc nhích, khoảnh khắc đối phương ra tay cũng tung ra một quyền. Cậu đây là tìm chết. Nguyễn Hùng lớn tiếng nói, khí chế cuồn cuộn. Dầm, nắm đấm va chạm ở giữa không trung, xung quanh hai người, bụi đất bay mù mịt. Ánh mắt của các đệ tử đều lo lắng, ai ai cũng căng thẳng nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Bụi đất cản đi, Lâm Thanh Diện và Nguyễn Hùng vẫn vững vàng đứng ở đó, chỉ là trong mắt của Nguyễn Hùng nhiều thêm vài phần kinh ngạc. Cậu vậy mà cũng là thần cảnh. Lâm Thanh Diện không có nói chuyện, mặc nhận phán đoán của đối phương. Các sư huynh đệ của Trảm Tiên Minh ở đằng sau kinh ngạc không khép được miệng. Người có thể được tân trường sinh chọn chúng, thiên phú đã cao hơn người bình thường quá nhiều, nhưng so với Lâm Thanh Diện, thiên phú này của mình thật sự là bé đến đáng thương. Chương 1300, lực lượng oanh tạc. Không ngờ tôi đã rớt ở sau cậu ta nhiều như vậy. Vương Kiếm nằm trên đất sau khi biết được cảnh giới lúc này của Lâm Thanh Diện, trong lòng bỗng cảm thấy thất vọng. Từ sau lần Lâm Thanh Diện rời khỏi đảo nhỏ, Vương Kiếm mỗi ngày khắc khổ luyện tập, anh ta hiện nay có thực lực gần tới hóa cảnh đỉnh phong, cách đột phá chỉ có một bước. Vốn dĩ nghĩ rằng, khi lần nữa gặp lại Lâm Thanh Diện nhất định có thể khiến anh sửng sốt, nhưng bây giờ xem ra, Lâm Thanh Diện đã bước vào thần cảnh, lại kéo giãn đẳng cấp của hai người ra rồi, thần cảnh và hóa cảnh đỉnh phong, tuy nghe thì không nhiều, nhưng cách biệt thực lực trên thực tế lại như cách biệt giữa trời và đất. Vương Kiếm cảm xúc phức tạp, vừa khâm phục vừa có chút đố kỵ, xem tuổi, nhưng Lâm Thanh Diện so với anh ta lại lợi hại hơn quá nhiều. Lúc này, Giang Tiểu Nhu vừa ngất đi đã tỉnh lại, sau khi Bạch Chỉ được Lâm Thanh Diện cứu ra, lập tức cởi trói trên người của tất cả mọi người. Cô ta bây giờ đang ôm Giang Tiểu Nhu, sau khi nhìn thấy Giang Tiểu Nhu tỉnh lại, trái tim đang lơ lửng của Bạch Tử lúc này mới để xuống. Bạch sư tỷ, em vừa rồi hình như nhìn thấy Lâm Thanh Diện, có phải là ảo giác không? Giang Tiểu Nhu thì thào, nhìn Bạch Chỉ nói. Ánh mắt của Bạch Chỉ dịu dàng, Tiểu Nhu, em nhìn, đó là ai? Thuận theo hướng ngón tay của Bạch Chỉ, Giang Tiểu Nhu nhìn thấy người đàn ông cao lớn cản ở trước người mình. Cho dù không nhìn thấy mặt của người đàn ông này, nhưng chỉ dựa vào sự tự tin toát ra từ bóng lưng của anh, Giang Tiểu Nhu 100% chắc chắn, người đàn ông này chính là Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, anh ta thật sự tới rồi, Giang Tiểu Nhu có hơi kích động nói. Lúc này, Lâm Thanh Diện để mắt đến cuộc đối đầu với Nguyễn Hùng. Khôi lỗi thần cảnh, bản thân còn là lần đầu tiên gặp khôi lỗi cảnh giới này, cũng khó trách khôi lỗi có thực lực hóa cảnh đỉnh phong như Vân Sơn Tú Nương đều không phải là đối thủ của Nguyễn Hùng.
Có điều, Lâm Thanh Diện chính là người có thể tận tay chém chết Thanh Trúc cường giả thần cảnh, một khôi lỗi mà thôi, Lâm Thanh Diện vẫn không có để ông ta vào trong mắt. Được rồi, kết thúc giai đoạn làm nóng người, bây giờ nên chính thức bắt đầu rồi. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhả ra một câu như này. Nguyễn Hùng nhíu mày. Một quyền vừa rồi của Lâm Thanh Diện, ông ta chỉ cảm thấy lực lượng của đối phương nhiều hơn mình không ít, ông ta dùng toàn lực mới tiếp được. Sẽ không phải là một kích toàn lực của mình, đối với đối phương mà nói chỉ là làm nóng người. Thằng nhóc cậu đừng ngang ngược, mọi người bây giờ đều là thần cảnh sơ kỳ, cậu dựa vào đâu mà thắng tôi? Nguyễn Hùng đanh giọng nói. Ánh mắt của Lâm Thanh Diện bình tĩnh, toàn thân trên dưới không có một tia ba động khí tức nào. Có khi cảnh giới không đại biểu tất cả tôi, ông tuy đều là thần cảnh sơ kỳ, nhưng luận tới thực lực, ông không bằng tôi. Cậu nói linh tinh. Nguyễn Hùng tức giận nói, nhưng sau đó, ông ta há to miệng, kinh sợ nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Kiếm Trảm Thiên màu vàng từ từ hiện ra, cuối cùng trực tiếp rơi vào trong tay Lâm Thanh Diện. Tôi trước nay không nói linh tinh. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, kiếm phong sắc bén, một kiếm chém vào đối phương. Nguyễn Hùng chỉ nhìn một cái thì biết thanh kiếm Trảm Thiên này không phải là binh khí bình thường. Ông ta vội vàng nguyễn ra một thanh trường đao, chỉ vừa va chạm, trường đao trong nháy mắt bị nát thành bột. Bây giờ, ông còn cảm thấy ông có thể có sức đánh một trận với tôi không? Lâm Thanh Diện cười khinh thường, sau đó lại là một quyền tung ra. Một quyền trước đó, Nguyễn Hùng sử dụng toàn lực mới tiếp được, bây giờ thấy Lâm Thanh Diện lại tung ra một quyền, ông ta tuy có hơi lo ngại, nhưng cảm thấy mình chắc cũng có thể ứng đối được. Cùng nắm đấm, cùng sự va chạm, nhưng lần này, kết quả lại vô cùng khác biệt. Giác! Năm ngón tay của Nguyễn Hùng nát bấy, sau đó, một cỗ lực đạo mạnh mẽ xuôi theo cánh tay của Nguyễn Hùng tiếp tục hướng lên. Cỗ lực đạo này đến đâu, xương cốt của Nguyễn Hùng liền bị đánh gãy. Sau đó, thân hình cao to của Nguyễn Hùng trực tiếp bay ra ngoài mười mấy mét, đập mạnh xuống đất. Chuyện này làm sao có thể chứ? Lực lượng của cậu tại sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Vừa rồi còn có thể chống đỡ, bây giờ, vậy mà ngay cả sức đánh trả cũng không có, điều này quả thật soát sạch khôi lỗi quan của Nguyễn Hùng. Rất đơn giản, thứ mà tôi có, ông không có. Lâm Thanh Diện nói đơn giản, trong một quyền đơn giản trực tiếp vừa rồi của mình ẩn chứa lực lượng huyền kình ngay cả người của thương nguyên giới cũng ngưỡng mộ không thôi. Càng huống chi, sau đó anh nâng cao cảnh giới, Lâm Thanh Diện cảm thấy huyền kình của mình dường như mạnh hơn nhiều so với lúc trước. Lực đạo của huyền kình bá đạo gấp mấy chục lần so với nội kình, tuy cùng là cao thủ thân cảnh, Nguyễn Hùng sao sẽ là đối thủ của Lâm Thanh Diện chứ? Đáng chết, không ngờ thằng nhóc cậu còn có chiêu như này. Nguyễn Hùng lạnh lùng nói, miễn cưỡng đứng dậy. Trong ánh mắt của ông ta càng nổi tơ máu, một đoàn khí thức màu đen từ từ tản ra. Nhất thời, một cỗ khí thức tử thần bao phủ cả đại sảnh này. Lâm Thanh Diện nhíu mày, anh không thấy đối phương tiếp tục sử dụng thuốc nhưng khí tức của đối phương dường như lại mạnh hơn nhiều. Thằng nhóc cậu rất mạnh, nhưng hôm nay cậu nếu đã gặp phải tôi, sự việc cũng chỉ tới đây thôi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào sự tức giận của tử thị. Sự tức giận của tử thị. Không đợi Lâm Thanh Diện nghĩ nhiều, Nguyễn Hùng đột nhiên lao về phía Lâm Thanh Diện. Thân là khôi lỗi, tốc độ của ông ta vốn rất nhanh, mà lần này, thân hình của ông ta nhanh tới mức mắt thường của Lâm Thanh Diện đã hoàn toàn không bắt được nữa. Dầm! Sau gáy Lâm Thanh Diện mang theo gió, Nguyễn Hùng không biết từ khi nào đã tới đằng sau Lâm Thanh Diện, trong tay cầm chặt chiếc búa lớn, đập về phía Lâm Thanh Diện. May mà Lâm Thanh Diện phản ứng đủ nhanh, nghiêng người nhảy sang, tránh được công kích của đối phương. Sau đó, trước mắt anh lại là một trận huyễn ảnh, đối phương giống như thần chết có thể tùy ý xuất hiện ở trong bất kỳ góc nào trong đại sảnh. Lâm Thanh Diện có hơi lo lắng, anh không phải là lo lắng cho mình, mà bây giờ, ở trong đại sảnh này, đám sư huynh đệ của Trảm Tiên Minh còn ở đây. Mà Nguyễn Hùng hành tung quỷ dị, nếu để ông ta đến chỗ người của Trảm Tiên Minh bắt họ làm con tin, vậy phía anh sẽ rơi vào thế hạ phong. Tốc chiến tốc thắng. Lâm Thanh Diện hạ chủ ý, anh đứng yên ở đó, từ từ nhắm mắt lại. Giang Tiểu Nhu bọn họ ở một bên nhìn thấy Lâm Thanh Diện làm ra hành vi như này, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ Lâm Thanh Diện đây là muốn từ bỏ rồi sao? Có điều nghĩ tới cũng phải, tốc độ của đối phương như này, đổi thành bản thân, sợ rằng ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có. Chỉ có Vương Kiếm ở một bên nhìn ra Lâm Thanh Diện làm như này, tuyệt đối không phải là từ bỏ kháng cự, mà là dùng một loại thủ đoạn cao minh hơn để ứng đối với đối phương. Mị ảnh của Nguyễn Hùng không ngừng vụt qua, từng đạo ánh sáng bạc, đó là công kích mà ông ra tạo để nhằm vào Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý cảm nhận mọi thứ xảy ra xung quanh.
chỉ cần có một tia ba động của khí tức anh lập tức có thể cảm nhận được. Nhổ cỏ tận gốc. Trong lòng Lâm Thanh Diện nảy ra một suy nghĩ to gan. Vào lúc này, chiếc búa lớn trong tay của Nguyễn Hùng lần nữa đập tới. Mấy chục lần công kích trước đó, Lâm Thanh Diện đều tránh né toàn bộ, Nguyễn Hùng cũng làm tốt sự tính, sau lần này, ông ta liền xoay sang công kích người của Trảm Thiên Minh. Chỉ cần khống chế hai ba người đó thì không sợ Lâm Thanh Diện không nghe lời mình rồi. Tuy nhiên, điều ông ta không biết là lần này Lâm Thanh Diện không định tránh né tiếp nữa. Chiếc búa sắt đập xuống, cách anh rất gần. Lâm Thanh Diện sớm đã cảm nhận được sự dao động trong không khí cạnh mình. Anh không tránh không né, ngay cả Nguyễn Hùng cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Thằng nhóc thối tha cậu cuối cùng đã mệt rồi nhỉ. Nguyễn Hùng cho rằng tất cả những điều này là do thể lực của Lâm Thanh Diện đã kiệt quệ sau khi tránh né mấy chục lần vào trước đó, bây giờ đã không thể tránh né được nữa. Khi ông ta đang thầm đắc ý, đột nhiên, một tay của Lâm Thanh Diện chìa tay kiếm Trảm Tiên xuất hiện, trực tiếp cản chiếc bùa đó lại. Nguyễn Hùng thấy cảnh này, trực tiếp vụt người muốn chạy trốn, giống như mấy chục lần công kích trước đó. Nhưng lần này khi ông ta muốn chạy trốn thì phát hiện mình căn bản không thể nhúc nhích. Vốn dĩ, Lâm Thanh Diện tay trái cầm kiếm Trảm Tiên, vậy mà trong nháy mắt huyền kình phát ra tay phải huyễn khó ra một chiếc roi dài. Chiếc roi dài trực tiếp quấn chặt mắt cá chân của Nguyễn Hùng, ông ta không thể giấy giụa. Thả tôi ra! Nguyễn Hùng lớn giọng gào lên. Lâm Thanh Diện căn bản không chút quan tâm, hôm nay chính là một ngày ông hồn phi phách tán. Trong ánh mắt của Nguyễn Hùng vụt qua một tia sợ hãi. Đối với một khôi lỗi mà nói, không có chuyện gì đáng sợ hơn hồn phi phách tán. Tôi sống ở thế gian mấy trăm năm, dựa vào cậu cũng muốn khiến tôi thần hồn hủy diệt sao? Nếu không tin, ông có thể thử. Trong lúc nói chuyện, một đạo kết ấn xuất hiện ở trong không trung, trực tiếp chùm lên Nguyễn Hùng. Nguyễn Hùng kinh ngạc ngẩng đầu. Khống hồn ấn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1300.